Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 26. Cho dù chỉ được nhìn một cái cũng đủ để khoác lác với người trong giới rồi. Quân Nga, cháu nhanh đi tìm hiểu xem vật kỷ niệm đó là thật hay giả. Trịnh Văn Viễn sẽ gửi biện pháp xác nhận cho cháu làm theo là được. Ngô Thị Lan thúc giục. Sau khi Trịnh Quân Nga có cách tìm hiểu, cô ta quay trở lại nơi ở của Diệp Lâm Quân. Lúc này, bé Quân đang chơi đùa trong sân, bên cạnh bé bày rất nhiều vật kỷ niệm. Bé vừa thấy Trịnh Quân Nga đến đã xị mặt cảnh giác. Bé Quân chơi với cô nhé. Trịnh Quân Nga cười nói. Cô là người xấu, cháu không chơi với cô. Bé Quân lập tức trốn đi, còn ôm vật kỷ niệm vào lòng. Trịnh Quân Nga như nghĩ ra điều gì đó, con người láo liên, cười nói. Bé Quân có muốn chứng minh vật kỷ niệm của ba cháu là thật không? Nghe câu đó, bé Hằng Hải gật đầu, muốn ạ. Lúc trước Trịnh Quân Nga nói vật kỷ niệm là giả làm bé không vui chút nào. Tốt lắm, cô có cách phân biệt thật giả, làm xong là có thể chứng minh vật kỷ niệm của ba cháu là thật, Trịnh Quân Nga nói. Được, cháu đưa cô, bé đưa vật kỷ niệm cho cô ta. Trịnh Quân Nga bắt đầu làm theo biện pháp. Hả, nơi này là thật, chất liệu không sai. Ký hiệu không sai, mã vạch phòng giả cũng không sai. Phân biệt xong, Trịnh Quân Nga phát hiện vật kỷ niệm Diệp Lâm Quân mang đến đều là thật. Cô ta lại xác nhận lại một lần nữa. Vật kỷ niệm là thật. Bản lĩnh của Diệp Lâm Quân lớn như vậy ư? Sau đó Trịnh Quân Nga rời đi, nói tất cả cho Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng nghe. Đồ thật, là đồ thật. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng vô cùng hưng phấn. Ha ha ha, Diệp Lâm Quân cũng có chút bản lĩnh đấy chứ. Có điều, chúng ta cần lấy về những vật kỷ niệm này. Chúng ở trong tay chúng ta mới có giá trị. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng vừa nghe được vật kỷ niệm là thật đã lập tức nghĩ cách có được chúng. Đây là thứ chỉ có thể tình cờ gặp được mà không thể cầu được, có 2.000 tỷ cũng không mua được. Không nắm được thứ này trong tay, họ sẽ ngủ không ngon mất. Ông bà nội, có cần cháu lấy đồ về cho ông bà không? Trịnh Quân Nga hỏi, không, cháu không làm được đâu. Sao có thể lấy về từ trong tay chúng nó được? Ngô Thị Lan nói. Trịnh Quân Nga nghĩ cũng đúng, tuy cô ta luôn bắt nạt họ, nhưng chưa có lần nào có lợi cả. Bằng khả năng của mình, chắc chắn cô ta sẽ không lấy được vật kỷ niệm. Chuyện này ông bà sẽ tự làm, nhìn thấy nó thì không thể nào ngồi yên được. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng không thể chờ lâu được, hai người họ vội vã đi từ tỉnh đến Giang Bắc. Họ mua rất nhiều quần áo, đồ chơi và đồ ăn vặt cho trẻ em. Tuy bé Quân rất thích những thứ này nhưng cũng chỉ nhìn mà thôi, chắc chắn sẽ không tiến lên một bước. Đây là kết quả dạy dỗ của Lý Từ Nhiệm và Diệp Lâm Quân, đương nhiên cũng là vì trong lòng bé có khúc mắc với người nhà họ Trình, đồ mà họ cho bé sẽ không lấy. Lê Nguyên và Hạo Quân đã về rồi à? Ông bà mua vài thứ cho bé Quân này. Bé cho bà ôm một cái nào. Ngô Thị Lan nhiệt tình ôm bé. Mặt Lý Từ Nhiệm và Diệp Lâm Quân lạnh xuống, rõ ràng là hai người này có mục đích mới đến. Quả nhiên không bao lâu, Ngô Thị Lan đã mở miệng hỏi, nghe nói Hạo Quân mang về vật kỷ niệm trong đại lễ phong vương, nó ở đâu? Đúng rồi, có phải đồ thật không? Trịnh Quốc Thắng cũng hùa theo. Diệp Lâm Quân và Lý Từ Nhiệm liếc nhau, sau đó Lý Từ Nhiệm vẫn lấy vật kỷ niệm ra. Ngô Thị Lan vội vàng để bé Quân sang một bên, cầm lấy vật kỷ niệm lật xem. Trịnh Quốc Thắng cũng làm y như vậy, hai mắt tỏa sáng như nhìn thấy gái đẹp vậy. Là thật, là thật. Hai người này vừa cầm huân chương kỷ niệm lên đã không thể giữ được bình tĩnh, liên tục thốt lên đầy kinh ngạc. Họ vừa biểu hiện nhiệt tình vừa thỉnh thoảng nhìn Lý Từ Nhiệm một cái. Hai người họ đang ám chỉ cô. Thấy dáng vẻ hai người này thích đến phát điện như thế, Lý Từ Nhiệm đúng là có hơi ngượng ngùng. Đúng lúc cô vừa định tặng cho hai người một bộ, Diệp Lâm Quân kéo cô một cái. Lý Từ Nhiệm chỉ có thể nhìn xuống, tùy ý hai người họ bóng gió. Cuối cùng, Ngô Thị Lan không nhịn được hỏi, Hạo Quân, lần này cháu mang về mấy bộ vật kỷ niệm? Ba bộ, mẹ cháu, vợ cháu và con gái mỗi người một bộ. Diệp Lâm Quân trả lời, ôi chao, bé Quân cũng có à? Con bé còn nhỏ thế thì biết cái gì? Hay là thế này nhé, cháu tặng bộ của bé Quân cho bà. Bà sẽ đặt riêng cho con bé vài bộ đồ chơi của trẻ em được không? Ngô Thị Lan hỏi đầy mong đợi, hả? Ba người nhà Diệp Lâm Quân sững sờ. Có người không biết xấu hổ đến mức này hay sao? Quang minh chính đại đòi thế ư? Trịnh Quốc Thắng cười nhìn Chí Oánh nói, bà thông gia này,
một người phụ nữ như bà giữ vật kỷ niệm này cũng chẳng có giá trị siêu tầm gì. Bà thích cái gì, tôi sẽ đổi với bà được không? Đồ siêu tập trong nhà chúng tôi nhiều lắm đấy. Trịnh Quốc Thắng cũng nói ra ý nghĩ của ông ta. Đúng vậy, Lê Nguyên cũng thế. Một cô gái trẻ như cháu thì siêu tầm mấy thứ này có ích lợi gì? Giá trị của loại vật kỷ niệm này ở trong tay chúng tôi mới có thể thể hiện ra được. Đúng, chỉ có quân nhân xuất ngũ như ông bà nội mới biết được giá trị của loại vật kỷ niệm này thôi. Vật này ở trong tay ông bà mới có thể tỏa sáng được. Đặt trong tay các cháu thì lãng phí quả, đều bị bé Quân xem như đồ chơi rồi kìa. Nên các cháu hãy nhường lại vật kỷ niệm này cho ông bà đi. Đám người Trịnh Quân Nga cố hết sức khuyên bảo. Mục đích của họ rất đơn giản, tham lam đòi cả ba bộ vật kỷ niệm. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng nói, đúng vậy, chỉ chúng tôi mới có thể thể hiện rõ nhất giá trị của những vật kỷ niệm này. Nhường nó cho ông bà đi, có thể đổi bằng tiền hoặc những vật khác cũng được. Hai người Ngô Thị Lan hai người bắt ép. Diệp Lâm Quân, anh cũng thật là, anh biết rõ ông bà nội thích những vật thế này, sao không cầm thêm về vài bộ. Không có hiếu chút nào. Trịnh Quân Nga lạnh lùng lườm Diệp Lâm Quân. Không được, Diệp Lâm Quân nói thẳng, đây là quà cho người nhà tôi, mấy người đổi bằng cái gì cũng không được, đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa. Thái độ của Diệp Lâm Quân nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Một kẻ tàn tật ngồi trên xe lăn mà cũng dám nói vậy à? Diệp Lâm Quân cậu nói cái gì? Cậu vẫn không hiểu tình cảnh của mình lúc này đúng không? Cậu có tư cách gì mà nói thế hả? Đám người Ngô Thị Lan quát lớn. Diệp Lâm Quân cười, không có gì, nhưng các người đừng hòng lấy được thứ này đi. Lý Tử Nhiệm gật đầu, ông bà ngoại, cháu cũng rất muốn tặng vật kỷ niệm cho ông bà nhưng đây là quà của Quân Hạo, đưa cho người khác thì không tốt lắm. Diệp Lâm Quân cậu có nghĩ tới chúng tôi không hả? Cậu tặng quà cho mẹ mình mà không tặng cho bố mẹ vợ hay sao? Trong mắt cậu còn có chúng tôi không? Đi cùng tiếng quát là Trịnh Nhã Uyên và Lý Hồng Thái, hai người này đang tức giận nhìn chừng chừng Diệp Lâm Quân. Chị Oánh nghe câu này thì sắc mặt hơi khó coi. Diệp Lâm Quân không chuẩn bị quà cho mấy người như Ngô Thị Lan thì thôi, nhưng đến quà cho bố mẹ vợ cũng không có. Trịnh Nhã Uyên nói thẳng với Lý Tử Nhiệm, Lê Nguyên con đã thấy chưa? Trừ mẹ nó ra thì có để bố mẹ vào trong mắt đâu. Chị Oánh lập tức nói, bà thông ra, tôi tặng bộ của mình cho ông bà vậy. Vật này cũng không có tác dụng gì với tôi cả. Ai cần bà? Trịnh Nhã Uyên đang định nổi giận từ chối thì tiếng của Ngô Thị Lan đã vang lên, được. Vậy nhường lại bộ của bà đi. Đúng, Lê Nguyên cũng tặng bộ của con cho ba con đi thế này mới hợp lý. Trịnh Quốc Thắng cũng hùa theo. Được rồi, cháu sẽ tặng lại. Tặng cả phần của bé Quân cho ông bà nữa. Lý Tử Nhiệm tức giận ném cả ba bộ vật kỷ niệm cho đám người Ngô Thị Lan. Cô thật sự tức giận rồi đấy. Có ai không nhìn ra loại thủ đoạn này cơ chứ? Rõ rành rành là họ muốn đòi vật kỷ niệm Nhã Uyên, Hồng Thái, thứ này các con cũng chẳng dùng làm gì. Hay là cho cha mẹ nhé? Đúng, cha sẽ cho hai đứa một khu đất, thứ này cũng chẳng có tác dụng gì với các con cả. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng nói như vậy. Hai người không nói gì nữa, đưa ba bộ vật kỷ niệm đi. Mục đích của hai người Ngô Thị Lan đã thành nên cười đến không ngậm mồm vào được. Đồ đã vào tay mình. Họ cũng chẳng nói đến chuyện dùng tiền mua hay dùng đồ đổi nữa. Diệp Lâm Quân, lần sau nhớ cho kỹ, chuyện của nhà họ Lý và nhà họ Trịnh cũng không phải là kẻ tàn tật như cậu có thể quyết định được đâu. Còn có lần sau, chờ chịu ra pháp đi. Họ cười lạnh nói. Trước đây, lúc Diệp Lâm Quân còn khỏe mạnh, họ đã dám ức hiếp anh như vậy rồi chứ đừng nói khi ốm yếu như bây giờ. Thứ vong ân phụ nghĩa, Lý Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên nhổ một ngụm nước bọt, cũng rời đi. Lúc này ai cũng nghĩ là Lý Tử Nhiệm đang nuôi cả nhà Diệp Lâm Quân. Đáng tiếc hai người đã có con nên không đuổi anh đi được. Bé Quân dương mắt nhìn họ rời đi, tủi thân đến sắp phát khóc rồi. Đó là vật kỷ niệm của con mà, con muốn lấy lại, bé hét lên. Bé Quân đã khóc thành tiếng. Bé con tủi thân quá, đồ của mình lại bị hai lão già kia cướp đi. Thực ra Diệp Lâm Quân có thể ngăn họ lại ngay lập tức, nhưng theo mệnh lệnh anh không thể để bị lộ. Nếu không phải trường hợp bất khả kháng, anh tuyệt đối không thể để lộ thân phận với người bình thường. Những thế lực hay người như nhà họ Diệp ở Kinh Thành thì có thể để lộ, bởi họ có khả năng bảo vệ được bí mật này, nhưng những người bình thường như Ngô Thị Lan thì không thể, nếu người như họ biết rất có thể sẽ tiết lộ ra ngoài, đồng thời còn dễ gặp phải nguy hiểm chết người nữa. Người bình thường biết càng ít càng tốt,
biết càng nhiều cách cái chết lại càng gần. Hơn nữa đây là bí mật cấp cao nhất, không thể để người khác biết được, vì vậy lúc nãy Diệp Lâm Quân chỉ có thể mắt nhắm mắt mở để mặc họ. Bé Quân đừng khóc, ba cho con bộ khác nhé, cái này có nhiều lắm. Thứ này người khác có dùng 2.000 tỷ cũng không mua được, nhưng Diệp Lâm Quân nói một câu thì cái gì cũng có. Lúc này bé mới nín khóc, mở to hai mắt nhìn Diệp Lâm Quân, ba nói thật ạ. Đương nhiên, ba sẽ không lừa bé Quân đâu, Diệp Lâm Quân nói. Lý Tử Nhiệm định nói không nên lừa trẻ con, nhưng cô nhịn xuống. Đến buổi tối, khi ba bộ vật kỷ niệm xuất hiện trước mắt, cô lại càng không có gì để nói. Anh ấy thế mà lại mang được ba bộ vật kỷ niệm khác ra. Cô nhớ đến thân phận lúc trước của anh nên vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Sau đó, tất cả như bình thường, Diệp Lâm Quân đang chờ tin tức về những thế lực ngầm như Môn Phiệt. Bắc An. Có điều người đầu tiên tới tìm anh lại là Trần Hữu Đạo và Phan Thắng Nam. Người nào cũng có phương pháp riêng tìm ra rất nhiều phương thuốc cổ, thậm chí có cả cách chữa bệnh cổ nữa. Yêu cầu cấp bách nhất của họ là chữa cho Diệp Lâm Quân khôi phục sức khỏe như cũ. Việc này khiến Diệp Lâm Quân vừa mừng vừa lo, nhưng cũng làm anh cảm thấy rất bất đắc dĩ. Anh đã phải dùng thân phận nhất Phú Kiện Vương dặn dò việc này rồi. Hai người để đồ lại rồi rời đi đi, Diệp Lâm Quân nói. Phan Thắng Nam lắc đầu, không được, tôi phải chăm sóc anh một thời gian, cách chữa bệnh cổ này cũng phải để tôi thực hiện mới được. Đến Trần Hữu Đạo cũng dặn dò, ừ, không sai, để Chiến Thần Thắng Nam chăm sóc anh đi, anh phải khôi phục nhanh vào. Diệp Lâm Quân không từ chối được, nói nữa hai người này chắc chắn sẽ nghi ngờ. Sau đó, Trần Hữu Đạo rời đi, Phan Thắng Nam cho Diệp Lâm Quân uống thuốc cổ. Lần này, tác dụng của loại thuốc cổ mà hai người mang đến càng mạnh, vừa uống vào miệng, hiệu lực của thuốc đã chảy khắp cơ thể, sức lực dồi dào, tinh thần tỉnh táo, nói là người già uống có thể trẻ lại thì cũng không quá. Sau đó, Phan Thắng Nam lại dùng cách chữa bệnh cổ xưa tra xét cơ thể của Diệp Lâm Quân. Lúc này Diệp Lâm Quân cần tạo ra biểu hiện giả dối là thân thể bị tổn thương để lừa Phan Thắng Nam. Cơ thể anh bị tổn thương rất nghiêm trọng, ít nhất tôi cũng phải hoàn thành một đợt điều trị cho anh mới đi được. Phan Thắng Nam nói, lâu. Diệp Lâm Quân hoảng sợ, một đợt điều trị mất bao ít thì một tháng, nhiều thì ba tháng hoặc là nửa năm. Phan Thắng Nam trả lời. Diệp Lâm Quân sắp ói ra máu đến nơi rồi. Chiến Thần Thắng Nam, cô không cần quản lý đội quân Âu Lạc à? Diệp Lâm Quân hỏi, tạm thời không cần, đã đến lúc để họ tự mình rèn luyện rồi. Phan Thắng Nam gọi người mang vài vali hành lý vào. Diệp Lâm Quân sửng sốt, cô muốn ở đây à? Đúng vậy, tôi phải ở đây thì mới chăm sóc anh được chứ. Nếu không tôi đi đâu bây giờ? Phan Thắng Nam hỏi ngược lại. Đúng lúc này, Lý Tử Nhiệm và chị Oánh bé Quân mua thức ăn về. Cô thấy một người phụ nữ xa lạ đang chuyển đồ vào nhà mình nên hỏi, đây là ai? Cho dù Lý Tử Nhiệm có hiền dịu thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể bình tĩnh khi nhìn thấy cảnh này. Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Thắng Nam. Cô cũng không hỏi thẳng cô ta mà nhìn Diệp Lâm Quân dò hỏi, cô đang chờ anh giải thích. Cô ấy là... Diệp Lâm Quân vừa định nói chuyện thì Phan Thắng Nam mở miệng, xin chào, tôi là Phan Thắng Nam, đồng đội của Hạo Quân. Tôi là quân y, tới đây giúp anh khôi phục sức khỏe, thời gian tới tôi sẽ ở đây. Phan Thắng Nam không hỏi ý Lý Tử Nhiệm, tiếp tục sai người chuyển hành lý vào nhà. Lý Tử Nhiệm chào đón người đến chữa bệnh cho Diệp Lâm Quân. Nhưng cách làm cả vú lấp miệng em của Phan Thắng Nam làm cô thấy rất khó chịu. Đến Chi Oánh đều cảm thấy có vấn đề. Phan Thắng Nam tự chọn một gian phòng trong biệt thự vào ở. Đây là phòng làm việc của Lý Tử Nhiệm nhưng lại bị Phan Thắng Nam chiếm lấy, những thứ khác đều bị chuyển ra ngoài. Chi Oánh thấy Lý Tử Nhiệm không vui, bà ngay lập tức nói với Diệp Lâm Quân, Hạo Quân, bảo cô ấy đi đi có được không? Chúng ta thuê khách sạn 5 sao cho cô ấy cũng được mà. Diệp Lâm Quân bất đắc dĩ nhún vai, anh cũng muốn Phan Thắng Nam rời đi lắm, nhưng từ thời gian tiếp xúc ngắn ngủi anh cũng đã phát hiện, tính cô gái này mạnh mẽ dứt khoát, chuyện đã quyết định thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Được rồi, sau này tôi sẽ chăm sóc anh, cam đoan là sẽ giúp anh khôi phục trong thời gian ngắn nhất, đại anh hùng của tôi à. Phan Thắng Nam không để ý tới những người khác mà nói với Diệp Lâm Quân như vậy. Cô ta nói thế thực ra cũng không sai. Diệp Lâm Quân có uy danh rất cao trong lòng binh lính Lạc Việt, là anh hùng trong lòng rất nhiều người. Nhưng lời này rơi vào trong tại hai người Đoàn Lê.
Nguyên thì đã thành ra ý khác mất rồi. Lý Tử Nhiệm lạnh lùng không nói gì. Một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trong nhà mình đã rất kỳ lạ rồi, bây giờ phản thắng nam như vậy càng khiến cô thấy mình như người tàng hình vậy. Cô là phụ nữ nên rất nhạy cảm, cô có thể đọc được những tình cảm khác trong mắt phản thắng nam, ánh mắt cô ta nhìn Diệp Lâm Quân là ánh mắt của thiếu nữ đang mơ mộng chuyện tình yêu. Điều này làm cô không thể không nghi ngờ. Lý Tử Nhiệm vừa định nổi giận đã thấy phần thắng nam chữa trị cho Diệp Lâm Quân, cô đành gắng gượng nhịn xuống. Cô là người hiểu xem xét tình hình, không thể vì nhỏ mất lớn được. Đây, bã thuốc cho hai người, tốt cho sức khỏe lắm. Phan thắng nam không nói gì mà nhét thắng bã thuốc vào miệng Lý Tử Nhiệm và chỉ oánh. Ngay sau đó hai người họ đã bị tác dụng đáng kinh ngạc của loại thuốc này dọa sợ. Chỉ oánh giống như trẻ ra vài tuổi, Lý Tử Nhiệm cảm thấy tinh thần tỉnh táo, khí huyết đầy đủ. Thuốc này kỳ diệu đến mức này ư? Thân phận của Phan thắng nam là gì? Không bao lâu sau, những người có quyền thế ở Giang Bắc đều tụ về đây. Kính chào chiến thần Thắng Nam. Tất cả cùng lớn tiếng chào hỏi, mọi người biết Phản Thắng Nam đến nên đều dồn dập đến chào. Lúc này Lý Tử Nhiệm mới biết thân phận của Phản Thắng Nam, chiến thần Thắng Nam, thủ lĩnh của đội quân Âu Lạc. Không nói đến sức ảnh hưởng của cô ta, chỉ cấp bậc cũng đã ngang ngửa với Diệp Lâm Quân lúc trước rồi. Thảo nào trình độ chữa bệnh của Phản Thắng Nam lại cao như vậy, hóa ra cô ta là chiến thần. Hơn nữa cô ta còn trẻ trung xinh đẹp như thế, chỉ cần là đàn ông đều sẽ chọn cô ta đúng không? Đặc biệt là như Diệp Lâm Quân bây giờ. Phản thắng nam giống như thiên thần xuống trần gian, chữa bệnh cho anh, bảo vệ anh, giúp anh khôi phục sức khỏe như trước đây. Còn cô, ngoài việc gây phiền phức và làm Diệp Lâm Quân bị liên lụy ra thì cái gì cũng không làm được, còn khiến anh bị sỉ nhục nhiều lần. Nếu là phản thắng nam, chắc chắn chuyện này sẽ không xuất hiện. Cô ta là nữ chiến thần, nếu có cô ta che chở Diệp Lâm Quân thì ai còn dám bắt nạt anh nữa. Trong lúc nhất thời, Lý Tử Nhiệm có cảm giác gặp nguy hiểm. Cô không sánh bằng cô gái này. Tính cách của Phản Thắng Nam rất mạnh mẽ, Lý Tử Nhiệm cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nếu như cô là đàn ông cũng sẽ chọn Phản Thắng Nam. Mẹ ơi, con không thích gì ấy. Bé Quân rúc vào lòng Lý Tử Nhiệm thì thầm. Không sao, dì ấy sắp đi rồi. Lý Tử Nhiệm xoa đầu con gái. Phản Thắng Nam nghe thấy thì cười nói, tạm thời tôi sẽ không đi, có lẽ sẽ ở lại đây vài tháng đấy. Lý Tử Nhiệm, thẳng thắn thật đấy. Sau đó Phản Thắng Nam vào ở, cô ta vốn là bông hồng thép trên chiến trường nên làm gì cũng gọn gàng nhanh chóng. Cô ta khống chế cuộc sống hàng ngày của Diệp Lâm Quân rất nghiêm ngặt, thậm chí bảo vệ trong toàn bộ khu biệt thự cũng bị thay đổi thành người của cô ta. Nói trắng ra là, bất cứ chuyện gì đều phải nghe theo lệnh của cô ta. Không chỉ có như vậy, Phản Thắng Nam nói để Diệp Lâm Quân khôi phục nhanh chóng, cô ta còn không cho bé Quân gặp Diệp Lâm Quân. Cuộc sống như vậy làm Lý Tử Nhiệm cảm thấy cực kỳ khó chịu, cô gần như không có thời gian ở riêng với Diệp Lâm Quân. Cô có cảm giác Phản Thắng Nam cố tình muốn loại cô ra ngoài cuộc sống của anh. Lý Tử Nhiệm tìm cơ hội đưa Diệp Lâm Quân tới một nơi vắng vẻ. Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc một lát. Phản Thắng Nam làm như vậy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của chúng ta, đến bé Quân cũng đã phàn nàn với em rồi. Cô ta chữa bệnh cho anh, cả nhà đều rất vui, nhưng cuộc sống kiểu này khi nào mới kết thúc đây? Bây giờ cô ta còn quy định số lần gặp mặt của anh với con đấy. Mấy ngày hôm nay, Lý Tử Nhiệm cảm thấy rất phiền muộn, rất ngột ngạt. Chủ yếu là thái độ hời hợt của Diệp Lâm Quân làm cô rất tức giận. Nếu Diệp Lâm Quân cương quyết một chút thì cô cũng sẽ không như vậy. Diệp Lâm Quân lại có suy xét riêng, anh tuyệt đối không thể bại lộ vào thời điểm mấu chốt này được. Vì Phản Thắng Nam nghênh ngang tới đây nên không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào nơi này. Chỉ cần lộ ra một chút manh mối thì có lẽ kế hoạch sẽ trở thành xe cát dã tràng. Ngoài ra, nếu Phản Thắng Nam có vấn đề, đây là mức độ nghiêm trọng của mệnh lệnh mang tính bảo mật cao nhất. Những điều này đều nằm trong phạm vi suy xét của Diệp Lâm Quân, nên anh phải giả vờ không nhìn thấy những hành vi ngang ngược gần đây của Phản Thắng Nam. Anh cũng không có cách nào với cô ta cả, nhịn thêm đi. Diệp Lâm Quân nói, lúc này Diệp Lâm Quân thật sự tùy ý Phản Thắng Nam giày vò. Diệp Lâm Quân có suy xét riêng, nhưng thái độ này ở trong mắt Lý Tử Nhiệm lại biến thành bộ dạng khác rồi. Có lệ, đây là Diệp Lâm Quân mà cô biết ư. Nếu là trước kia, anh nhất định sẽ nghĩ cách xử lý. Nhưng bây giờ,
Diệp Lâm Quân lại mắt nhắm mắt mở với Phản Thắng Nam. Cô để ý đến thái độ của Diệp Lâm Quân, nhưng anh lại làm cô thất vọng rồi. Chi Oánh ở một bên nhìn cũng khuyên bảo Diệp Lâm Quân, nhưng anh vẫn trả lời như vậy. Không có cách nào cả, tùy ý Phản Thắng Nam. Mẹ, Lê Nguyên, anh cũng là bất đắc dĩ mà. Chủ yếu là anh không xác định được ý đồ của Phản Thắng Nam. Kỳ thực Diệp Lâm Quân có một biện pháp, trực tiếp lấy thân phận Nhất Vũ Kiên Vương điều cô ta đi nơi khác. Nhưng nếu Phản Thắng Nam có vấn đề thì sao? Chẳng phải tất cả sẽ bị lộ ư? Vì vậy, trong thời gian này, anh phải xác định trước xem Phản Thắng Nam có vấn đề hay không. Hiện nay Tây Thiên Vương đã tra xét Phản Thắng Nam rồi. Anh tin là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức thôi. Dần dần, quan hệ của người một nhà càng lúc càng xa lạ, đến bé Quân cũng không đi tìm Diệp Lâm Quân nữa. Lý Tử Nhiệm thì càng khỏi phải nói, cuộc sống hàng ngày của cô đều chỉ có ba địa điểm nhất định. Ngày nào cũng chỉ vội vã chào hỏi Diệp Lâm Quân một câu, thậm chí chỉ nhìn một cái đã đi rồi. Rốt cục có một ngày, Lý Tử Nhiệm nổi giận. Đã chữa một tháng mà không có một chút tiến triển nào. Được, anh không bảo cô ta đi thì tôi đi. Lý Tử Nhiệm thu thập hành lý, dẫn bé Quân rời đi. Diệp Lâm Quân đã đoán trước được việc Lý Tử Nhiệm nổi giận, dù sao một tháng như vậy thì ai cũng không nhịn được. Phản Thắng Nam hoàn toàn không đếm xỉa đến việc này. Cô ta kinh ngạc nói, tại sao lại như vậy? Tôi dùng phương thuốc cổ của môn phiệt Bắc An và môn phiệt Nam Hàn, đồng thời còn dùng cả cách chữa bệnh cổ xưa nữa. Theo lý thuyết thì một tháng cũng có thể khôi phục rồi. Sao bây giờ một tháng cũng không thấy có tiến triển gì cơ chứ? Việc này đương nhiên là do Diệp Lâm Quân điều khiển, cho cô ta chưa một tháng cũng không có tác dụng gì để Phản Thắng Nam có thể rời đi. Cô ta ở bên cạnh, có rất nhiều việc Diệp Lâm Quân đều không thể tiến hành được. Còn ảnh hưởng đến tình cảm của anh và Lý Tử Nhiệm. Giống như chuyện bây giờ vậy, Chiến Thần Thắng Nam đừng phí công với tôi làm gì, cô cũng thấy rồi đấy, cơ thể tôi cũng chỉ được thế này thôi. Diệp Lâm Quân buông tay. Phản Thắng Nam nghi hoặc, không thể nào, theo lý thuyết lúc này anh phải đứng lên được rồi mới đúng. Có thể là tôi bị thương quá nặng, bây giờ Diệp Lâm Quân chỉ muốn Phản Thắng Nam rời đi mà thôi. Phản Thắng Nam lắc đầu, không được. Tôi phải nghiên cứu rõ xem đây là chuyện gì. Nếu thực sự không được, tôi sẽ mời những người tài giỏi khác tới chữa cho anh. Phản Thắng Nam là người cố chấp. Diệp Lâm Quân suýt nữa nôn ra máu. Cô ta còn không chịu đi hả? Diệp Lâm Quân không biết, tính Phản Thắng Nam vốn đã là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lại thêm Trần Hữu Đạo thỉnh thoảng hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh nên cô ta càng không thể đi được. Lúc Diệp Lâm Quân đang nghĩ biện pháp để Phản Thắng Nam rời đi, Lý Hồng Thái cùng Trịnh Nhã Uyên đã đến rồi. Diệp Lâm Quân, mày giỏi lắm. Thức ăn cây táo rào cây sung. Lê Nguyên phải trả giá vì mày bao nhiêu rồi hả? Sinh con nuôi con cho mày, mày đều đã ra như vậy còn không chế mày, chăm sóc mày, nuôi mày. Còn mày thì sao? Mày đối xử với Lê Nguyên thế nào? Cho một con đàn bà khác sống trong nhà hả? Còn đuổi Lê Nguyên đi nữa đúng không? Lý Hồng Thái cũng giận dữ nói, lúc đầu tao còn không tin. Mày không phải đứa sẽ để những người đàn bà khác vào ở trong nhà. Bây giờ nhìn thấy tận mắt thì tao tin rồi. Mày đúng là không biết xấu hổ. Đây là muốn bỏ vợ bỏ con đúng không? Đến mẹ mày cũng không nhìn được mà bỏ đi rồi đấy. Diệp Lâm Quân có trăm cái miệng cũng không bảo chữa được. Chuyện này thực sự đã xảy ra. Ba mẹ, con có thể giải thích. Diệp Lâm Quân nói. Phản Thắng Nam nổi giận, giải thích cái gì? Là Lý Tử Nhiệm cố tình gây sự đấy chứ. Cái gì, cô là người ngoài lại ở vào nhà chúng, còn dám nói là Lê Nguyên cố tình gây sự hả? Câu nói của Phản Thắng Nam hoàn toàn chọc giận vợ chồng Lý Hồng Thái. Chẳng lẽ không phải à? Từ đầu đến cuối tôi đều thấy Lý Tử Nhiệm không xứng với anh ấy. Cô ta chỉ là một người bình thường, dựa vào cái gì mà được anh ấy che chở đối xử như vậy? Các người không biết quý trọng, còn làm khó dễ anh ấy đủ thứ chuyện. Các người xứng hả? Lời Phản Thắng Nam nói chính là suy nghĩ chân thật nhất của cô ta. Từ đầu đến cuối cô ta đều cảm thấy một cô gái bình thường không xứng với Diệp Lâm Quân. Đặc biệt là sau khi tiếp xúc trong thời gian này, cô ta càng ngày càng cảm thấy Lý Tử Nhiệm không xứng với anh. Nếu không phải Lý Tử Nhiệm đã sinh một đứa con, tôi thậm chí còn muốn đề nghị hai người họ ly hôn đấy. Phản Thắng Nam là người thẳng thắn, có sao nói vậy? Nhưng những câu này làm Lý Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên triệt để phát cáu. Mày giỏi lắm Diệp Lâm Quân, mày đã nghĩ thế từ sớm rồi đúng không?
vậy thì ly hôn đi, mày đi mà sống với con này. Mày cũng đừng mong nhìn thấy Lê Nguyên và con này nữa. Hóa ra bản vậy được nữ chiến thần tài thì vợ con cũng không cần nữa, không biết xấu hổ. Lý Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên tức giận rời đi, trước khi đi còn ném đồ đạc xuống đất. Diệp Lâm Quân cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Trong mắt mọi người lúc này, sợ là anh đã thành kẻ thích hư vinh, vì quyền thế tiền tài mà bỏ vợ bỏ con. Chuyện anh biến mất lúc trước còn có thể giải thích. Nhưng hôm nay mọi chuyện đều bày ra trước mắt, phàn. Thắng Nam một tháng cũng không đi, ai nhìn vào cũng thấy là có vấn đề mà. Cái chính là Diệp Lâm Quân không thể làm gì được cả. Chính thái độ có lệ của anh càng làm cho người khác thấy anh có vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Lý Tử Nhiệm và người nhà tức giận, không cần Diệp Lâm Quân phải làm gì cả, chỉ cần đứng về phía họ là được rồi. Nhưng Diệp Lâm Quân lại giữ thái độ trung lập, điều này làm họ khó chịu. Chiến thần Hạo Quân, tôi thực sự cảm thấy người phụ nữ này không xứng với anh. Phan Thắng Nam thẳng thắn nói, cho dù không thích trọng nam khinh nữ, nhưng xuất thân từ môn phiệt Nam Hàn nên từ sâu bên trong, cô ta cảm thấy mình cao quý hơn người khác. Với cô ta, nhất định phải môn đăng hộ đối, Lý Tử Nhiệm còn lâu mới xứng với Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân lạnh lùng cười, cô không hiểu, trong tình yêu, không có chuyện ai không xứng với ai. Tôi sẽ không ghét bỏ thân phận của Lê Nguyên, cô ấy cũng không ghét bỏ tôi ngồi xe lăn. Phan Thắng Nam khăng khăng lắc đầu, không không không, hai người ở hai thế giới khác nhau. Nói thế này nhé, cô ta có thể chăm sóc anh, nhưng có thể giúp anh khôi phục không? Được rồi. Tôi không cãi nhau với cô nữa. Phan Thắng Nam, cô đi đi. Thân thể tôi chỉ được thế này thôi, thời gian này đã làm phiền cô rồi. Diệp Lâm Quân nói thẳng. Nhưng Phan Thắng Nam từ chối, không được, tôi phải giúp anh hồi phục. Tôi đã sai người mời những người tài giỏi khác tới rồi. Cơ thể anh nhất định phải hồi phục, anh phải thắng Trần Hữu Đạo. Diệp Lâm Quân thực bất đắc dĩ. Thắng Trần Hữu Đạo, không phải cứ có tay là thắng à. Lúc này, đám người Lý Hồng Thái đã đến gặp Lý Tử Nhiệm, họ đang càng lúc càng tức giận. Người phụ nữ kia vẫn ở nhà con ư? Lý Tử Nhiệm hỏi, ôi, đúng rồi, người ta là nữ chiến thần cơ mà. Chúng ta làm được gì cơ chứ? Lý Hồng Thái than thở. Diệp Lâm Quân có thái độ gì? Lý Tử Nhiệm vội vàng hỏi. Đáng giận nhất chính là Diệp Lâm Quân. Nó chỉ bảo sau này sẽ giải thích rồi chẳng nói gì nữa. Lý Hồng Thái tức đến dậm chân thình thịch. Trịnh Nhã Uyên khóc sướt mướt, mẹ thấy thằng khốn này quyết tâm sống với người ta đấy. So với nữ chiến thần người ta, con gái mình đúng là không sánh bằng. Thôi đi Lê Nguyên, không sống với nó nữa. Sau này con và bé Quân sống với ba mẹ cũng được. Đúng, Diệp Lâm Quân nó đừng hòng gặp được vợ con nữa. Trong nháy mắt, mặt mũi Lý Tử Nhiệm trắng bệch, tức đến run cả người. Nếu Diệp Lâm Quân không giải thích rõ chuyện này, cô sẽ kiên quyết không quay về. Có Phan Thắng Nam thì không có cô thì không có Phan Thắng Nam. Được rồi, bỏ đi, ông nội con gọi điện bảo mình ngày mai đi nhà chính của nhà họ Lý, bảo là có chuyện gấp muốn tuyên bố Lý Hồng Thái nói sang chuyện khác, lúc trước ông ta nhận được cuộc gọi của Lý Văn Chấn. Vâng, được ạ. Trong một tháng nhà Diệp Lâm Quân lục đục này, Việt Nam và cả nước ngoài đều không bình tĩnh, đặc biệt là Việt Nam, không biết vì sao những thế lực ngầm kia liên tục xuất hiện. Sớm nhất tất nhiên là môn phiệt Bắc An. Họ đã tới Giang Bắc từ sớm, chuẩn bị ra tay với Diệp Lâm Quân, chỉ là nghe nói Diệp Lâm Quân có Phan Thắng Nam ở bên cạnh nên mới chậm chạp không động thủ mà thôi. Mặt khác còn có thể lực ngầm khác cũng tới Giang Bắc, không rõ có ý đồ gì. Ngày hôm sau, Lý Tử Nhiệm ôm bé Quân đi theo cha mẹ tới nhà chính của nhà họ Lý. Họ cảm thấy bầu không khí hôm nay không thoải mái lắm, nhưng cụ thể thế nào thì lại không nói được. Hồng Thái, Lê Nguyên, hôm nay các con sẽ được thấy người mà các con ngày nhớ đêm mong đấy. Thật đáng mừng, thực sự quá vui mừng. Lý Văn Chấn vừa thấy hai người đã xúc động nói. Dạ, Lý Hồng Thái và Lý Tử Nhiệm ngày người. Người khiến họ ngày nhớ đêm mong ư. Nếu nói đến nhà họ Lý thì chỉ có một người mà thôi, bà nội của Lý Tử Nhiệm. Là mẹ ư, Lý Hồng Thái kích động hỏi. Khác với Lý Văn Chấn, bà nội rất thương Lý Tử Nhiệm. Trong đám con cháu trong nhà, người bà thương yêu nhất là Lý Tử Nhiệm, còn trong mấy đứa con trai, bà thương nhất là Lý Hồng Thái, vì Lý Hồng Thái hơi ngốc, không được lanh lợi như mấy đứa kia. Có điều lúc Đoàn Lê Nguyễn 10 tuổi, bà cụ đã mất tích.
Nhà họ Lý tìm rất lâu cũng không tìm được nên đều thống nhất nghĩ là bà đã mất tích, mười mấy năm qua cũng chưa từng xuất hiện. Thậm chí đến Diệp Lâm Quân cũng không biết có người như vậy trong nhà họ Lý. Lúc trước anh còn thắc mắc vì sao Lý Văn Chấn không có bạn già. Bà nội về rồi ư. Ký ức sâu sắc nhất lúc còn nhỏ với nhà họ Lý của Lý Từ Nhiệm chính là bà nội, vì bà rất tốt rồi với cô. Nếu có bà nội, nhà họ Lý khẳng định sẽ không chèn ép nhà bọn họ như bây giờ. Cha ơi, mẹ đang ở đâu? Mau dẫn chúng con đi. Lý Hồng Thái đã không chờ được nữa rồi. Lý Văn Chấn vội vã dẫn họ vào đại sảnh. Trong đại sảnh đã có không ít người. Ngồi ở ghế chính là một bà cụ khí thế mạnh mẽ mặc quần áo đẹp đẽ, vàng ngọc đầy người. Dù khuôn mặt bà không có vẻ già cả, nhưng Lý Từ Nhiệm vừa nhìn đã nhận ra đó là bà nội mình. Bà nội, mẹ, Lý Hồng Thái và Lý Từ Nhiệm lập tức lao tới. Lê Nguyên, Hồng Thái, cả con dâu nữa. Bà cụ ôm họ vào lòng, tất cả ôm nhau khóc. Khóc xong, bà cụ ôm bé Quân vào ngực, nhìn từ trên xuống dưới, đây là con gái cháu à? Giống cháu quả, lớn lên chắc chắn sẽ đẹp lắm. Bà nội, thời gian qua bà đi đâu? Bà đã đi gần 20 năm rồi. Cháu còn tưởng bà, Lý Từ Nhiệm nghẹn ngào. Đúng vậy, mẹ, con rất nhớ mẹ. Lý Hồng Thái cũng giống như một đứa trẻ vậy. Bà lão cười nói, để ông nội cháu giải thích. Lý Văn Chấn phấn khởi, Lê Nguyên, bà cháu dọa ông sợ đấy, lai lịch của bà ấy lớn lắm. Dạ, mấy người Lý Từ Nhiệm ngẩn ra. Lúc trước, sau khi ông biết đến thế gia hàng đầu là nhà họ Diệp ở Kinh Thành, ông cho rằng đây chính là dòng họ mạnh nhất ông biết được trong đời. Hóa ra trên họ còn có các thế lực ngầm như môn phiệt. Bà nội cháu đến từ môn phiệt Tây Đường, một trong bốn môn phiệt mạnh nhất. Những năm qua thực ra bà ấy không biến mất, chỉ là trở về môn phiệt Tây Đường mà thôi. Quan trọng nhất là ở môn phiệt Tây Đường, bà nội cháu có địa vị cực cao. Lý Văn Chấn cười nói. Hóa ra thế lực môn phiệt hoạt động trong Giang Bắc gần đây là người của bà nội Lý Từ Nhiệm. Nghe Lý Văn Chấn giải thích cẩn thận xong, đám người Lý Từ Nhiệm đều khiếp sợ. Hóa ra lai lịch của bà nội lại lớn đến thế. Đến thế gia đứng đầu trong kinh thành đều không sánh bằng. Bà cụ xoa đầu Lý Từ Nhiệm cười nói, Lê Nguyên à, cháu yên tâm, sau này có bà nội ở đây, không ai bắt nạt được cháu cả. Cháu là công chúa của môn phiệt Tây Đường, bé Quân cũng vậy. Lý Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên mừng đến phát khóc. Bà xuất hiện khiến thân phận của họ cao hơn rất nhiều. Trên dưới nhà họ Lý đều vô cùng vui mừng. Vì có bà lão mà từ một dòng họ hạng 2, hạng 3 tại Giang Bắc, nhà họ Lý lập tức từ gà rừng biến thành Phượng Hoàng, địa vị còn cao hơn nhà họ Diệp trong kinh thành. Đây là việc quan trọng của nhà họ Lý. Lý Từ Nhiệm nhìn bà cụ hỏi, bà nội, cháu có một thắc mắc. Bà cụ nhìn cô, cháu muốn hỏi vì sao mười mấy năm qua bà không xuất hiện đúng không? Vâng, Lý Từ Nhiệm gật đầu. Bốn môn phiệt lớn nhất đã ký một thỏa thuận bí mật, người trong môn phiệt không được xuất hiện trước mặt người bình thường. Năm đó một mình bà chạy ra ngoài, lúc biến mất thực ra là bà bị bắt trở về. Môn phiệt Tây Đường sợ vì bà mà làm hỏng thỏa thuận, khi tìm được bà đã bắt bà trở về. Nhưng vì địa vị của bà quá cao nên họ không làm gì bà được. Bà cụ giải thích, Lý Từ Nhiệm như nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, bây giờ bà nội có thể về thế này, vậy thỏa thuận bị hủy rồi u. Không sai, thỏa thuận của bốn môn phiệt lớn đã bị hủy bỏ rồi, người đại diện cho của các môn phiệt đều đã tự do. Vì vậy chúng ta có xuất hiện cũng không sao bà cụ nói. Tuy Lý Từ Nhiệm không biết tại sao thỏa thuận bị hủy bỏ, nhưng cô cũng mơ hồ cảm giác được có chuyện lớn sắp phát sinh. Cô không biết, thỏa thuận bí mật này bị hủy bỏ chỉ vì một người, Diệp Lâm Quân. Bốn môn phiệt lớn nhất đã có lịch sử mấy ngàn năm, nằm giữ những kiến thức cổ xưa nhất của Việt Nam. Đối với người bình thường, võ công, y thuật và những thứ khác mà họ có đều vô cùng kỳ diệu. Nếu những người này sống cùng một chỗ với dân thường, khẳng định sẽ có nhiễu loạn. Dưới giá trị của tiền và quyền, khó tránh khỏi sẽ có người làm ra những chuyện nguy hiểm. Hơn nữa họ quá mạnh nên không dễ khống chế, Việt Nam rất có thể sẽ gặp rối loạn. Dù sao một khi những người này làm loạn, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Nên vì yên ổn, từ trước đây rất lâu, vệ binh Viêm Long đã ký một thỏa thuận bí mật với bốn môn phiệt lớn nhất, bí mật đến mức Diệp Lâm Quân đều không tra ra được. Thỏa thuận đó rất đơn giản, bốn môn phiệt lớn không được can thiệp vào cuộc sống của người bình thường, cũng không thể xuất hiện trước mặt họ, càng không thể làm ra những việc gây nguy hiểm cho Việt Nam.
vệ binh Viêm Long cũng như vậy, không gò bó cuộc sống của người trong bốn môn phiệt này. Thỏa thuận này đã được giữ vững hơn trăm năm. Thực ra cũng không phải người của bốn môn phiệt lớn không muốn tham gia vào cuộc sống bình thường, chỉ là họ bị thỏa thuận này ràng buộc mà thôi, nếu không có nó họ đã đến từ lâu rồi. Đương nhiên, người trong bốn môn phiệt lớn lén lút ra ngoài cũng không ít. Phó thần Minh chính là người làm trái với thỏa thuận, chỉ là không ảnh hưởng đến toàn thể mà thôi. Nhưng lần này thỏa thuận bị hủy bỏ đều là do Diệp Lâm Quân. Sau khi môn phiệt Bắc An biết Diệp Lâm Quân diệt trừ đám người phó thần Minh đã đổ tất cả tội lỗi lên người anh. Họ nói là do anh không tuân thủ thỏa thuận trước, tùy ý giết người. Chuyện này bị môn phiệt Bắc An thêm mắm dặm muối, truyền vào trong tai ba môn phiệt khác. Bốn môn phiệt lớn tập thể đồng ý hủy bỏ thỏa thuận, đương nhiên tội lỗi nhất trí đổ cho Diệp Lâm Quân, là do anh phá hỏng thỏa thuận trước. Vì vậy, hiện tại bốn môn phiệt đều đã tự do, thậm chí bà lão này còn có thể ngang nhiên tới tìm người nhà. Vấn đề này thật ra rất lớn. Diệp Lâm Quân phá hủy thỏa thuận hai bên đã giữ vững hơn trăm năm, nếu bị trách tội sẽ không thể gánh vác được. Rõ ràng là phó thần Minh có lỗi trước, ông ta cấu kết với Đỗ Thiên Nhất làm hại đồng bào, kết quả lại thành Diệp Lâm Quân gây sự trước, phá hoại thỏa thuận. Nhưng kết quả đã xuất hiện. Khi Diệp Lâm Quân nhận được tin tức cũng rất kinh ngạc có thỏa thuận như vậy ư. Trước đây thì chưa từng nghe đến mà. Chủ yếu là hiệp nghị này quá mức cơ mật, với quyền hạn của điện chủ ngài cũng không có quyền kiểm tra. Chỉ có quyền hạn của Nhất Phủ Kiên Vương ngài mới kiểm tra được. Tây Thiên Vương ở bên cạnh nói. Tôi vốn muốn lần lượt khám phá ra những thế lực tiềm ẩn này để tra ra tai họa ngầm đối với Lạc Lạ Việt, không ngờ lại xé bỏ một hiệp nghị quan trọng như vậy. Diệp Lâm Quân lắc đầu. Anh cũng không nghĩ tới chuyện này. Hiện tại, anh bị ụp nồi rồi. Có lẽ sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. Tây Thiên Vương lắc đầu, điện chủ, không liên quan gì đến ngài. E là bốn môn phiệt lớn nhất đã sớm muốn xé bỏ cái hiệp nghị này rồi. Ngài chỉ là hai được xem như mọi cái có mà thôi. Đúng vậy, nhất định là bọn họ lầy danh nghĩa của tôi để xé bỏ hiệp nghị này. Đổ mọi tội lỗi rét lên đầu tôi nhưng vì hậu quả của việc này, tôi gánh chịu. Lúc này, Diệp Lâm Quân nháy mắt một cái, Tây Thiên Vương nhanh chóng biến mất. Bởi vì Phàn Thắng Nam tới. Có Phàn Thắng Nam ở đây, sự giao tiếp của Diệp Lâm Quân cùng Trấn Thiên Điện giảm đi đáng kể. Vì dù sao Phàn Thắng Nam không phải người bình thường, nên rất dễ dàng phát hiện ra manh mối. Mãi người Lý Tử Nhiệm đã tới rồi. Phàn Thắng Nam hỏi. Cô ta đã nhận thấy có người đã đến đây. Có bao nhiêu người đang ở phía sau anh? Diệp Lâm Quân nhìn thấy mấy người đứng phía sau cô ta, thì không khỏi hỏi. Lúc này, Phàn Thắng Nam mới giải thích, chiến thân quân có nghe nói đến bốn môn phiệt lớn nhất chưa? Mấy vị này là thần y của môn phiệt Nam Cương, tôi để bọn họ xem tình trạng thân thể của NHTEP. Được. Diệp Lâm Quân không nói gì. Bây giờ bốn môn phiệt lớn nhất quả nhiên đã xé bỏ hiệp nghị, thì người của bốn môn phiệt lớn nhất có thể tùy ý nhập thế rồi. Để mấy vị thần y kiểm tra tình trạng cơ thể, dĩ nhiên là Diệp Lâm Quân cực lực che giấu. Nhưng anh giao độc của Điện Huyết Vương cho mấy người nghiên cứu. Không phải, loại độc này hẳn là có ở Lạc Việt. Mấy vị thần y của môn phiệt Nam Cương có học thức uyên bác, vậy mà họ lại nhân biết được loại độc này. Bùm! Thân thể Diệp Lâm Quân chấn động. Thì ra độc của Điện Huyết Vương đến từ Lạc Việt. Không phải độc này do Điện Huyết Vương của mình nghiên cứu mấy chục năm rồi sao? Mấy người chắc chắn chứ? Chắc chắn. Tuy là loại độc này sau đó đã được chế biến và pha trộn, nhưng về cơ bản độc này là xuất phát từ Lạc Việt, tôi đã từng thấy nó trong một cuốn sách cổ. Mấy người nói rất chắc chắn. Trong lòng Diệp Lâm Quân khiếp sợ không loại độc này đến từ Lạc Việt, là điều mà anh không nghĩ tới. Hóa ra là có một số đồng hương bất mãn với Lạc Việt. Vì vậy nên cấu kết với người ngoài, nghĩ ra trăm phương ngàn kế để gây ra một loạt chuyện. Sợ là mình làm chiến thần mấy năm nay, đã cản trở đường đi của không ít người. Hơn nữa, Diệp Lâm Quân dám khẳng định thế lực của người này rất hùng hậu. Hắn là đến từ một thế lực ẩn, có thể người này đang ở bên trong bốn môn phiệt lớn nhất. Trước đây, Đỗ Thiên Nhất cho dù sắp chết cũng không đồng ý nói ra, như vậy đã nói rõ đúng là có nước cờ ở phía sau. Tuy nhiên dù có là người nào, có mạnh bao nhiêu, nhưng phàm là có uy hiếp đối với Lạc Việt, thì Diệp Lâm Quân tuyệt đối sẽ xử lý nó đến cùng.
anh nhất định phải bắt được đám người kia. Tuy nhiên, dựa theo hình thức trước mắt mà xem, để bốn môn phiệt lớn nhất ra nhận quả là đúng. Như vậy thì tỷ lệ Diệp Lâm Quân bắt được người kia lớn hơn nhiều rồi. Đúng là cứ phải náo nhiệt. Trong gia tiên nhà họ Lý, bầu không khí khá náo nhiệt, còn vui hơn cả ngày Tết. Tuy nhiên, một giây kế tiếp, sắc mặt bà cụ tối xuống. Cái gì, chồng cháu vứt bỏ cháu, còn ở bên người phụ nữ khác? Bà cụ nổi giận. Là chiến thần thì sao? Môn phiệt Tây Đường bà đây cũng không sợ chiến thần gì đó. Bà lại muốn nhìn xem hạng người gì mà dám vứt bỏ cháu gái của bà. Lẽ nào có cái lý ấy? Bà cụ có cái vốn liếng này. Dù sao nhìn từ bốn môn phiệt lớn nhất mà xem, Phàn Thắng Nam và Chân Hữu Đạo đều có thể trở thành chiến thần. Nhưng với địa vị ở trong môn phiệt, bọn họ vốn không sợ nhất là bà cụ gần như có cấp cao nhất ở môn phiệt Tây Đường. Vì vậy một Phàn Thắng Nam, thì bà cụ càng là không để ở trong mắt. Đúng vậy, đúng là bắt nạt người khác. Cái cô kia có thân phận hèn mọn, vốn không xứng với Diệp Lâm Quân. Bà chỉ thấy Diệp Lâm Quân chỉ là tên tàn phế ngồi trên xe lăn mà thôi, Lê Nguyên còn không xứng với nó sao? Hiện tại thì hay rồi, mẹ đã trở về, Lê Nguyên cũng có núi dựa, bà sẽ xem rốt cuộc là ai không xứng với ai. Lý Tử Nhiệm lo chuyện bị làm lớn, cô vội vàng nói, bà nội, bọn con chỉ náo loạn có chút mâu thuẫn nhỏ, không có chuyện gì đâu. Vẻ mặt bà cụ uy nghiêm. Nhóc con này dù gì vẫn là chiến thần Côn Luân, môn phiệt Tây Đường bà cũng sẽ nể nó ba phân mặt mũi. Nhưng hôm nay nó đã như vậy, thì hà tất bà phải cho nó mặt mũi. Lúc này, Lệ Quân cất giọng trẻ con, ba là nhất phú kiên vương, còn lợi hại hơn cả chiến thần Côn Luân. Nhìn xem, Lệ Quân đã bị Diệp Lâm Quân giáo dục thành cái dạng gì rồi. Miệng đầy lời nói đối Lý Hồng Thái măng. Mộng đẹp xuân thu cái gì, đã thành cái dạng như vậy rồi. Còn nhất phũ kiên vương gì cơ? Nó ngay cả chiến thần còn không phải là nữa. Mấy người Lý Hồng Hải cười lạnh nói. Bà cụ lại lộ vẻ mặt nghiêm túc, chuyện sắc phong nhất phũ kiên vương ở Lạc Việt chúng ta đều biết, bốn môn phiệt lớn nhất còn đặc biệt suy đoán điều tra thân phận của vị vương này. Kết quả thế nào? Mọi người đều nghĩ hoặc nhìn bà cụ. Về thân phận nhất phũ kiên vương ở Lạc Việt, toàn thế giới đều muốn biết. Manh mối rất mơ hồ. Nhưng có một chút điều có thể khẳng định, nhất phú kiên vương có xuất thân từ danh môn, bối cảnh của anh ta phi thường, bối cảnh rất có thể còn mạnh hơn bốn môn phiệt lớn nhất. Chỉ có thế lực của mấy nghìn năm gia tộc mới có thể bồi dưỡng được thiên tài ngàn năm hiếm gặp như vậy. Bà cụ nói rất khẳng định. Hí! Mọi người hít khí. Cứ như vậy, nhất phú kiên vương càng cách xa sự liên quan với Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân chỉ là cô nhi bị ném bỏ ở đầu đường. Làm sao có thể liên quan đến thiên kiêu của mấy nghìn năm bồi dưỡng ra được? Rõ ràng là hai thái cực. Từ giờ trở đi, tôi sẽ ở lại đây, không cần trở về môn phiệt Tây Đường. Bà cụ nói rất khẳng định. Mặc dù bà cụ không biết nguyên nhân gì mà xé bỏ hiệp nghị. Dù sao việc này chỉ có bốn môn phiệt cấp cao. Nhất mới có thể biết được, nó liên quan đến lợi ích cuối cùng của môn phiệt. Thật sự là quá tốt. Tôi xem về sau ai dám nói một chữ không với nhà họ Lý tôi. Đám người Lý Hồng Hải, Lý Hồng Phúc hưng phấn đến mức nhảy lên. Sự xuất hiện của bà cụ được định sẵn sẽ giúp nhà họ Lý bay cao. Lý Tử Nhiệm đỏ mắt hỏi, bà nội, bên cạnh bà có thần tài ba sao? Bà cụ sửng sốt, hồi đáp, tuy môn phía Tây Đường am hiểu về việc dùng chất độc, nhưng thần y cũng không ít. Nếu bàn về y thuật cổ xưa, thì nhà chúng ta thăng chắc ba môn phiệt lớn khác. Ý là mạnh hơn người của Phàn Thắng Nam. Càng có cơ hội giúp Diệp Lâm Quân khôi phục. Lý Tử Nhiệm hỏi. Đương nhiên, cô ta cũng chỉ là người của môn phiệt Nam Cương. Nếu bàn về phương diện này, thì chắc chắn mạnh hơn cô ta. Lý Tử Nhiệm mừng rỡ, vậy là tốt rồi. Thì ra trong lòng cô xuất hiện sự so sánh. Phàn Thắng Nam có thể làm được, cô cũng có thể. Phàn Thắng Nam có thân phận, cô cũng có. Diệp Lâm Quân đúng không? Bà muốn gặp. Mặt nó, xem nó có tư cách gì mà vứt bỏ cháu gái của bà. Bà cụ lạnh lùng nói. Được, chúng ta này đi tìm anh Tan. Nhà họ Lý thắng thế, đang lo không có chỗ đi thể hiện uy danh. Đúng lúc muốn bắt Diệp Lâm Quân để khai đao. Cháu thì không đi được. Lý Tử Nhiệm ôm Lê Quân ngồi đợi ở nhà họ Lý. Hiện tại cô rất tức giận, không muốn gặp Diệp Lâm Quân. Trong biệt thự,
mấy vị thần y của môn phiệt Nam Cương vừa đi. Người nhà họ Lý trùng trùng điệp điệp mà đi tới. Ai đó, mau đứng lại, đây là khu vực riêng tư, không được đi vào. Vệ sĩ Phàn Thắng Nam sắp xếp ở chỗ này ngăn cản người nhà họ Lý. Làm càn. Vài tên cường giả xung quanh bà cụ trực tiếp đánh bay vệ sĩ, sau đó mạnh mẽ xông vào trong biệt thự. Có chuyện gì? Phàn Thăng Nam và Diệp Lâm Quân nghe tin thì đi ra. Hả, là mấy người? Diệp Lâm Quân nhìn thấy mấy người quen Lý Hồng Hải. Đương nhiên bà cụ bị mọi người vây quanh thì anh không biết đó là ai. Mấy người là người của môn phiệt Tây Đường. Phàn Thắng Nam rất quen thuộc với bốn môn phiệt lớn nhất, cô ta liếc mắt đã nhận ra thân phận của người tới. Nhóc con cô cũng có chút mắt nhìn nhỉ. Bà cụ cười lạnh nói. Diệp Lâm Quân sửng sốt. Sao nhà họ Lý và môn phiệt Tây Đường lại quan hệ với nhau? Mấy người tới đây vì chuyện gì? Vẻ mặt Phàn Thắng Nam lạnh như băng nhìn chằm chằm mọi người. Nhóc con đi sang một bên, chúng tôi tìm Diệp Lâm Quân. Bà cụ uy nghiêm cường thế, chân áp được. Phàn Thắng Nam. Diệp Lâm Quân giới thiệu cho anh, đây là bà nội, thật ra bà ấy là nhân vật lớn của môn phiệt Tây Đường. Bà ấy yêu thương Lê Nguyên nhất. Còn anh là cái đồ chó không có lương tâm, lại vứt bỏ vợ mình. Còn nói Lê Nguyên không xứng với anh, bây giờ nhìn xem rốt cuộc là người nào không xứng với người nào. Mấy người Lý Hồng Thăng cười lạnh nói. Hả? Kết quả này làm cho Diệp Lâm Quân và Phàn Thắng Nam đều sửng sốt. Chẳng ai nghĩ tới bà nội của Lý Tử Nhiệm lại là nhân vật lớn của môn phiệt Tây Đường. Sắc mặt Phàn Thắng Nam thay đổi. Trước đó, thật sự là cô ta nói Lý Tử Nhiệm không xứng với Diệp Lâm Quân. Nhưng hôm nay có cái thân phận này, cô hoàn toàn có thể. Bây giờ bà nội công nhận Lê Nguyên là công chúa của môn phiệt Tây Đường, thân phận của cô ấy tôn quý, một chiến thần ngày xưa. Hôm nay là phế nhân như anh, sao xứng đôi cùng với cô ấy? Đúng vậy, Diệp Lâm Quân, cho tới bây giờ chúng tôi luôn cảm thấy là anh ở trèo cao với Lê Nguyên. Anh là phế nhân, Lê Nguyên không ngại anh thì thôi, còn chăm sóc cho anh, còn sống chết vì anh. Anh thì sao, đối đãi với Lê Nguyên như thế nào? Để mặc phụ nữ xa lạ vào ở trong nhà, đánh đuổi Lê Nguyên đi. Con mẹ nó anh có tư cách gì? Từ trên xuống dưới nhà họ Lý đều phẫn nộ nói với Diệp Lâm Quân. Bà cụ lên tiếng nói, nếu như anh đúng là chiến thần, thì còn có thể. Môn phiệt Tây Đường tôi còn muốn đưa anh vào hàng khách quý, là con rể tốt nhất. Nhưng anh đã như vậy, anh lấy cái gì lọt vào tôi? Có tư cách gì vứt bỏ cháu gái của tôi? Diệp Lâm Quân bất đắc dĩ lắc đầu, cháu không vứt bỏ Lê Nguyên và Lê Quân, trong chuyện này có hiểu lầm. Sau này... cháu có thể cho họ một lời giải thích. Giải thích cái gì mà giải thích? Không phải là anh coi trọng nữ chiến thần rồi đúng không? Anh cảm thấy cô ta có thể lấy lại tất cả ngày xưa cho anh, giúp anh khôi phục thân thể, khôi phục thân phận trong dĩ vãng đúng không? Đúng vậy, trái lại thì Lê Nguyên chỉ là một cô gái nhỉ, không cho cậu bất kỳ sự trợ giúp nào, còn có thể liên lụy đến cậu. Cho nên cậu lựa chọn nữ chiến thần là rất bình thường. Lý Hồng Thái chỉ vào mũi Diệp Lâm Quân nói. Nhưng tôi cho cậu biết, về sau Lê Nguyên cậu không với cao nổi đâu. Cậu không có tư cách này. Mẹ, chúng ta đi thôi. Lý Hồng Thái xin chỉ thị. Bà cụ cũng phẫn nộ, đối đãi như vậy với cháu gái của mẹ, mẹ há có thể đi như vậy. Không dạy dỗ nó chút, mặt mũi của môn phiệt Tây Đường để ở đâu. Bà cụ trông thật oai phong lẫm liệt. Diệp Lâm Quân trở nên sửng sốt. Đây là bà nội của Lý Tử Nhiệm sao? Lý Văn Chấn làm sao xứng đôi? Năm đó bà cụ không thích quy củ của môn phiệt Tây Đường, nên một mình rời đi. Tình đầu ý hợp với Lý Văn Chấn. Đúng, không sai, nhất định phải dạy nhóc con này một chút. Nếu không anh ta còn cho là chúng ta dễ bắt nạt. Nhà họ Lý tiểu nhân đắc chí, ai cũng giễu võ dương oai. Chí ít tôi không muốn nhìn thấy anh ta ngồi được, người như thế chỉ có thể nằm hoặc là quỳ. Bà cụ lạnh lùng hừ một tiếng. Mấy đại cường giả bên người bà cụ đã muốn ra tay. Tôi xem ai dám. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Phàn Thắng Nam và bọn thuộc hạ của cô ta đồng loạt tiến lên phía trước. Cô gái cô nhất định phải cản tôi à? Cô cũng xuất thân từ bốn môn phiệt lớn nhất, vậy dựa theo quy củ, cô còn phải dập đầu hành lễ với tôi. Bà cụ hừ lạnh nói. Dù mấy người là người của môn phiệt Tây Đường thì sao? Tôi không sợ. Ai muốn động vào anh ấy?
thì bước qua cửa ải của tôi trước. Vẻ mặt Phàn Thắng Nam kiên định. Có đội quân Âu Lạc ở đây, ai dám làm càn? Các vệ sĩ cùng quát lên. Những cao thủ của môn phiệt Tây Đường nhìn chòng chọc vào Phàn Thắng Nam. Chỉ đợi bà cụ ra lệnh một tiếng. Ánh mắt bà cụ híp lại, bà cân nhắc kỹ càng. Một mình Phàn Thắng Nam bà cụ không sợ. Nhưng thân phận của Phàn Thắng Nam là thủ lĩnh của đội quân Âu Lạc. Đó chính là Lạc Việt. Dù bốn môn phiệt lớn nhất xé bỏ hiệp nghị, lấy lý do chính đáng nhập thế. Nhưng cứng đối cứng cùng Lạc Việt thì ai dám chứ? Muốn chết sao? Rút lui. Diệp Lâm Quân, lần sau anh sẽ không gặp may mắn như vậy đâu. Mặt khác, Lê Nguyên và Lê Quân anh đừng mong gặp được. Đợi chừng nào anh có tư cách nói chuyện với tôi, có thân phận xứng đôi với Lê Nguyên thì mới tới phiên anh. Đây là ý của tôi, cũng là ý của môn phiệt Tây Đường. Tôi ở môn phiệt Tây Đường chờ anh vinh quang đón vợ anh về. Tuy bà cụ rút lui, nhưng lại đưa ra quyết định như vậy. Không cho Diệp Lâm Quân và vợ anh gặp lại. Trừ khi có thực lực nói chuyện với bà cụ. Ở trong mắt mấy người Lý Hồng Hải, đời này Diệp Lâm Quân sẽ không có cơ hội. Nếu muốn quyền thế ngang nhau cùng môn phiệt Tây Đường, thì ít nhất cũng phải là tầng cấp chiến thần Côn Luân này. Nhưng có thể sao? Diệp Lâm Quân đã ngồi trên xe lăn rồi. Ngay cả hành động cũng thành vấn đề, còn muốn trở thành cấp bậc chiến thần Côn Luân này. Quả thực là người si nói mộng. Hiện tại Diệp Lâm Quân muốn ăn bám, cả đời trốn phía sau Phàn Thắng Nam. Như vậy thì còn có cơ hội gì? Ha ha, bà cụ anh minh. Cứ như vậy đi, đời này Diệp Lâm Quân cũng sẽ không được gặp vợ của anh ta nữa. Mọi người nhà họ Lý càn rỡ mà cười to. Lý Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên cũng vỗ tay nói, chúng ta đồng ý. Lý Hồng Thái trừng mắt nhìn Diệp Lâm Quân và cười lạnh nói, đời này cậu chỉ xứng trốn sau lưng đàn bà thôi, vợ ấy à, ngay cả tiếng hừ cậu cũng không dám kêu. Cậu không xứng làm đàn ông, trong lòng Lý Hồng Thái tôi trong đầu khinh thường cậu. Đúng, nhóc con này không phải là đàn ông. Cứ để anh ta ở với nữ chiến thần đi, để người ta hộ tống anh ta cả đời. Trịnh Nhã Uyên hừ lạnh. Diệp Lâm Quân, tôi còn có thể có một ngày gặp lại cậu tới đón Lê Nguyên và Lê Quân.sao. Sau đó, bà cụ đưa mọi người nhà họ Lý rời đi. Đây thực sự là một ngày hỗn loạn. Năm đó, Diệp Lâm Quân vẫn còn hiếu kỳ, vì sao bà nội Lý từ nhiệm mãi không xuất hiện. Thì ra bà cụ còn có thân phận cỡ này. Bà cụ lại đến từ bốn môn phiệt lớn nhất. Thân phận này quả thực là kinh người. Diệp Lâm Quân bất đắc dĩ cười cười. Bà cụ muốn mình không được gặp vợ. Làm sao có thể? Muốn tư cách sao? Không biết nhẫn viêm long có đủ tư cách không? Mặt nạ viêm long có được không? Hay viêm long kiếm? Diệp Lâm Quân cười khôi hài. Thật là không ngờ Lý Tử Nhiệm có thân phận cao cỡ này. Bà cụ này hiện nay là em gái ruột của người đứng đầu của môn phiệt Tây Đường. Bà cụ hoàn toàn có thể đại diện cho môn phiệt Tây Đường. Phàn Thắng Nam khiếp sợ. Diệp Lâm Quân cũng rất khiếp sợ. Bà cụ đó lại là có thân phận này. Phiên chiến thần cô xem bây giờ, cô ở bên cạnh tôi cũng không có gì để làm. Mấy vị thần y đến từ môn phiệt Nam Cương tạm thời cũng không có biện pháp gì. Diệp Lâm Quân nhân cơ hội nói với Phàn Thắng Nam. Vẻ mặt Phàn Thắng Nam do dự, nhưng rõ ràng là cơ thể của anh trước kia chuyển biến tốt mà. Đúng vậy, không sai. Thân thể tôi luôn chuyển biến tốt, nhưng tốc độ tương đối chậm. Xét đến cùng vẫn là do độc của Điện Huyết Vương vẫn còn lưu lại ở trong thân thể tôi, độc này chưa bị diệt trừ, nên thân thể tôi không có cách nào khôi phục. Diệp Lâm Quân nói, kỳ thực độc của Điện Huyết Vương đã sớm được giải trừ. Sở đi anh nói như vậy là để Phàn Thắng Nam đi thăm dò loại chất độc này. Từ đó ngược dòng đến đầu nguồn, xem rốt cục là có liên quan gì đến Lạc Việt. Quả nhiên, Phàn Thắng Nam nói, được. Tiếp đó tôi sẽ đích thân tìm hiểu độc của Điện Huyết Vương này, tranh thủ để anh sớm ngày khôi phục. Tuy nhiên an toàn của anh tôi sẽ phụ trách, tôi sẽ phái thân vệ tới để bảo vệ anh. Được rồi. Diệp Lâm Quân sờ mũi, dù sao cũng tốt hơn là Phàn Thắng Nam ở lại chỗ này. Còn lại những thân vệ này thì anh có thể dễ dàng đối phó. Trong nhà thờ tổ của nhà họ Lý, nhìn mọi người trùng trùng điệp điệp trở về, Lý Tử Nhiệm lập tức hỏi, không xảy ra việc gì chứ? Bà nội, Diệp Lâm Quân thế nào? Diệp Lâm Quân thật đúng là chọc tức chết bà rồi.
Một gã đàn ông lớn đùng lại trốn phía sau phụ nữ. Trước thì dựa vào Lê Nguyên, giờ thì dựa vào nữ chiến thần kia, đây là muốn cả đời ăn cơm mềm à? Lý Hồng Thái tức giận. Bà cụ lắc đầu, nó thì có sao, có nữ chiến thần che chở cho nó rồi. Cô ta tình nguyện vì nó mà gây chiến với môn phiệt Tây Đường chúng ta. Diệp Lâm Quân nói như thế nào? Lý Tử Nhiệm gấp gáp hỏi. Ngoại trừ tránh ở phía sau người phụ nữ kia, thì không nói gì thêm. Còn nữa, anh ta thì có thể nói cái gì chứ? Mọi người nói. Mặt Lý Tử Nhiệm lạnh thêm vài phần. Thứ mà cô quan tâm nhất là thái độ. Điều then chốt thì Diệp Lâm Quân lại không có thái độ gì. Bà cụ dặn dò, Lê Nguyệt, bà đã lập quy tắc cho nói cái gì? Tạm thời Diệp Lâm Quân đừng mong gặp cháu và Lê Quân. Chờ khi nào nó có đủ tư cách nói chuyện với bà, thân phận xứng đôi với thân phận công chúa của môn phía Tây Đường của cháu, thì mới được đón cháu và con. Hả, đạt được cấp bậc gì? Lý Tử Nhiệm sửng sốt. Thân phận chiến thần Côn Luân trước kia. Lúc đó bà không nói hai lời, sẽ để nó đón các cháu đi. Bà cụ vô cùng uy nghiêm. Hả? Điều này sao có thể? Với tình huống hiện tại của anh ấy thì có thể khôi phục cũng đã là không tệ rồi. Có lại vị trí chiến thần Côn Luân là không có khả năng đâu. Lý Tử Nhiệm gấp gáp. Cô cảm thấy điều kiện đối với Diệp Quận hơi hà khắc rồi. Quy củ này là bà lấy danh nghĩa của môn phiệt Tây Đường quyết định. Không được hủy bỏ. Còn nữa, nó đứng ở sau lưng đàn bà, thế lúc cháu oan ức, nó sẽ thay cháu nói câu nào sao? Bà cụ hỏi ngược lại. Cháu, cô nghĩ đến khoảng thời gian này, nghĩ đến hành động của Phan Thắng Nam cùng với thái độ im lặng của Diệp Lâm Quân. Lý Tử Nhiệm căn răng nói, vâng, bà nội, cháu nghe lời bà, coi như là nghiêm phạt anh ấy. Tuy nhiên đồng ý xong. Lý Tử Nhiệm lại hối hận. Như vậy, có phải cả đời này cô sẽ không được gặp Diệp Lâm Quân không? Dù sao với năng lực bây giờ của bà cụ thì hoàn toàn có thể làm được việc cắt đứt bọn họ cả đời. Lê Quân đi đến trước mặt Lý Tử Nhiệm cười nói, mẹ, đừng lo lắng, bố rất nhanh là có thể gặp chúng ta rồi. Thật ra cái gì Diệp Lê Quân cũng hiểu cả. Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra với môn phiệt Tây Đường, nhưng cô bé tin chắc với thân phận của ông ba nhất Phú Kiên Vương nhà mình thì hoàn toàn đủ tư cách. Lý Tử Nhiệm cười bất đắc dĩ. Vốn dĩ cô còn đang nghĩ bé Quân sẽ vì không được gặp ba mà khóc lóc sướt mướt cơ, ai mà ngờ bé con lại còn an ủi ngược lại cô. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Lê Quân, nhưng không ai vạch trần cô bé cả. Trong mắt mọi người, đời này Diệp Lâm Quân sẽ không có hy vọng được gặp lại mẹ con hai người nữa. Môn phiệt Tây Đường mạnh mẽ nhập thế cũng đại biểu cho việc nhà họ Lý chính thức quật khởi. Bọn họ sẽ xưng vua ở 1/3 mảnh đất Giang Bắc này, thậm chí là ở toàn bộ phương Nam đều sẽ do nhà họ Lý định đoạt. Thân phận của bà cụ quá ư là đáng sợ. Người ta là em gái ruột của người lãnh đạo môn phiệt Tây Đường đó, ai mà dám chọc vào. Lý Tử Nhiệm và bé Quân cũng trở thành hòn ngọc quý trên tay môn phiệt Tây Đường. Thân phận hiển hách, khiến người khác e sợ. Trong vòng một đêm, nhà họ Lý từ một gia tộc hạng 3, hạng 4 soàng xĩnh lại trở thành một sự tồn tại có thể sánh ngang với các thể gia. Đây là sức ảnh hưởng từ việc môn phiệt nhập thế. Bọn họ có thể khiến một người bình thường trở thành quý tộc, cũng có thể biến quả đen thành phượng hoàng. Môn phiệt Tây Đường thậm chí còn ban hành quy tắc riêng vì Diệp Lâm Quân. Mà không chỉ riêng môn phiệt Tây Đường, ba môn phiệt lớn khác sau khi lần lượt nhập thế đều thành lập thế lực và địa bàn riêng của mình, cũng hỗ trợ rất nhiều cho thế lực của gia tộc. Những gia tộc vang danh một thời ở kinh thành như nhà họ Diệp đã không còn nữa. Sau khi bốn môn phiệt lớn nhất nhập thế, Diệp Lâm Quân đã cho người điều tra mọi động thái của bọn họ. Không chỉ có bốn môn phiệt lớn nhất mà còn có rất nhiều thế lực ẩn khác cũng đồng loạt nhập thế. Có vẻ như hiệp nghị này cũng hạn chế cả những người khác nữa. Hiện tại đều đang tự do hồi phục. Với hoàn cảnh bây giờ, hẳn là rất có lợi cho đám người kia hành động. Lúc trước bốn môn phiệt lớn và các thế lực ẩn khác đều bị hạn chế bởi hiệp định, bọn họ rất khó ra tay. Nhưng bây giờ hiệp nghị đã bị hủy bỏ, các hạn chế cũng không còn tác dụng nữa, bọn họ hành động cũng dễ dàng hơn nhiều. Diệp Lâm Quân phân tích. Tây Thiên Vương cười lạnh, nói, bọn họ cho rằng tự đo sát nhập như thế, có thể che giấu kín kế L nhưng lại không biết là đang cho chúng ta cơ hội đúng đấy, tôi có dự cảm chả mấy nữa mà bọn họ sẽ bị lộ tẩy thôi. Diệp Lâm Quân cực kỳ muốn bắt được những kẻ đó, anh còn muốn gặp lại bé Quân đây này.
Cùng thời điểm, trong một sơn trang nào đó ở vùng ngoại ô kinh thành đang có một nhóm người tụ tập lại với nhau. Mỗi người đều có một đặc điểm chung, đó là đều đeo một chiếc mặt nạ với đủ loại hình dáng khác nhau. Euro ó vẻ bọn họ cũng giống như các thành viên của Trấn Thiên Điện, đó là không thể dùng gương mặt thật để gặp người khác, bọn họ chính là những người mà Diệp Lâm Quân và vệ binh Viêm Long của Lạc Việt muốn bắt nhất. Đám người này chính là kẻ đầu sỏ. Người đứng đầu đeo một chiếc mặt nạ hình rồng màu đen, ông ta lạnh lùng nói, có ba tin tức. Thứ nhất là chưa điều tra ra Nhất Phũ Kiên Vương là ai. Thứ hai, thân thể của Diệp Lâm Quân rất khó hồi phục, đám thần y của môn phiệt Nam Cương cũng không làm gì được cả. Thứ ba, thứ mà hoàng tử Vincent của nước Chiến Ưng muốn chúng ta nhất định phải cướp cho bằng được. Những người khác đồng loạt gật đầu, được, chúng ta cuối cùng cũng được tự do nhập thế rồi, có thể hít thở bầu không khí tươi mới nhất rồi. Đúng vậy, lần này bốn môn phiệt lớn nhất hủy bỏ hiệp nghị, đối với chúng ta mà nói thì là chuyện tốt đó. Những tội nhân của Lạc Việt như chúng ta không cần phải trốn tránh tránh nữa, có thể quang minh chính đại mà hành động rồi. Đám người tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Mấy người đừng vội vui mừng, thứ hoàng tử Vincent muốn là đồ do vệ binh Viêm Long phụ trách hộ tống đấy. Muốn cướp được đồ trong tay bọn họ thì chúng ta cũng phải trả một cái giá rất lớn. Người đeo mặt nạ rồng đen lạnh lùng nói. Ha ha, sợ gì chứ? Chúng ta phái mấy người kia đi cướp là được rồi còn gì, vài người tỏ vẻ khinh thường, nói. Nói cũng đúng, lấy được đồ rồi, lời hứa của hoàng tử Vincent cũng sẽ được thực hiện. Người đeo mặt nạ rồng đen mỉm cười hài lòng khi nghe lời nói của bọn họ. Nhưng ông ta vẫn dặn dò lần nữa, mọi người nhất định phải cẩn thận đấy, không được để lại dấu vết. Nếu chuyện chúng ta cấu kết với nước ngoài mấy năm nay mà bị Lạc Việt phát hiện ra thì chúng ta có chết cả trăm lần cũng không đủ đâu. Trời ơi, biết rồi, tôi hận Lạc Việt đến thấu xương cơ mà, sẽ không để bại lộ sớm như vậy đâu. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy bọn chúng bị hủy diệt. Tôi còn chưa báo thù được đâu, làm sao mà để bị lộ được chứ? Ha ha, tôi là tội nhân của Lạc Việt, tôi muốn cho bọn chúng biết cái gì mới gọi là báo thù. Vân vân và vân vân. Vừa nhắc tới điểm này là mọi người đều lộ ra dáng vẻ cực kỳ tức giận, phẫn nộ ngập trời, lập lời thề quyết không đội trời chung. Cứ như thể Lạc Việt đã làm ra chuyện gì, cực kỳ bi thảm đối với bọn họ vậy. Được rồi, tất cả đi xuống chuẩn bị hết đi. Người đeo mặt nạ rông đen dặn dò. Khóe miệng ông ta cong lên, rất là vui vẻ khi nhìn thấy cảnh này. Phía bên kia, Diệp Lâm Quân nhận được mệnh lệnh từ vệ binh Viêm Long. Họ muốn anh hộ tống một lô đồ vật từ Đông Cảnh trở lại kinh thành. Mệnh lệnh này rất khẩn cấp, yêu cầu anh trực tiếp xuất phát. Không có phản thắng nam, Diệp Lâm Quân dễ dàng vứt bỏ vệ binh thân cận của cô ta rồi rời đi. Trên đường đi, vệ binh Viêm Long mới trao đổi chi tiết với Diệp Lâm Quân. Thì ra là một căn cứ sinh vật trên một hòn đảo ở Đông Cảnh bị lộ, cần lập tức chuyển đi. Nơi này đã bị một số nước khác và các thế lực lớn để mắt đến. Bọn họ sẽ nhanh chóng có hành động. Điều quan trọng nhất là trong căn cứ sinh vật này có một loại thuốc gen vô cùng quý giá có liên quan đến tương lai của Lạc Việt, bằng bất cứ giá nào cũng phải chuyển đến kinh thành. Tuy nhiên, hành động vận chuyển đã bị lộ từ sớm, trên đường đi nhất định sẽ có người đến đánh cướp. Dù sao thì thứ này cũng có giá trị quá lớn, loại thành quả nghiên cứu khoa học này ai mà chẳng thèm muốn chứ. Bởi vì hành động đã bị lộ từ lâu, nên rất có thể danh tính của đoàn hộ tống cũng sẽ bị bại lộ. Bởi vậy mới cần một người bất ngờ để đảm bảo hộ tống thành công. Vệ binh Viêm Long trái lo phải nghĩ, quyết định để Diệp Lâm Quân đi làm người hộ tống. Trước mắt thì không có ai nghi ngờ gì anh cả. Hơn nữa, anh còn là sát thần đáng sợ nhất. Vốn dĩ bọn tôi định dùng quân đội hạng nặng để hộ tống thuốc gen cơ, nhưng lại sợ bị cánh truyền thông của các nước khác đưa tin không tốt nên đành phải thôi. Chúng tôi quyết định hộ tống theo đội nhỏ, Nhất Phũ Kiên Vương, lần hộ tống này có 4 đội dưới trướng vệ binh Viêm Long, đó là đội Long, Phượng, Lang và Hổ. Tạm thời thân phận của ngài không thể bại lộ, chúng tôi sợ có nội gián, mong ngài hiểu cho. Diệp Lâm Quân gật đầu, nói, được, tôi hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ hộ tống đồ vật về đến nơi. Diệp Lâm Quân nhanh chóng đến Đông Cảnh, đây là một căn cứ địa. 4 tổ đội của vệ binh Viêm Long đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, tất cả mọi người đứng canh giữ trước một cái vali được cài mật mã. Bên trong hẳn là thuốc gen rồi. Thể hai nhìn thấy Diệp Lâm Quân đến, tất cả mọi người đều sững sờ. Để anh ta đến hộ tống á,
Đùa hả trời? Đây không phải là đến kìm chân chúng ta sao? Chúng ta đã phải chú ý đến thuốc sen rồi, giờ chẳng lẽ còn phải phân người qua bảo vệ anh ta nữa à? Mọi người ai cũng quen biết Diệp Lâm Quân, mặc dù họ rất tôn trọng anh, có người còn từng xem anh như thần tượng nữa kìa. Nhưng vào lúc mấu chốt thế này mà lại phái anh đến hộ tống, đây không phải là đang nói đùa thì là gì? Các cậu không cần để ý đến tôi, có nguy hiểm gì các cậu cứ đi trước. Diệp Lâm Quân ngồi trên xe lăn, mỉm cười nói. Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, nói thế nào đi nữa thì Chiến Thần Quân cũng là người có tài chỉ huy tuyệt vời, có thể sắp xếp vị trí của các cậu một cách hợp lý nhất, giúp các cậu phát huy sức mạnh đến mức tối đa. Dưới sự cưỡng chế của vệ binh Viêm Long, mọi người đều không nói thêm gì nữa. Mặc dù ngoài miệng thì vâng vâng dạ dạ, nhưng trong lòng mọi người đều không phục. Chiến Thần Côn Luân đúng thật là có tài chỉ huy siêu phàm, đánh đâu thẳng đó, nhưng tình huống hôm nay đâu có giống đâu. Cũng không phải là chiến tranh, đội hộ tống có 16 người, thêm Diệp Lâm Quân nữa là 17. Mà bất kể phe ta hay phe địch đều là cao thủ hạng nhất, chiến đấu chỉ kết thúc trong một cái chớp mắt, thế cho hỏi làm sao mà chỉ huy. Cũng chẳng phải là cả một đoàn quân. Đây là ném tới một cái gánh nặng đó có biết không hả? Lại còn ngồi xe lăn nữa chứ? Sau khi vệ binh Viêm Long rời khỏi đó, Bạo Long là đội trưởng của đội Long, cũng là người tổng phụ trách lần hộ tống này. Anh ta lạnh lùng nói, Chiến Thần Quân, tôi thừa nhận trước đây ngài đúng là thân tượng của tôi cũng rất tôn trọng ngài. Nhưng hôm nay ngài lại ngồi trên xe lăn, không còn tí sức chiến đấu nào, đây là chuyện mà ai cũng biết. Ngài đến để hộ tống, ngài lấy cái gì để mà hộ tống đây? Đội trưởng đội Phượng, Hỏa Phượng Hoàng cũng cười lạnh nói, đúng vậy, đến lúc đó ngài bảo chúng tôi phải bảo vệ ngài hay bảo vệ đồ vật đây? Ngài đến chi thêm phiền phức cho chúng tôi thôi. Đội trưởng đội hổ, Chiến Dần ồm ồm nói, lại nói nhá, thực lực của bốn đội chúng tôi mà bọn họ còn phải lo à. Mặc dù chúng tôi rất ít ra tay, nhưng những nhiệm vụ do chúng tôi hộ tống có lần nào thất bại chưa? Đúng đó, 10 năm gần đây chúng tôi làm mấy trăm nhiệm vụ mà có lần nào thất bại đâu. Những người khác cũng kêu lên đầy bất mãn. Nếu Diệp Lâm Quân mà khỏe mạnh thì sẽ chẳng ai nói gì. Nhưng cái dạng này thì rõ ràng là không tin tưởng bọn họ rồi chứ còn gì nữa. Đội trưởng đội Lang, Sơn Lang cười lạnh, tài chỉ huy siêu phàm. Tôi muốn hỏi ngài, ngài có hiểu rõ về chức trách cũng như cơ cấu của bốn đội chúng tôi không? Diệp Lâm Quân lắc đầu. Đối với vệ binh Viêm Long, anh thật sự không biết gì. Đương nhiên đây cũng là điều cơ mật. Nghe kỹ đây, đội Long chịu trách nhiệm điều phối tình hình chung, đội Phượng phụ trách tình báo. Đội Lang phụ trách ám sát còn đội Hổ là lực lượng bảo vệ. Ngay cả những điều này cũng không biết mà còn đòi chỉ huy chúng tôi. Làm sao mà được? Mọi người đều tỏ vẻ khinh thường. Giá trị của Diệp Lâm Quân trong đội ngũ này là số âm, anh sẽ chỉ níu chân mọi người mà thôi. Băng Phượng Hoàng của đội Phượng vội vàng nói, được rồi, vệ binh Viêm Long đã phái Chiến Thần Quân tới thì tất nhiên là có ý định riêng của họ rồi, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lên đường đi. Chẳng mấy nữa mà chỗ này sẽ bị lộ thôi. Mấy người Bạo Long và Hỏa Phượng Hoàng thở dài, hai, cũng đành vậy thôi chứ biết sao rời. Nhưng mà nói trước, lỡ mà có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không thèm quan tâm anh ta đâu. Tôi cũng thế, đừng có hòng mà kéo chân tôi nhát. Cho dù anh ta có chết thì tôi cũng không thèm nhìn lấy một cái đâu. Đây chính là thái độ của mọi người. Ngài đi cùng tôi đi. Băng Phượng Hoàng vẻ mặt lạnh lùng, nhưng giọng điệu cũng có thể xem như là dịu dàng. Chỉ vì Diệp Lâm Quân là thần tượng của cô, nếu là người khác thì e là cô đã đi ra chỗ khác từ lâu rồi ấy. Được, Diệp Lâm Quân gật đầu. Nghe lệnh của tôi đây, bốn người của đội Lang phụ trách dò đường. Đội Hổ đi cuối chặn hậu, những người khác đi theo tôi hộ tống đồ vật. Lần này vì biệt hiệu Bạo Long, không được phép thất bại. Sau khi Bạo Long sắp xếp nhiệm vụ xong thì đoàn xe nhanh chóng lên đường. Đường biển và đường hàng không đều không đáng tin cậy, chỉ có đi đường bộ là an toàn nhất. Diệp Lâm Quân và Băng Phượng Hoàng ngồi ở chiếc xe chính giữa cùng với cái vali kia. Ý tứ chính là Diệp Lâm Quân cũng như cái vali đó, đều cần được người khác bảo vệ. Sau khi lên xe, Diệp Lâm Quân nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng sự thật là anh đang nhớ đến bé Quân, đã mấy ngày không được gặp bé con rồi. Hỏa Phượng Hoàng trừng mắt lườm Diệp Lâm Quân mấy lần. Băng à! Chỉ biết em luôn xem anh ta là thần tượng, nhưng bây giờ anh ta có giống một thần tượng không cơ chứ, em tự mình nhìn đi.
Hỏa Phượng Hoàng bất mãn nói. Anh ta đã từng là thần tượng của chúng ta, nhưng hôm nay anh ta chỉ đến để thêm phiền toái thôi, Hỏa Phượng Hoàng tức giận nói. Băng Phượng Hoàng thở dài, nếu anh ấy khôi phục lại thì tốt biết bao nhiêu. Đã từng là chiến thần Côn Luân trấn áp cả trăm nước cơ mà. Tạm thời thì không có khả năng đó đâu. Em nhìn xem anh ta đã ngủ mất rồi kìa, đi làm nhiệm vụ mà cứ tưởng là đi du lịch đấy chắc. Mọi người đều rất không vừa ý với Diệp Lâm Quân. Cứ nghĩ mãi, Diệp Lâm Quân dần dần ngủ thiếp đi. Cũng không biết đã đi được bao xa, bầu trời đột nhiên đổ cơn mưa to, tiếng sấm đùng đoàng, những tia chóp rạch ngang qua bầu trời đêm. Ầm ầm ầm, đột nhiên tiếng sấm nổ vang lên, dọa Diệp Lâm Quân giật mình tỉnh lại. Bởi vì anh vừa nằm mơ thấy Lý Tử Nhiệm và bé Quân bị người ta bắt đi. Vừa lúc tiếng sấm vang lên, anh cũng tỉnh lại. Vì các thành viên của đội Phượng thấy cảnh này, đều bật cười thành tiếng. Nghe tiếng sấm thôi mà cũng tỉnh lại. Trạng thái thế này mà đòi đi hộ tống thuốc gen á. Chắc chắn luôn, truyền ra ngoài chắc người ta cười cho thối mũi. Một người tàn tật ngồi trên xe lăn, nghe sét đánh cũng giật mình tinh giấc, làm sao mà đi hộ tống cho được. Băng Phượng Hoàng thở dài, nhìn tình trạng của anh ấy bây giờ, e là đã bị chấn động tâm lý không nhỏ, phỏng chừng sẽ sinh ra sợ hãi và lo lắng đối với loại âm thanh lớn như thế này. Chứ còn gì nữa, ngã xuống từ vị trí cao như vậy, lại còn trở thành một người tàn tật nữa, đả kích như vậy ai mà chịu cho nổi. Thế mà loại người này lại được phái tới đội hộ tông, còn muốn chỉ huy chúng ta nữa chứ. Đúng là buồn cười. Là một tổ chức đối quyền vệ binh Viêm Long. Cũng chính là đại biểu cho quyền lực tối cao. Mỗi thành viên đều có sự kiêu ngạo của riêng mình. Cấp trên phái Diệp Lâm Quân tới khiến bọn họ cảm thấy như đang bị nghi ngờ năng lực. Cộng thêm trạng thái hiện tại của anh càng làm bọn họ tức giận hơn. Nhưng mà chúng ta phải tự tin lên. 16 người chúng ta chính là 4 đội mạnh nhất đây. Có chúng ta hộ tống thì cho dù là kẻ nào cũng đừng hòng cướp được đồ vật. Hỏa Phượng Hoàng lườm Diệp Lâm Quân một phát, nói. Dù có thêm cái gánh nặng này thì chúng ta cũng không sợ gì hết. Thật ra đám Bạo Long đồng ý dẫn Diệp Lâm Quân theo cũng không phải chỉ vì mấy câu nói của Băng Phượng Hoàng, mà là do bọn họ đủ tự tin vào năng lực của mình. Trên đường đi không có bất kỳ nguy hiểm nào cả. Khu vực thứ nhất, an toàn. Khu vực thứ hai, an toàn. Khu vực thứ 16, an toàn. Cũng không phải chỉ có 16 người đi hộ tống, trên đường đi còn có rất nhiều trạm gác ngầm. Chịu trách nhiệm liên lạc với đội lang. Sau một đêm, khoảng cách đến kinh thành đã rất gần rồi. Quãng đường này chẳng có nguy hiểm gì hết, chỉ cần qua thêm một khu vực nữa là chúng ta sẽ thành công, Băng Phượng Hoàng cười nói. Dù bọn chúng có to gan lớn mật đến mấy đi nữa, thì ước chừng cũng chả có mấy người dám đánh cướp trên lãnh thổ của Lạc Việt đâu ha. Hỏa Phượng Hoàng khinh thường nói. Đây là bọn họ tự tin vào năng lực của bản thân, cũng là tự tin đối với Lạc Việt. Từ phía trước truyền đến tiếng nói của Bạo Long, đội lang đã cùng trạm gác ngầm điều tra khu vực phía trước, không có mai phục. Chúng ta có thể an toàn về đến kinh thành. Tôi nghĩ mọi người có thể ăn mừng sớm được rồi đó. Ây ra tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, trạng thái căng thẳng được thả lỏng, dù sao cũng đã lo lắng cả một đêm rồi. Tôi cứ tưởng phải đánh một trận lớn chứ. Hóa ra lại đơn giản như vậy á hả? Hỏa Phượng Hoàng buông thõng tay. Vẻ mặt không sợ gì hết. Băng Phượng Hoàng cười cười, có khi là thật sự bị tên tuổi của chúng ta dọa sợ đấy. Có kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám ra tay trên lãnh thổ Lạc Việt chứ? Ha ha, nhiệm vụ này quan trọng nhưng cũng đơn giản ghê, cứ thế này mà cầm huân chương vinh dự thì cứ có cảm giác chiến thắng mà không cần dùng vũ lực ấy, nhờ những người khác cũng cười theo. Trong những lúc như thế này, thì các người càng không nên thả lỏng. Lúc này, giọng nói của Diệp Lâm Quân vang lên. Đây là điều mà tất cả mọi người đều không nghĩ đến. Từ sau khi lên xe, Diệp Lâm Quân chưa mở miệng nói câu nào, đến phút cuối lại bảo bọn họ phải cẩn thận, đúng là buồn cười. Ánh mắt lạnh lùng của Hỏa Phượng Hoàng rơi xuống trên người Diệp Lâm Quân, chiến thần quân nghe không hiểu gì à. Bạo Long vừa mới thông báo đã kiểm tra xong khu vực duy nhất còn lại, không thấy có mai phục hay nguy hiểm gì cả. Xin hỏi chúng tôi cần cẩn thận cái gì cơ? Đối mặt với sự chất vấn của Hỏa Phượng Hoàng, Diệp Lâm Quân chỉ cười cười, hỏi, hôm nay ai là người phụ trách toàn đội? Là Bạo Long, có chuyện gì sao? Băng Phượng Hoàng trả lời. Cả đội lập tức dừng lại, gọi Bạo Long qua đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu ta.
Diệp Lâm Quân dùng giọng điệu ra lệnh nói. Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên hạ thấp giọng nói, anh đang ra lệnh cho bọn tôi đấy à? Chẳng lẽ không đúng à? Vệ binh Viêm Long phái tôi tới đây là để chỉ huy các người, bởi vậy, các người đều phải nghe lệnh của tôi. Diệp Lâm Quân nghiêm túc nói. Nghe anh, làm sao có thể? Mấy người Hỏa Phượng Hoàng đều có chút tức giận. Băng Phượng Hoàng đứng ra giải vây, Bạo Long, anh ra lệnh cho mọi người dùng lại một chút đi, Chiến Thần Quân có chuyện muốn nói với anh. Bạo Long ra lệnh cho đoàn xe dừng lại, dẫn theo mấy thành viên khác tới chỗ chiếc xe ở vị trí chính giữa. Anh muốn nói gì? Bạo Long nóng nảy hỏi. Nếu không muốn có thương vong thì ngay lập tức đổi tuyến đường khác để quay về kinh thành, Đứ Diệp Lâm Quân nói. Cái gì cơ? Lời vừa nói ra đã khiến mọi người sững sờ một hồi lâu. Kêu tôi thay đổi lộ trình, đổi một phương hướng khác để về kinh thành á. Bạo Long giơ tay chỉ vào mũi mình, hỏi. Chiến Thần Quân à, nếu không phải vì tôn trọng anh thì tôi thật sự rất muốn chửi anh một trận đói. Đúng vậy, anh xem chúng tôi là đồ ngu hả? Đã sắp đến kinh thành rồi mà còn đòi đổi đường khác. Chiến Dân không thể tin được nhìn chằm chằm Diệp Lâm Quân, anh không hiểu rõ tình hình bây giờ đúng không? Khu vực phía trước đã nằm gọn trong tay ta, do đội lang kiểm soát, đường đi đã thông thuận rồi. Không có bất cứ nguy hiểm nào thì thay đổi lộ trình làm cái quái gì? Anh có chứng hoang tưởng bị hại à? Con đường phía trước đã bị người của ta kiểm soát rồi, nguy hiểm ở đâu ra co? Diệp Lâm Quân cười lạnh một tiếng, các người tin tưởng tôi đi, dọc đường đi không có bất kỳ nguy hiểm nào, các người không thấy có gì đó không ổn à? Thứ này có thể khiến các nước lớn phải tranh đoạt, cơ hội tốt như thế này bọn họ sẽ bỏ qua chắc. Hừ, Diệp Lâm Quân, anh chỉ đang suy đoán mà thôi, còn chúng tôi là lấy thực tế ra nói chuyện. Con đường chúng ta đang đi bây giờ đã được chúng tôi kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần rồi, cực kỳ an toàn, Bạo Long gần như đã nổi giận rồi. Tin tôi, nếu không sẽ có rất nhiều thương vong. Diệp Lâm Quân vẫn kiên trì với ý kiến của mình. Anh còn nói nữa là tôi sẽ quăng anh ở lại đây luôn đó. Câm miệng lại, tiếp tục lên đường, Bạo Long ra lệnh. Diệp Lâm Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Tại sao lại không có ai tin chứ? Bốn đội lớn này đúng là xuất hiện rất nhiều nhân tài. Nhưng nếu muốn so về kinh nghiệm thì Diệp Lâm Quân bỏ xa bọn họ cả 10 con phố. Anh còn là Chiến Thần Côn Luân nữa cơ mà, tùy tiện ngụy biện một câu là có thể khiến mọi người tin tưởng. Nhưng bây giờ anh không phải là chiến thần, anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, lại còn phải ngồi trên xe lăn nữa chứ, dù có nói khô cả họng thì cũng không ai thèm tin. Ôi cái phận thấp cổ bé họng này! Không ai tin tưởng hết. Tôi còn muốn nhìn thử xem tiếp theo sẽ có nguy hiểm gì đấy. Hoàng Phượng Hoàng lườm Diệp Lâm Quân một cái. Đoàn xe tiếp tục xuất phát. Mặt ai cũng lạnh te, tâm trạng tốt đều bị Diệp Lâm Quân phá hỏng hết cả rồi. Còn lại một khu vực cuối cùng, đoàn xe đi qua cực kỳ thuận lợi. Đội lang và trạm gác ngầm đã càn quét qua một lần rồi. Đám người đứng chờ đoàn xe ở trước cổng kinh thành. Khi đoàn xe đi đến trước cổng, Bạo Long dừng lại, quát vào mặt Diệp Lâm Quân, nguy hiểm đâu? Ở chỗ nào cơ? Đúng đó, Diệp Lâm Quân, không phải là anh nói con đường này có nguy hiểm à? Chúng ta đã an toàn đi qua rồi, nguy hiểm ở đâu nào? Lại còn bảo chúng tôi đi đường khác nữa chứ, anh bị điên à? Mấy người Hỏa Phượng Hoàng lạnh lùng mắng anh. Sau khi bốn người của đội lang và hơn chục người của trạm gác ngầm biết được chuyện này cũng, cười ồ lên. Xem chúng ta là bọn ngu thật đấy à? Xung quanh con đường này đều trong tầm kiểm soát của Z chúng ta, không có gì nguy hiểm hết á, anh tới tìm cảm giác tồn tại hử? Lần hộ tống này anh chẳng được cái tác dụng gì hết cho á. Đến bây giờ anh vẫn thấy đề nghị vừa rồi của anh là đúng đắn sao? Mấy người Bạo Long hỏi. Diệp Lâm Quân gật đầu, đúng vậy, tôi tin chắc con đường này có vấn đề, nên vừa rồi mới bảo các cậu thay đổi tuyến đường khác. Tôi phục rồi, vứt anh ta ở đây luôn nhá, cho anh ta tự đẩy xe lăn mà quay về. Bạo Long bị chọc giận đến sắp bùng nổ luôn rồi. Đúng đó, tôi cũng nghĩ quăng anh ta ở đây quách đi cho rồi. Những người khác đều nghĩ như vậy. Diệp Lâm Quân đã nhiều lần khiêu khích với sự uy nghiêm của bọn họ, thôi quên đi, hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, không cần thiết bị ảnh hưởng bởi những chuyện nhỏ nhặt này. Đúng vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất là mang đồ vật về. Băng Phượng Hoàng khuyên nhủ. Lúc này mọi người mới chịu thôi. Được rồi, tiếp tục xuất phát thôi.
an toàn về đến kinh thành, giao đồ cho vệ binh Viêm Long là thành công rồi. Cả đội xe cộng thêm đội lang và nhóm người của trạm gác ngầm cùng nhau đi tiếp. Bây giờ đã tiến vào địa phận của kinh thành, tất cả mọi người đều cảm thấy rất vui vẻ. Theo quan niệm của bọn họ, không có ai dám ra tay trong kinh thành cả. Kinh thành cũng đồng nghĩa với vùng đất cấm. Khái niệm này thật sự không sai. Khi Diệp Lâm Quân còn là chiến thân Côn Luân, mỗi một tấc đất của Lạc Việt đều là vùng đất cấm, chớ nói chỉ là nơi quan trọng nhất như kinh thành. Cả đoạn đường dài trước đó không có ai ra tay, ở kinh thành càng không có khả năng sẽ ra tay. Nhưng khái niệm cũng chỉ là khái niệm, không phải là sự thật. Phút phút phút, một giây sau, trong không khí đột nhiên truyền đến những tiếng gầm rú cuồng bạo. Đùng đùng, đoàng, chỉ thấy những thân cây thô to như thùng nước từ bốn phương tám hướng phóng tới, nện ầm ầm vào những chiếc xe Việt dã đã được cải tiến, thiếu chút nữa là lật tung cả xe lên. Phụt, 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 không ít người của trạm gác ngầm bị đánh trúng, hộc máu chết ngay tại chỗ. Bốn người của đội lang hoạt động ở xung quanh dù ít dù nhiều đều bị thương cả. Ba chiếc xe đang chạy với tốc độ cao cũng bị ép phải thắng gấp lại. Chuyện này đến quá đột ngột khiến mọi người không kịp đề phòng, xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt. Sắc mặt Bạo Long biến đổi. Sắc mặt Chiến Dần biến đổi. Sắc mặt hai người Băng Hỏa Phượng Hoàng cũng biến đổi. Sắc mặt của tất cả mọi người đều trắng bệch cả da. Thật sự có người dám ra tay. Bị Diệp Lâm Quân đoán trúng rồi. Đây là địa phận kinh thành cơ mài, là nơi được mệnh danh là vùng đất cấm cơ mà. Lại còn ra tay ngay giữa ban ngày ban mặt thế này. Chặng đường hơn ngàn km cộng thêm cả cơ hội lúc ban đêm mưa to gió lớn mà bọn họ không thèm ra tay, lại lựa chọn ra tay giữa kinh thành lúc ban ngày thế này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đây là chuyện bọn họ chưa từng nghĩ đến, mà ngay cả vệ binh Viêm Long cũng không dự đoán nổi. Nếu không thì bọn họ đã phái người đến cổng vào kinh thành đón từ lâu rồi. Chủ yếu là do tất cả mọi người đều cho rằng kinh thành là một nơi, an, toàn, eo đánh chết cũng không ai dám ra tay trong địa phận kinh thành cả. Nhưng vẫn cứ có người có lá gan lớn như thế đấy, ra tay ngay trong địa phận của kinh thành, lại còn là ra tay một cách quang minh chính đại. Ánh mắt của bốn thành viên tổ Phượng phức tạp nhìn về phía Diệp Lâm Quân. Anh ấy nói chúng rồi. Quan trọng nhất là anh đã khuyên bảo họ từ lâu, nếu lúc đó nghe theo lời anh, kịp thời thay đổi tuyến đường thì kế hoạch của những kẻ địch này sẽ thất bại. Bọn họ sẽ có thể âm thầm mà hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không xuất hiện thương vong. Thần, thật sự là một vị thần rồi. Diệp Lâm Quân làm sao dự đoán trước được trên con đường này sẽ có nguy hiểm. Hối hận, thật sự rất hối hận, để kẻ thù đánh một chân bất ngờ, lần này đúng là thiệt hại nặng nề. Ít nhất thì phía đội lang và trạm gác ngầm bị thiệt hại rất lớn. Do phút này, bọn họ cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao vệ binh Viêm Long lại phái Diệp Lâm Quân tới, và chỉ huy trong lời của bọn họ là có ý gì. Cho dù sức mạnh đáng sợ của Diệp Lâm Quân đã không còn nữa, nhưng anh vẫn còn có đầu óc, đó chắc chắn là thuộc cấp bậc cổ vấn quân sự. Mặt mấy người Hỏa Phượng Hoàng nóng lên. Mới phút trước bọn họ còn đang sỉ nhục Diệp Lâm Quân, phút sau đã bị nghiệp quật rồi. Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Mọi người bảo vệ đồ vật, tuyệt đối không thể đánh mất được. Bạo Long và Chiến Dân lao ra ngoài đón địch. Thương vong thế nào? Bạo Long kiểm tra tình trạng thương vong. Bốn người đội lang bị thương nhẹ, trạm gác ngầm có 12 người thì đã chết 4, còn lại 8 người đều bị thương cả rồi. Sơn Lang nói, Chiến Dân và Băng Hỏa Phượng Hoàng, các người ở lại trông coi đồ vật. Tôi đi xử lý kẻ địch. Bạo Long dẫn theo đám cao thủ cảnh giác quan sát xung quanh. Tuy sương mù ở hai bên núi rừng không quá dày đặc, nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Kẻ to gan lớn mật này từ đâu tới, lại dám cướp đồ trong địa phân kinh thành. Bạo Long giận dữ hét lên. Oanh một lát sau, một luồng sát khí dâng lên. Từ hai bên đột nhiên xuất hiện rất nhiều cao thủ, mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ với những hình dáng khác nhau. Phút phút phút. Bọn họ di chuyển nhanh như điện chớp, ra tay như rồng rời vực thảm. Phụt, phụt, phụt. Sau một đợt tấn công, 8 người còn lại của trạm gác ngầm đều cục ngã. May mắn thay, 4 người của đội lang mạnh hơn một chút, nếu không thì tất cả đều sẽ chết hết. Kẻ địch xuất hiện, lại khiến đám người Bạo Long có cảm giác bị đe dọa bởi cái chết. Mạnh, cực kỳ mạnh, nhưng kẻ đáng sợ thật sự vẫn còn đứng phía sau,
những người đeo mặt nạ đứng phía trước lùi ra tạo thành một con đường. Bốn người xuất hiện từ phía sau. Khi bốn người này xuất hiện, đám bạo long đều hít vào một hơi lạnh lẽo. Lại là các người. Hỏa Phượng Hoàng hoảng sợ nói. Bốn ông lão nhìn nhau cười, ha ha, không ngờ vẫn có người nhận ra chúng ta. Phản đồ của môn phiệt Đông Thiên, kẻ đồ sát vạn người Phùng Bách Nghiêm. Phản đồ của môn phiệt Tây Đường, ám khí quỷ tài Hoàng Ngọc Lâng. Phản đồ của môn phiệt Nam Cương, độc diêm La Phản Đông Thăng. Phản đồ của môn phiệt Bắc An, bá đao Vương Huỳnh Minh Thạc. Hỏa Phượng Hoàng hô lên từng cái tên của bốn người bọn họ. Là tổ chức tình báo dưới trướng vệ binh Viêm Long, tất nhiên sẽ kiểm soát các vấn đề của thế giới. Nhất là về bốn người trước mắt này, bọn họ biết càng rõ ràng hơn. Bởi vì quá tai tiếng. Mỗi người đều vô cùng tàn bạo, không chuyện ác gì mà không làm. Đều là đại ma đầu người người sợ hãi. Bọn họ còn là những kẻ không hề quan tâm đến hiệp nghị từ gần trăm năm trước giữa bốn môn phiệt lớn, tự mình nhập thế, giết hại người đời, làm hại Lạc Việt. Bọn họ đã bị Lạc Việt liệt vào hàng tội nhân bị truy nã, bị bốn môn phiệt lớn nhất liệt vào hàng phản đồ. Nhưng bốn người này lại quá mạnh, là sự tồn tại cao nhất bên trong bốn môn phiệt lớn, rất khó bị bắt. Lúc trước đã hao tốn bao nhiêu sức người và tiền của trong nhiều năm cũng chưa bắt được bọn họ. Tuy nhiên bốn người cũng bị vệ binh Viêm Long buộc phải trốn chui trốn nhủi trong thế giới ngầm không dám xuất hiện, biến mất mấy chục năm trời. Không nghĩ tới bọn họ sẽ xuất hiện vào thời điểm này. Càng đáng sợ hơn là kẻ địch vậy mà lại có thể kêu gọi được bốn người này. Lúc trước vệ binh Viêm Long tốn bao công sức cũng chưa bắt được. Nếu mà bắt được bọn họ, nhất định sẽ giam giữ trong ngục giam cao cấp và bí ẩn nhất. Bây giờ lại có người dám ra lệnh cho bọn họ. Tới làm việc, này cũng quá đáng sợ rồi đó. Chúng ta không phải đối thủ của họ, giờ chỉ có thể kéo dài thời gian thôi. Một nhóm giữ chân bọn họ, một nhóm bảo. Vệ đồ vật, chờ cứu viện tới. Nhìn thấy mấy người kia, dũng khí chiến đấu của đám bạo long đều tiêu tan không còn một mảnh. Bọn họ chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Độc diêm La Phản Đông Thăng cười nói, mau giao đồ vật chấm CSO bỏ tơ đi, bọn ta cam đoan sẽ không giết chết các người. Ba người khác cũng cười nói, đúng vậy, các người đừng nghĩ chiêu trò nữa, vô dụng thôi. Trước khi quân cứu viện của các người đến, bọn ta chắc chắn có thể giết chết các người lấy đồ vật đi. Tốt hơn hết là cứ ngoan ngoãn giao đồ ra đi, bọn ta chỉ cần đồ vật, không cần mạng người. Theo cách nhìn của bọn họ thì cướp lấy đồ vật chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Nằm mơ đi, muốn lấy đồ vật từ tay bọn ta. Lão đang nói đùa đấy à? Bạo Long cười lạnh nói. Chiến dần gào lên, đúng vậy. Không siêu muốn lấy đồ thì dùng bản lĩnh thực sự mà đến lấy nhái. 16 cao thủ của bốn đội đã chuẩn bị tốt tinh thần hẳn là phải chết, nhưng mọi người cũng hiểu rõ ràng, đối phương quá mạnh mẽ, thời gian để quân cứu viện đến còn rất lâu. Trong quãng thời gian này bọn họ đang gặp nguy hiểm, rất có thể đồ vật sẽ bị cướp đi. Lẽ ra ngay từ đầu chúng ta nên nghe lời Diệp Lâm quân đổi tuyến đường khác thì đã không có chuyện này rồi. Băng Phượng Hoàng bất mãn nói. Đúng. Anh ta dự đoán hoàn toàn chính xác. Nhưng dưới tình huống đó thì ai mà dự liệu trước được chứ? Hỏa Phượng Hoàng không vui đáp. Còn nữa, lúc nãy Diệp Lâm Quân nên kiên trì bắt chúng ta thay đổi tuyến đường mới đúng. Cô nhìn đi, lúc sau chẳng phải anh ta đã thỏa hiệp rồi còn gì. Cái này nói lên chính bản thân anh ta cũng không kiên định. Chuyện này muốn trách thì phải trách Diệp Lâm Quân, hại chúng ta tổn thất nhiều người như vậy. Những người khác nói. Diệp Lâm Quân có ý tốt nên mới nhắc nhở, cuối cùng lại thành lỗi của anh. Đúng vậy, anh ta cũng chỉ thuận miệng nói ra thôi. Hơn nữa, tới lúc cần dùng đến thì anh đâu? Ngồi trên xe lăn có thể giúp chúng ta được à? Bây giờ anh ta còn không phải là một cục nợ vướng víu chắc. Nghe lệnh của tôi, lát nữa không ai được phép bảo vệ Diệp Lâm Quân, chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ đồ vật thôi. Bạo Long ra lệnh. Vậy thì các người chính là đang tìm cái chết rồi. Giết! Tứ đại ma đầu dẫn các cao thủ đeo mặt nạ xông lên, đám bạo long cũng tiến về phía trước, chiến đấu với nhau. Khoảnh khắc hai bên vừa giao chiến, họ đã nhận ra sự chênh lệch về sức mạnh. 16 người nhóm bạo long có sức chiến đấu ngang với những cao thủ đeo mặt nạ kia. Nhưng phe địch còn có 4 tên ma đầu. Bọn họ mới là trọng điểm đó. Ai có thể ngăn được họ bây giờ? Đối phương tiến công kín kẽ không một khe hở.
bọn họ hoàn toàn không có cách nào câm theo đồ vật để đột phá vòng vây mà chạy ra bên ngoài cả. Nói trắng ra là họ chỉ có thể chờ chết thôi. Cuộc giao chiến giữa hai bên đang đến hồi gay cấn. Bốn người của đội lang bị đánh ngã xuống đất trước tiên. Ngay sau đó, ba người trong đội long cũng không chống đỡ nổi. Cuối cùng là toàn bộ thành viên đội hổ và đội phượng đều ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn lại bạo long, chiến dần và băng hỏa phượng hoàng bốn người đang cố giữ chặt đồ vật. Nhưng bản thân bốn người cũng đang bị thương nặng. Giao đồ vật ra đây đi chứ hả? Đến lúc này rồi còn phản kháng làm quái gì? Kẻ đồ sát vạn người Phùng Bách Nghiêm và bá đao vương Huỳnh Minh Thạc từng bước ép tới. Không có khả năng, dù có phải tiêu hủy đồ vật thì bọn ta cũng sẽ không giao cho các người. Bạo long gào lên. Mau kích hoạt thiết bị phá hủy đi. Dù đồ vật bị phá hủy cũng không thể để rơi vào tay kẻ địch được. Băng hỏa phượng hoàng cầm cái vali, đang định thao tác. Phút phút phút. Nhưng ngay lập tức, một loạt ám khí phóng vụt tới, bắn lên cánh tay của mọi người. Dù cả đám kêu gào thảm thiết, cái vali trong tay cũng rơi xuống mặt đất, nhưng lúc này mấy người bạo long đã không còn sức lực để giữ lại nữa. Độc Diêm La Phàn Đông Thăng đi tới định nhặt cái vali lên. Đám bạo long cố hết sức tiến lên ngăn cản, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị đánh ngã xuống đất. Mấy người giấy giụa muốn đứng dậy nhưng không thể dậy nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phàm Đông Thăng cầm cái vali lên, thời gian diễn ra trận chiến quá ngắn, không đủ để quân cứu viện đến kịp. Nhìn đám Phàm Đông Thăng rời đi, mấy người bạo long đều cảm thấy tuyệt vọng. Nhiệm vụ của họ thất bại rồi. Đồ vật đã lấy được rồi, chúng ta đi thôi, các người lấy đồ đi, đã hỏi qua ý của tôi chưa? Bỗng nhiên có một giọng nói truyền ra từ trong xe. Khi tứ đại ma đầu và các cao thủ đeo mặt nạ đang định rời đi thì bất ngờ có một giọng nói truyền đến. Hử, vẫn còn người à? Độc Diêm La Phàn Đông Thăng tò mò hỏi. Tất cả mọi người đều dừng bước, nhìn về phía chiếc xe. Mấy người nhóm bạo long nằm thoi thóp trên mặt đất, trong mắt mỗi người đều xẹt qua một tia tức giận. Đã đến lúc này rồi anh còn làm loạn cái gì? Ngại mình sống quá lâu hở? Người ta đã đi rồi. Anh cứ hết lần này đến lần khác gây náo động, muốn tặng người ta thêm một cái cầu người nữa đấy chắc. Ngu ngốc. Đúng là ngu quá thể mài. Đám bạo long nổi giận mắng. Ngay lập tức, đám người kia đi đến mở cửa xe ra, nhìn thấy Diệp Lâm Quân ngồi trên xe lăn ở bên trong xe. Anh là, nhìn quen lắm nha, Độc Diêm La Phàn Đông Thăng ngạc nhiên nói. Cựu chiến thần Côn Luân Diệp Lâm Quân bá đao vương Huỳnh Minh Thạc hô to tên của Diệp Lâm Quân. Anh chỉ cười cười, quả nhiên giống như suy đoán lúc trước của anh đã ngăn cản con đường tiến đến Lạc Việt của thế lực hắc ám này. Sao vừa nấy lại không phát hiện ra nó nhỉ? Sao hả, muốn ngăn cản bọn ta à? Kẻ đồ sát vạn người Phùng Bách Nghiêm cười lạnh nói. Không, định giết mấy người thôi ấy mà. Diệp Lâm Quân cười nhạt một tiếng. Cả thuốc gen và mạng của những kẻ này anh đều muốn. Phụt, tứ đại ma đầu và các cao thủ đeo. Mặt nạ kia đều phì cười thành tiếng. Đây đúng thật là nói chuyện viển vông mài. Một kẻ phải ngồi xe lăn như Diệp Lâm Quân mà đòi giết bọn họ á. Làm sao có thể được chứ? Dù anh có đang ở thời kỳ đỉnh cao khi còn là chiến thần Côn Luân thì tứ đại ma đầu cũng sẽ không e sợ, chớ nói chỉ là hiện tại. Đúng là tự tìm cái chết mài. Ngu ngốc. Thật đúng là của nợ mà. Mấy người bạo long nổi giận mắng. Vốn dĩ nhiệm vụ thất bại, đồ vật bị lấy đi đã khiến tâm trạng của bọn họ tệ hại lắm rồi. Bây giờ lại thấy hành vi ngu ngốc của Diệp Lâm Quân, tất cả bọn họ đầu sắp bị chọc giận đến nổi điên luôn rồi. Ám khí kỳ tài Hoàng Ngọc Long cười nói, cậu chỉ là một kẻ tàn tật thôi, lấy cái gì mà đòi giết bọn tôi. Ai nói với các người tôi là người tàn tật? Diệp Lâm Quân cũng cười, hỏi ngược lại. Lời nói ra không dọa người ta ngạc nhiên đến chết thì không chịu thôi. Những lời này vừa nói ra miệng đã khiến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt của tứ đại ma đầu và nhóm cao thủ đeo mặt nạ rất kỳ quái, nghiền ngẫm lại xem ý tứ của Diệp Lâm Quân là gì khi nói ra những lời này. Về phần mấy người nhóm bạo long thì cứ anh nhìn tôi nhìn lại anh, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ không thể tin được. Chẳng lẽ, cậu... Lời nói của Độc Diêm La còn chưa nói xong, đã thấy Diệp Lâm Quân đứng lên. Anh đi xuống khỏi xe, bước chân vững vàng, có điểm nào giống người tàn tật cơ. Tất cả mọi người đều như bị sét đánh trúng, sắp bị dọa điên rồi. Bị lừa rồi.
tất cả mọi người đều đã bị lừa. Hóa ra Diệp Lâm Quân chẳng bị gì hết, tất cả chỉ là một âm mưu mà thôi. Trong mắt mấy người Bạo Long sắp rơi cả xuống đất luôn rồi. Tới tận giờ phút này, bọn họ mới hiểu được dụng ý của vệ binh Viêm Long. Vệ binh Viêm Long không phải đồ ngụ, loại nhiệm vụ quan trọng như thế này làm sao có thể phái đến một kẻ vô tích sự được. Sự thật là thân thể Diệp Lâm Quân đã khôi phục lại rồi. Sắc mặt tứ đại ma đầu thay đổi, dường như nghĩ đến một vài chuyện gì đó. Gần đây có không ít thế lực ở cả trong và ngoài nước bị thanh trừ, bọn họ thẩm tra được là do cựu nhất Phú Kiên Vương ra tay. Bây giờ xem ra, Diệp Lâm Quân, hóa ra mi không bị sao cả. Lại đi lừa gạt tất cả mọi người. Độc Diêm La cười lạnh, nói. Nếu không bày ra bộ dạng này, làm sao các người chịu lòi đuôi ra đây? Diệp Lâm Quân cười cười. Tuy nhiên, trên mặt của tứ đại ma đầu vẫn là dáng vẻ không sợ hãi điều gì, cho dù mi đã khôi phục rồi thì sao? Cho dù mi đã quay lại thời kỳ đỉnh cao lúc trước thì lại như thế nào? Bọn ta có sợ mi đâu. Giết được mi cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sức chiến đấu của tứ đại ma đầu và các cao thủ đeo mặt nạ đều thuộc hàng top, vẻ mặt không hề sợ hãi. Đám người Bạo Long hoảng loạn, vốn dĩ đã nhìn thấy một tia hy vọng lúc rạng đông, nhưng cho dù Diệp Lâm Quân đã khôi phục thì cũng sẽ không phải là đối thủ của tứ đại ma đầu đâu. Thực lực của bốn người này sâu không lường được, tuyệt đối không phải người mà chiến thần Côn Luân thời kỳ đỉnh cao có thể đối đầu. Nếu không thì tứ đại ma đầu cũng sẽ không bị Lạc Việt liệt vào danh sách những tội nhân bị đuổi bắt đến cuối đời. Giờ lại còn thêm một đám cao thủ đeo mặt nạ không rõ thực lực nữa, này thì làm sao mà đánh. So với thiên quân vạn mã còn lợi hại hơn, mà Diệp Lâm Quân chỉ lẻ loi có một mình, này cũng là chịu chết chứ còn gì nữa. Không có tác dụng gì cả. Hy vọng cũng là tuyệt vọng, mấy người Bạo Long siết chặt nắm đấm hung tợn nên xuống mặt đất. Là bọn họ không giỏi bảng người ta, bọn họ quá vô dụng, bây giờ trước mắt các người có hai con đường để lựa chọn, một, quỳ xuống đầu hàng, giao đồ vật ra. Hai, tôi giết hết các người rồi lấy đồ về, các người chọn một cái đi, cơ mà tôi đề nghị các người nên chọn cái thứ nhất. Chẳng ai ngờ tới Diệp Lâm Quân sẽ nhẹ nhàng nói ra những lời này cả. Hử, tất cả mọi người đều ngây ra. Lộn tình huống rồi đúng không? Rõ ràng người đang gặp nguy hiểm là Diệp Lâm Quân cơ mà. Sao lại đảo ngược rồi? Ngược lại là Diệp Lâm Quân cho bọn họ cơ hội, cái tên Diệp Lâm Quân này có phải bị ngu rồi không? Ngay cả đám Bạo Long cũng nghĩ như vậy. Có phải Diệp Lâm Quân không hiểu rõ tình trạng hiện tại không? Mấy người Độc Diêm La cũng bị chọc giận, chưa bao giờ thấy người trẻ tuổi nào cuồng vọng đến như vậy. Vớ vấn, mày dám khiêu khích bọn tao à? Tứ đại ma đầu tức đến phun lửa luôn rồi. Thưa các ngài, hẳn là Diệp Lâm Quân đang kéo dài thời gian đấy ạ. Chúng ta cứ đánh nhanh thắng gọn đi ạ. Một vị cao thủ đeo mặt nạ thấy thế, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Đúng, thằng danh này hẳn là đang kéo dài thời gian đấy. Trong khoảnh khắc, anh hóa thành một tia chớp điện, tạo ra một loạt dư ảnh, xuyên qua đám người. Phút phút phút, từng ánh đao lạnh lẽo lướt qua. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Lâm Quân đã xuyên qua nhóm hơn 20 người này. Chắn trước mặt tứ đại ma đầu. Tất cả mọi người đều ngây ra. Ngay sau đó, máu từ trên người hơn 20 cao thủ đeo mặt nạ kia đột nhiên phun ra tung tóe, bọn họ lần lượt đổ ập xuống mặt đất. Trên cổ mỗi người bọn họ đều có một vết máu hẹp dài. Đây là... Tứ đại ma đầu sửng sốt. Thành viên bốn đội và đám Bạo Long đều ngây người. Quá kinh khủng. Giết hơn 20 cao thủ chỉ trong một chiêu. Đám Bạo Long vừa mới giao chiến với họ, ngoại trừ tứ đại ma đầu ra thì bọn họ cũng chỉ đánh ngang cơ với đám cao thủ này mà thôi. Đây chẳng phải là đang nói Diệp Lâm Quân có thể giết chết 16 cao thủ của bốn đội bọn họ chỉ trong một cái chớp mắt à, cũng quá là đáng sợ rồi đấy. Mới nấy bọn họ còn nói người ta là cục nợ đây này. Ai mà ngờ được bọn họ mới chính là gánh nặng, là đồ vô dụng. Không có Diệp Lâm Quân, nhiệm vụ của bọn họ nhất định sẽ thất bại. Bây giờ có anh ở đây, tức là vẫn còn một tia hy vọng. Không hổ là chiến thần Côn Luân, thật sự rất tài giỏi. Nhưng bọn ta ăn muối còn nhiều hơn mi ăn cơm đấy. Mi dùng cái gì đến đánh với bọn ta đây? Mỗi người trong tứ đại ma đầu đều là cường giả cấp tông sư gần trăm năm, cấp bậc cũng tương đương với sự tồn tại của bốn vị quỷ kiếm của đảo Đông Ca. Anh có thể giết được một quỷ kiếm, bốn người cũng có thể giết.
nhanh chóng xử lý chiến thần côn luân, mang đồ vật quay về. Chỗ này không thích hợp ở lâu, bá đao vương Huỳnh Minh Thạc trầm giọng nói. Giết! Bốn người đều cử động. Bá đao vương Huỳnh Minh Thạc cầm một thanh đao lớn nặng mấy trăm ký, thoải mái nắm lấy, chém xuống một đao. Kẻ đồ sát vạn người Phùng Bách Nghiêm tung ra hai nắm đấm sắt, chiếc xe đã bị nện thành sắt vụn. Độc Diêm La và ám khí kỳ tài đều không ra tay. Ẩm Diệp Lâm Quân không hề né tránh, cũng vung ra một nắm đấm, mạnh mẽ va chạm với nắm đấm sắt của Phùng Bách Nghiêm. Rắc rắc! Đột nhiên, một luồng khí lực đáng sợ xuyên qua cánh tay của Phùng Bách Nghiêm, đánh thẳng vào thân thể. Phụt! Phùng Bách Nghiêm hộc máu, thân thể bay ra ngoài. Khí lực từ nắm đấm vừa rồi của Diệp Lâm Quân đã trực tiếp đánh nát nội tạng của lão ta. Phùng Bách Nghiêm rơi mạnh xuống đất, chết ngay tại chỗ. Bá đao vương Huỳnh Minh Thạc nâng đao. Lớn chém xuống, nào biết Diệp Lâm Quân không thèm tránh né, nâng tay chặn trước người. Rầm, một âm thanh trầm đục vang lên, đao. Lớn bị phản lực bật ngược lại. Ôi, nhất thời, tất cả mọi người đều phải hít sâu một hơi. Đáng sợ quá, thật sự rất đáng sợ. Đao thương bất nhập, đây là thể chất gì vậy chứ? Có thể gọi là nghịch thiên luôn rồi ấy nhỉ? Một thanh đao nặng mấy trăm ký, sắc bén vô cùng. Ấy thế mà lại chẳng thể gây ra một chút tổn thương nào cho Diệp Lâm Quân. Ngay cả Huỳnh Minh Thạc cũng ngây ngẩn cả người. Cây đao này của lão ta là dùng kim loại cực kỳ cứng rắn rèn ra, vậy mà không thể khiến Diệp Lâm Quân bị thương dù chỉ là một chút. Này là kinh khủng đến mức nào chứ? Khi Huỳnh Minh Thạc định chém đao thứ hai, lại phát hiện không thể nhấc đao lên nổi, giống như là bị cả chục ngàn tấn cân nặng đè lên vậy. Chỉ thấy năm đấm của Diệp Lâm Quân đặt trên thân đao. Oanh rắc rắc. Càng đáng sợ hơn, đó là Diệp Lâm Quân chỉ đấm một cái lên thân đao thôi, thanh đao đã gãy thành hai nửa. Đậu má. Mấy người Bạo Long thực sự muốn khủng luôn rồi. Cái nhảy cũng quá là nghịch thiên rồi. Diệp Lâm Quân cầm nửa thanh đao lên, mạnh mẽ nện một phát lên đầu Huỳnh Minh Thạc, khiến lão ta chết ngay tại chỗ. Còn lại hai người Độc Diêm La và ám khí kỳ tài đều hết hồn. Nhanh rút lui thôi, chúng ta không phải đối thủ của nói. Độc Diêm La cầm chiếc vali chạy trước. Phút phút phút, Hoàng Ngọc Long ném ra một nắm ám khí, muốn ngăn cản Diệp Lâm Quân. Rầm rầm rầm, uy lực của ám khí rất lớn, rơi xuống đất là nổ tung, biến khu vực trước mắt thành một biển lửa. Nhưng hai người lại không thấy Diệp Lâm Quân, đến khi trông thấy chấm ANS lần nữa, anh đã đứng ngay trước mặt bọn họ rồi. Chỉ dựa vào tốc độ ám khí của ông thì không thể làm tôi bị thương được. Oanh, Diệp Lâm Quân đánh một phát vào. Người Hoàng Ngọc Long, lão ta lập tức bay ra ngoài. Mặc dù Độc Diêm La chạy nhanh, nhưng Diệp Lâm Quân lại càng nhanh hơn. Anh đạp một phát đá bay lão ta ra ngoài. Độc Diêm La am hiểu cách dùng độc, nhưng võ công lại bình thường. Một cú đá này của Diệp Lâm Quân đã khiến lão mất hết tất cả năng lực. Không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút. Vali mật mã trong tay chưa kịp phá hủy đã bị Diệp Lâm Quân lấy được. Mặc dù mi lấy được vali mật mã, nhưng ta đã thoa độc khắp bề mặt của nó rồi, mi nhất định phải chết. Độc Diêm La cười lạnh, nói. Diệp Lâm Quân cười cười, vậy sao? Anh giơ tay lên, hóa ra trên tay đã được đeo một đôi găng tay tàng hình, thì ra anh đã có chuẩn bị từ trước. Chưa kể đến chuẩn bị. Từ sau lễ rửa tội bằng thuốc độc ở Điện Thái Hòa, anh gần như miễn nhiễm với toàn bộ các loại độc tố. Độc Diêm La sợ ngây người. Ám khí kỳ tài cũng sợ ngây người. Đám Bạo Long cũng trợn tròn mắt lên. Tứ đại ma đầu mà vệ binh Viêm Long không thể bắt nổi lại bị Diệp Lâm Quân nhẹ nhàng đánh bại ở đây. Rốt cuộc thì Diệp Lâm Quân mạnh đến mức nào? Không phải chúng độc bị thương sao? Làm thế nào mà lại còn mạnh hơn cả trước chứ? Đây là bị thương hay là tăng cường vậy hả? Diệp Lâm Quân tóm gọn Độc Diêm La và ám khí kỳ tài lại cùng một chỗ. Nói đi, ai đứng sau lưng các người? Nói ra tôi có thể tha cho các người một mạng. Diệp Lâm Quân hỏi. Muốn moi bí mật từ trên người bọn ta á? Đừng có mơ, cuối cùng thì Lạc Việt cũng sẽ bị tiêu diệt, các người đều sẽ chết hết thôi. Độc Diêm La và Hoàng Ngọc Long cười dữ tợn. Bọn họ cắn nát thuốc độc được giấu trong khoang miệng, ngay lập tức. Cả hai đã nôn ra máu, mắt trợn ngược, lồi ra bên ngoài. Chết rồi. Hai người bọn họ vì bảo vệ bí mật mà đều lựa chọn tự sát. Mẹ nó, Diệp Lâm Quân hung hăng đấm một cái xuống mặt đất, cái loại ám khí chứa độc này là khó phòng bị nhất,
nếu bọn họ đã có suy nghĩ muốn chết thì không còn cách nào khác cả. Lúc này, Diệp Lâm Quân đi đến trước mặt đám Bạo Long. Trên mặt mọi người vẫn là cái vẻ không thể tin được. Quá chấn động. Anh ta quá mạnh. Bạo Long nhìn Diệp Lâm Quân, nói, tôi thừa nhận lúc trước là chúng tôi sai, không nên đối xử với anh như thế. Nhưng anh không thể ra tay sớm hơn một tí à? Tại sao sau khi chúng tôi bị thương anh mới ra tay chứ? Cả đám khó hiểu nhìn Diệp Lâm Quân. Tại sao lại ra tay muộn như vậy? Nếu ra tay sớm hơn một chút không phải là đã giảm thiểu được số thương vong rồi sao? Diệp Lâm Quân cười lạnh, lúc trước tôi đã từng khuyên nhủ các người rồi, là tự các người không chịu nghe. Đã là người trưởng thành thì phải tự chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của bản thân mình. Tôi, cả đám đều cứng họng. Nếu bọn họ nghe lời Diệp Lâm Quân, kịp thời thay đổi tuyến đường thì sẽ không đụng phải đám ma đầu và cao thủ này, cũng sẽ không có ai phải chết. Đây đều là lỗi của bọn họ. Không thể oán trách ai chuyện bọn họ bị thương cả, chỉ có thể tự trách bản thân. Đây là sự trừng phạt đối với bọn họ phải cắn răng mà chịu đựng. Lúc này, quân cứu viện đến. Mấy người bên vệ binh Viêm Long nhìn cái vali trong tay Diệp Lâm Quân, đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Thật tốt, may mà chúng tôi để ngài đi cùng. Diệp Lâm Quân bất đắc dĩ lắc đầu, tuy nhiên bọn họ đều chết cả rồi, tôi không lấy được bất kỳ manh mối nào cả. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, ngài không cần phải tự trách làm gì. Chúng tôi xin kính chào Nhất Phũ Kiên Vương. Mấy người bên vệ binh Viêm Long đều quỳ xuống chào Diệp Lâm Quân. Cái gì cơ? Nhất Phũ Kiên Vương, anh ta là Nhất Phũ Kiên Vương á? Trời đất ơi, Nhất Phũ Kiên Vương cực kỳ thần bí lại là Diệp Lâm Quân. Mấy người đám Bạo Long nằm trên mặt đất đều trợn to như muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. Đây là chuyện khó tin nhất mà bọn họ đã từng nghe qua. Diệp Lâm Quân lại chính là Nhất Phũ Kiên Vương. Quá là kinh khủng rồi. Vẫn là câu nói kia, vệ binh Viêm Loric không phải người ngu ngốc, tại sao không phái Phản Thắng Nam và Trần Hữu Đạo đến? Mà cứ nhất định phải để Diệp Lâm Quân đến. Đó là vì Diệp Lâm Quân mới là người đảm bảo nhất. Đây là cục nợ ấy hả? Là kẻ tàn phế á? Đây mẹ nó là Nhất Phũ Kiên Vương đó. Tất cả mọi người sắp phát điên rồi. Nghĩ lại đủ thứ chuyện ngu xuẩn mình đã làm lúc trước, bọn họ xấu hổ không chịu nổi, hận không thể lấy cái chết để tạ tội. Nhất Phũ Kiên Vương, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi không dám cầu xin ngài tha thứ. Chúng tôi xin cảm ơn ngài, Nhất Phũ Kiên Vương. Nếu không có ngài, nhiệm vụ của chúng tôi đã thất bại rồi. Đám Bạo Long sắp khóc tới nơi rồi, đều quỳ rạp dưới đất xin lỗi Diệp Lâm Quân. Nhưng Diệp Lâm Quân không để ý tới, mà đi thẳng đến chỗ những cao thủ đeo mặt nạ kia. Vệ binh Viêm Long theo sau, chỉ đành dựa vào bọn họ để thu thập một ít thông tin có ích thôi. Bởi vì không khai thác được bất kỳ tin tức nào từ tứ đại ma đầu cả. Diệp Lâm Quân phất tay, có mấy vệ binh Viêm Long tiến lên, gỡ từng cái mặt nạ trên mặt bọn họ xuống. Khoảnh khắc tiếp theo cực kỳ chấn động. Ôi! Khi nhìn thấy rõ ràng những khuôn mặt này, tất cả mọi người đều hít vào một hơi thật sâu, bao gồm cả Diệp Lâm Quân. Anh cũng bị chấn động rồi. Điều này, bởi vì những gương mặt bên dưới lớp mặt nạ đều đã thay đổi hoàn toàn. Mỗi gương mặt đều vô cùng đáng sợ, so với quỷ dữ còn đáng sợ hơn. Vết sẹo chẳng chịt, cả khuôn mặt đều bị hủy hoại. Mỗi người đều như vậy, gương mặt đã bị phá hủy đến mức độ nào rồi? Chính là cho dù dùng kỹ thuật nhận dạng gương mặt tiên tiến nhất thì cũng không thể phân biệt được bọn họ là ai. Tôi hiểu rồi, những người này đeo mặt nạ là để che giấu vết sẹo, mà những vết sẹo như vậy là để không ai nhận ra thân phận thật sự của bọn họ, cho dù là bị bắt hay bị giết thì chúng ta cũng sẽ không phân biệt được. Đúng thật là một tổ chức thần bí và cẩn trọng. Diệp Lâm Quân hít sâu một hơi, thật sự là quá đáng sợ. Những người khác cũng bị dọa. Xem ra tổ chức này còn đáng sợ hơn so với những gì bọn họ tưởng tượng. Hèn gì mà bao nhiêu năm như vậy mà cũng không hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Hoạt động kín đáo đến mức này, muốn lưu lại manh mối cũng khó. Ngay cả loại phản đồ như đám Độc Diêm La mà bọn họ cũng dám ngang nhiên sử dụng, hơn thế nữa đám người này còn thà chết cũng không chịu khai ra là đủ thấy mức độ nghiêm mật của tổ chức này rồi. Càng lúc tôi lại càng có hứng thú muốn bắt được đám người này rồi. Trong mắt Diệp Lâm Quân tràn đầy sự hứng thú. Nhưng mà cũng khó, lúc trước bốn môn phiệt và các thế lực ẩn giấu lớn đều tuân thủ hiệp nghị không xuất thế,
bọn họ vẫn có thể làm ra những chuyện gây bất lợi cho Lạc Việt, huống chỉ bây giờ đã hoàn toàn tự do. Hành động của bọn họ sẽ càng dễ dàng hơn, cũng càng dễ ẩn nấp hơn. Vệ binh Viêm Long nói ra sự lo lắng của mình. Diệp Lâm Quân cười cười, nhưng mà như thế cũng gia tăng tỷ lệ bọn họ xuất hiện mà. Có cơ hội thế này, trong tương lai bọn họ sẽ hành động càng ngày càng nhiều. Cũng đúng, làm phiên Nhất Phú Kiên Vương rồi. Mấy người vệ binh Viêm Long nói. Yên tâm đi, chừng nào chưa diệt trừ được bọn họ, Diệp Lâm Quân tôi nhất định sẽ nắm chặt không buông bọn họ ra đâu. Diệp Lâm Quân ngang ngược nói. Nhìn dáng vẻ này của Diệp Lâm Quân, đám Bạo Long vừa sùng bái vừa hổ thẹn. Đây mới là vũ khí quan trọng nhất của đất nước, không thèn với cái tên của Trấn Quốc Chiến Thần Nhất Phú Kiên Vương. Thuốc gen này quan trọng đến mức nào? Diệp Lâm Quân hỏi. Nói thật với ngài vây, thuốc gen này chủ yếu là để chế tạo một loại thuốc đặc hiệu. Loại thuốc này là sự kết hợp giữa công nghệ sinh học hiện đại và kỹ thuật y học cổ đại của Lạc Việt, được bào chế từ một số loại dược liệu cực kỳ quý giá. Nói một cách phóng đại thì loại thuốc này có công dụng làm người chết sống lại. Dùng để tự cứu mạng trong thời khắc quan trọng nhất, vệ binh Viêm Long giải thích. Diệp Lâm Quân cười cười, dùng để tự cứu mạng ấy hả? Vậy thì mạnh hơn một chút so với loại thuốc mà Trần Hữu Đạo và Phàn Thắng Nam mang theo rồi. Đúng vậy, làm người chết sống lại thì có hơi cường điệu, nhưng mà hoàn toàn có thể dùng để tự cứu trong những thời điểm quan trọng, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Căn cứ theo kết quả thí nghiệm thì khi một số bệnh nhân đang cận kề cái chết, sau khi dùng thuốc xong không chỉ đảm bảo rằng họ sẽ không chết, mà còn có thể kéo dài tuổi thọ ít nhất là 3 năm. Cho những người khác sử dụng, có thể kéo dài tuổi thọ thêm 7-8 năm, cải thiện thể chất cũng không thành vấn đề. Nghe xong, Diệp Lâm Quân đã hiểu. Chẳng trách nhiều người muốn có được thuốc gen này như vậy. Thuốc này gần như có thể cứu người đã chết sống lại. Sau khi loại thuốc này ra đời, sẽ dùng hình thức ban thưởng để phân phối cho những người có công với Lạc Việt. Nhất Phú Kiên Vương, ngài cứ yên tâm đi, nhất định ngài cũng có phần. Đây là ngài xứng đáng nhận được vệ binh Viêm Long đảm bảo. Diệp Lâm Quân chỉ cười cười. Đến lúc đó có thể đưa thuốc này cho mẹ và vợ con của mình. Vào thời khắc mấu chốt nhất định sẽ có tác dụng, có thể khiến anh không còn nổi lo về sau nữa. Ở một phía khác, trong một trang viên nào đó ở thành Phượng Thiên ngay sát bên Kinh Thành. Cái gì cơ, nhiệm vụ thất bại. Chiến thần người cầm đầu đeo mặt nạ rồng đen, mặc dù không thấy rõ gương mặt của ông ta, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được hiện tại ông ta đang cực kỳ tức giận. Không thể nào, ngay cả tứ đại ma đầu đi cũng không được, mặc dù vệ binh Viêm Long mạnh, nhưng những kẻ kia rất dễ đối phó, tại sao lại thất bại hả? Người đeo mặt nạ rồng đen trầm giọng nói, nghe nói là trong đội hộ tống có Nhất Phú Kiên Vương. Cái gì, Nhất Phú Kiên Vương? Thủ đoạn của vệ binh Viêm Long thật cao. Đường đường là Nhất Phú Kiên Vương vậy mà lại cho đi hộ tống. Cũng mệt cho bọn họ nghĩ ra được. Người đeo mặt nạ rồng đen cảm thán, đúng vậy đó. Tôi cũng không, nghĩ đến. Nó thật sự rất mạnh, ngay cả tứ đại ma đầu cũng không phải là đối thủ. Cũng may mà chúng ta không để lại bất kỳ dấu vết nào. Thủ lĩnh, hoàng tử Vincent của nước Chiến Ưng hỏi chúng ta có thành công không? Báo với hoàng tử Vincent. Chúng ta thất bại rồi, người đeo mặt nạ rồng đen lạnh lùng nói. Hoàng tử Vincent nói, nếu muốn có được những gì chúng ta muốn thì phải đưa ra thứ khác khiến anh ta hài lòng. Ngay lập tức, hoàng tử Vincent đã hồi đáp lại. Người đeo mặt nạ rồng đen trầm giọng nói, thế giết một số người thì sao? Hửm, giết ai? Những người khác hỏi. Cái tên ngu ngốc Đỗ Thiên Nhất sẽ chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế để giết Diệp Lâm Quân. Có nghĩa lý gì chứ? Chỉ là một kẻ tàn tật mà thôi. Nếu chúng ta muốn giết thì hãy giết người trong quân đội ấy. Tôi định đi giết Phàn Thắng Nam và Trần Hữu Đạo, xem như là làm quà tặng cho hoàng tử Vincent. Nhất định anh ta sẽ thích. Được, cái này hay. Những người khác phụ họa. Người đeo mặt nạ rồng đen cười lạnh, được rồi, nghe lệnh của tôi đây. Kế hoạch tiếp theo là săn giết chiến thần, mục tiêu là Phàn Thắng Nam và Trần Hữu Đạo. Cùng ngày, Diệp Lâm Quân trở về Giang Bắc. Đám vệ binh thân cận của Phàn Thắng Nam cũng không phát hiện ra. Anh Vương, đưa tôi đến nhà cũ của họ Lý đi, tôi muốn đi gặp bé Quân và Lê Nguyên. Diệp Lâm Quân nhớ hai mẹ con bọn họ. Mặc dù bà cụ đã lấy danh nghĩa môn phía Tây Đường để ra lệnh cấm, nhưng anh quan tâm chắc. Trên đời này có ai có thể trói buộc được Diệp Lâm Quân anh đây?
Bắc Thiên Vương nhanh chóng đưa anh đến nhà cũ của nhà họ Lý. Bé Quân đang chơi đùa trước cổng chính, vừa thấy Diệp Lâm Quân, bé con lập tức phi qua. Ba ơi! Diệp Lâm Quân ôm cục cưng vào trong ngực, bé Quân có nhớ ba không? Nhớ ba ơi! Cô bé hôn một cái lên mặt Diệp Lâm Quân, vui vẻ hô lên, con đã nói mà, ba sẽ nhanh chóng đến gặp con và mẹ. Hành động của bé Quân đã thu hút đám người trong nhà. Xảy ra chuyện gì? Người đầu tiên lao ra chính là Lý Ánh Nguyệt. Vừa nhìn thấy Diệp Lâm Quân, cô ta lập tức gào lên, Diệp Lâm Quân, anh làm gì đó? Mau thả bé Quân xuống. Anh xem lệnh cấm của bà tôi là gió thoảng bên tai đấy chắc. Bây giờ anh không có tư cách đến gặp bé Quân và Lê Nguyên. Diệp Lâm Quân không thèm để ý, tiếp tục ôm bé Quân. Anh còn không thả bé Quân xuống. Lý Ánh Nguyệt hung hăng chạy tới, muốn ôm bé Quân từ trên tay anh về. Chát! Bắc Thiên Vương ngăn trước mặt Lý Ánh Nguyệt, túm lấy cổ tay cô ta, không cho cô ta động đậy. Buông ra, anh có biết tôi là ai không hả? Nhà hộ Đoàn bây giờ như mặt trời giữa trưa, còn mạnh mẽ hơn nhà họ Diệp ở kinh thành nữa. Loại người như Lý Ánh Nguyệt lại càng thêm ngông cuồng, tự nhận là hoành hành ngang dọc khắp Lạc Việt này, không thèm để ai vào. Trong mắt, tôi thèm vào quan tâm cô là ai? Bắc Thiên Vương cười lạnh nói. Bỏ cái tay thối của anh ra, nếu không anh nhất định sẽ chết, Lý Ánh Nguyệt tức giận nói. Bắc Thiên Vương đẩy tay cô ta ra, sau khi đứng vững, cô ta giận dữ hét lên, người đâu, Diệp Lâm Quân đến bắt bé Quân đi này. Câu nói của Lý Ánh Nguyệt tạo ra phản ứng dây chuyền, bên trong nhà cũ của nhà họ Lý sôi trào cả lên. Hàng chục, hàng trăm người lao ra. Đám người sau cùng vây quanh bà cụ đi đến giữa sân, bên cạnh còn có mấy vị siêu cấp tông sư của môn phiệt Tây Đường, cao thủ cấp thân thì càng không cần phải nói. Diệp Lâm Quân, mày thật là to gan, dám không để ý đến lệnh cấm mà tự mình chạy tới gặp bé Quân à. Mày đây là đang tìm chết đây. Mãi người Lý Hồng Hải, Lý Hồng Phúc tức giận quát to. Đúng, lần này nhất định phải giáo huấn nó một trận, lần trước có nữ chiến thân ở đây, xem như là nó may mắn. Lần này để xem nó chạy đằng nào. Lý Hồng thẳng cho người bao vây hai người Diệp Lâm Quân lại, sợ bọn họ chạy mất. Lý Hồng Thái cười lạnh nói, nghe nói nữ chiến thần của mày bỏ đi, nên mày lại chạy đến đây tìm Lê Quân đấy à? Trịnh Nhã Uyên phụ họa nói, đúng thế, Diệp Lâm Quân thật là thông minh, biết nhà họ Lý chúng ta bây giờ không còn tâm thường nữa nên chắc chắn là định quay lại nịnh bợ Lê Nguyên rồi. Lý Văn Chấn vuốt râu, chứ còn gì nữa? Xét về gia cảnh thì nhà họ Lý chúng ta mạnh hơn nữ chiến thân kia là cái chắc. Diệp Lâm Quân tất nhiên sẽ muốn bám lên nhà chúng ta rồi. Đối mặt với sự chỉ trích của nhà họ Lý, Diệp Lâm Quân không thèm để ý. Anh vẫn đang chơi đùa với bé Quân đang ôm trong ngực. Diệp Lâm Quân, xem ra cậu không xem chuyện này là gì cả nhỉ. Trước khi cậu có đủ tư cách, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép cậu gặp mặt hai mẹ con bé Quân đâu. Bà cụ tức giận nói. Xin hỏi hiện tại thân phận của cậu là gì? Bà cụ nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Quân, hỏi. Ba của bé Quân, chồng của Lê Nguyên. Đừng có lươn lẹo, tôi đang hỏi cậu lấy thân phận gì đến gặp bọn họ. Bà cụ càng giận hơn. Thân phận của cháu là con dân của Lạc Việt, cháu có Lạc Việt làm chỗ dựa. Cháu đại điện cho Lạc Việt, Diệp Lâm Quân nói. Hàm ý trong câu này rất đơn giản, anh là Nhất Phú Kiên Vương, tất nhiên cũng là đại điện của Lạc Việt. Ha ha ha, tôi cũng là con dân của Lạc Việt, cũng là đại diện của Lạc Việt đây. Đúng là nói nhảm, ha ha ha. Cậu thật đúng là một tên bỉ ổi. Từ trên xuống dưới nhà họ Lý đều khinh bi nhìn anh. Làm bây, dám ăn nói lung tung trước mặt tôi như vậy, cậu là đang gây hấn với môn phiệt Tây Đường đúng không? Bà cụ hoàn toàn bị chọc giận. Giữa lúc không khí căng thẳng, Lý Tử Nhiệm chạy ra, xem như là cắt ngang bầu không khí căng thẳng này. Cô chạy đến, ôm bé Quân từ trong ngực Diệp Lâm Quân ra. Lê Nguyên, Diệp Lâm Quân kêu lên. Bước chân Lý Tử Nhiệm hơi khựng lại. Nhưng cô lại lập tức ôm bé Quân đi vào trong nhà, không thèm để ý đến Diệp Lâm Quân. Cô vẫn vì chuyện lúc trước mà không chịu tha thứ cho anh. Anh, Diệp Lâm Quân thật sự rất đau đầu. Phan Thắng Nam thật sự rất xấu tính, chẳng những làm ảnh hưởng đến kế hoạch của anh, còn làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh là Lê Nguyên nữa chứ. Mà chốt lại cũng thật kỳ quái, tại sao Phan Thắng Nam lại làm vậy với anh? Điều này khiến anh rất tò mò.
Diệp Lâm Quân bất lực nhìn nhìn, cũng may, hôm nay còn được nhìn thấy cả bé Quân lẫn Lê Nguyên. Anh Vương, chúng ta về thôi. Nghe vậy, Bắc Thiên Vương định đẩy xe lăn rời đi. Từ đất, nhà họ Lý là nơi cho mày muốn đến thì đến muốn đi thì đi chắc. Còn nữa, mày xem lệnh cấm của bà là cái gì? Để mày đi như vậy thì nhà họ Lý còn mặt mũi nào nữa? Mặt mũi của môn phiệt Tây Đường phải giấu vào đâu? Lý Hồng Thắng hét lên. Mấy cao thủ ngăn cản đường đi của Diệp Lâm Quân. Hôm đó có nữ chiến thần bảo vệ cậu, tôi tạm thời trừ lại mặt mũi cho cô ta, hôm nay thì sao? Nữ chiến thần không có ở đây, tôi xem cậu chạy kiểu gì. Bà cụ nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Quân. Một trận chiến lớn chuẩn bị nổ ra. Diệp Lâm Quân cười, tôi không muốn chạy trốn. Nhưng nể tình bà là bà nội Lê Nguyên, tôi cảnh cáo bà một câu, đừng bao giờ chọc giận tôi, bởi vì bà chọc không nổi đâu. Diệp Lâm Quân vừa nói xong lời này thì tất cả những người của nhà họ Lý lập tức sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại đồng thanh cười bật ra tiếng. Cậu ta bị điên rồi sao? Diệp Lâm Quân thế này là sao? Nhưng mà bà cụ là em gái ruột của người đứng đầu môn phiệt Tây Đường đây. Một kẻ tàn phế ngồi trên xe lăn như anh mà bà ta không động vào nổi hay sao? Lời đe dọa vừa rồi của Diệp Lâm Quân quả là chẳng có giá trị tẹo nào. Ánh mắt bà cụ nhìn chăm chú, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Ta không động nổi vào cậu, cậu chắc chứ? Bà cụ lạnh lùng nói. Diệp Lâm Quân, cậu đúng là ngu xuẩn. Cho dù cậu có là chiến thần Côn Luân thì cùng lắm bà eo eo cụ cũng chỉ nhường cậu ba phần, chưa đến nỗi không động nổi vào cậu đâu. Một kẻ khác cười khẩy mỉa mai. Diệp Lâm Quân không để tâm tới kẻ khác, chỉ gật đầu với bà cụ, tôi chắc chắn. Được thôi. Nhưng ngược lại cậu phải thể hiện cho ta thấy rằng tại sao ta không chọc nổi vào cậu. Ta rất chờ mong đấy. Nếu ta không chọc nổi cậu, vậy thì ngược lại ta sẽ vì Lê Nguyên và bé Quân mà cảm thấy mừng. Bà cụ nhìn Diệp Lâm Quân chằm chằm. Nhưng nếu cậu không thể hiện được điều đó, thì cả đời này, ta không chỉ không cho cậu gặp Lê Nguyên và bé Quân, mà sẽ còn giáo huấn cậu một bài học. Bà cụ quay ngoắt lòi, đầy tức giận nói. Diệp Lâm Quân ngẫm nghĩ rồi nói, trong thời gian 3 tháng tôi sẽ đến đón Lê Nguyên và bé Quân. Tôi sẽ khiến bà tâm phục khẩu phục. Anh cho vệ binh Viêm Long thời hạn 3 tháng để bắt cho bằng được thế lực đen tối của Lạc Việt. Dự đoán 3 tháng nữa nguy hiểm chồng chất nguy hiểm, cho nên để Lê Nguyên và bé Quân ở bên cạnh bà cụ có lẽ sẽ tương đối an toàn. Thứ nhất, anh sẽ phái người bảo vệ bọn họ. Thứ hai, người của môn phiệt Tây Đường sẽ bảo vệ hai mẹ con. Hai lớp bảo vệ sẽ càng an toàn hơn. Chỉ là không thể nhìn thấy bé Quân và Lê Nguyên mọi lúc được. Nhưng vì tương lai của Lạc Việt, anh phải nhẫn nhịn chịu đựng. Anh đã tính toán kỹ rồi. Dùng thời gian 3 tháng để quét sạch tất cả những thế lực và người uy hiếp đến tương lai nước Lạc Việt. Anh muốn loại bỏ tận gốc. Cho nên căn cứ vào suy nghĩ này, Diệp Lâm Quân đã giao hẹn với bà cụ thời hạn 3 tháng sau. Cứ như vậy, vì đề phòng anh gặp hai mẹ con Lê Nguyên, bà cụ chắc chắn sẽ tăng cường bảo vệ. Nói láo, Diệp Lâm Quân, đây chẳng qua chỉ là kế hoãn binh của cậu. Cố ý giao hẹn thời hạn để bây giờ chúng tôi buông tha cho cậu ư. Nằm mơ đi. Diệp Lâm Quân, cậu đừng có mà tưởng bởi hôm nay cậu không thoát nổi đâu. Tất cả người nhà họ Lý đều cho rằng Diệp Lâm Quân đang rời mục đích, cho rằng anh muốn thoát thân. Nhưng không biết vì sao bà cụ lại rất tò mò, ai lẽ nào sau 3 tháng cậu còn có thể khôi phục lại vị trí chiến thần Văn Lang hay sao? Nếu cậu có thể khôi phục lại vị trí chiến thần Văn Lang, vậy thì mới có tư cách nói chuyện với môn phiệt Tây Đường. Để mà nói thì 4 môn phiệt lớn nhất đều cùng cấp bậc với chiến thần Văn Lang, thậm chí cấp bậc còn cao hơn. Họ có thể nhún nhường anh 3 phần, nhưng khí thế và sức mạnh thì tuyệt đối không thể để mất, thậm chí là còn có thể chèn ép. Diệp Lâm Quân cười cười nói, không, sau 3 tháng, tôi sẽ khiến các vị hiểu rõ, 4 môn phiệt lớn nhất đều sẽ bị tôi đạp dưới chân. Các người thực sự không chọc nổi tôi đâu. Lời này của Diệp Lâm Quân khiến cho tất cả mọi người cực kỳ bất mãn. Nhưng bà cụ lại chỉ cười, được, ta sẽ cho cậu cơ hội một lần. 3 tháng sau chờ cậu đến đón người. Đi thôi, mau rời khỏi đây. Bắc Thiên Vương theo sau đẩy Diệp Lâm Quân rời đi. Bà nội, tại sao bà có thể để cậu ta đi chứ? Cậu ta muốn thoát thân nên mới cố ý nói như vậy. Đúng vậy, trước đó tên nhãi này hơi một tí là hứa hẹn giao kèo với người khác. Đây đều là những lời để thoát thân, mọi người nói.
Cái gì, ta bị tên nhãi đó lừa rồi sao? Bà cụ kinh nghệ thốt lên. Mau bắt thằng nhãi đó lại đây. Lý Hồng Thắng hét lên. Nếu như lúc này đuổi theo, anh ta thì khó mà tránh được việc đụng chạm đến nữ chiến thần đói. Vậy thôi, nếu nó dám lừa dối ta thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện nhìn thấy vợ con mình nữa. Bà cụ tức giận nói. Sau khi Diệp Lâm Quân sắp xếp để các cao thủ của Trấn Thiên Điện bảo vệ Lý Tử Nhiệm, anh sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch. Điện chủ, gần đây có không ít cao thủ của môn phiệt Bắc An đang nhìn chúng ta như hổ tình mồi, có thể bọn chúng còn kiêng kỵ đội quân Âu Lạc nên chậm chạp không ra tay. Bắc Thiên Vương nói. Diệp Lâm Quân mỉm cười. Có vẻ như Phàn Thắng Nam sắp xếp người ở bên cạnh nhanh thì cũng có lợi đấy chứ. Ít nhất thì nó cũng khiến rất nhiều người khiếp sợ, giảm bớt những phiền phức không đáng có. Có gì bất thường nữa không? Diệp Lâm Quân hỏi. Tạm thời không có, tung tích của nhóm người này rất bí ẩn. Căn bản là không tìm ra bất kỳ manh mối nào. Tây Thiên Vương lắc đầu. Hiện tại, Diệp Lâm Quân đang lấy thân phận Nhất Phũ Kiên Vương để vận dụng tất cả các nguồn lực hiện có, dồn sức điều tra nhóm người này. Phỏng chừng tìm thấy hay không chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bây giờ kẻ thù ở bên ngoài không dám xâm lược Lạc Việt nữa, nhưng bên trong vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khôn lường. Đặc biệt là bây giờ, khi các thế lực ngầm đã được tự do thì bọn chúng lại càng không kiêng kỵ gì hết. Đủ to gan lớn mật để động tay động chân vào. Vài thứ ở kinh thành rồi đấy. Có trời mới biết chúng sẽ làm gì tiếp theo. Lệnh cho các bộ chú ý thật kỹ. Tôi cảm thấy tiếp theo, nhất định bọn chúng sẽ có động tĩnh lớn. Diệp Lâm Quân có linh cảm cực kỳ mạnh mẽ. Rõ. Chả hiểu sao, Dưỡng Hạo Quân dự đoán vô cùng chuẩn xác. Bọn chúng thật sự ra tay. Bây giờ, Trần Hữu Đạo muốn biết về tình trạng cơ thể của Diệp Lâm Quân thì đều hỏi trực tiếp Phàn Thắng Nam. Trong điện thoại, Phàn Thắng Nam nói một hai câu chẳng rõ ý tứ gì, cô ta yêu cầu phải gặp mặt Trần Hữu Đạo. Dù sao thì cả hai người đều mong Diệp Lâm Quân sẽ bình phục càng sớm càng tốt. Mục đích giống nhau mà. Nơi hai người chọn để gặp nhau là ở Giang Bắc. Tung tích của Trần Hữu Đạo và Phàn Thắng Nam đã được xác định. Ngày mai họ sẽ gặp nhau ở Resort Thiên Lam thuộc Giang Bắc. Chuẩn bị ngay đi, lần này chỉ được thành công, không được thất bại. Đồng thời sử dụng mọi nguồn lực hiện có để âm thầm phong tỏa Giang Bắc. Ta không tin Nhất Phũ Kiên Vương có thể cứu được hai người này từ khoảng cách ngàn cây số. Lần này, chúng ta sẽ cho Lạc Việt biết liên minh báo thù của chúng ta khủng khiếp như thế nào. Ai cũng cho rằng Nhất Phũ Kiên Vương đang ở Bắc Cảnh. Tin này cũng khớp với tình báo chúng nhận được. Hơn nữa, không ai có thể đoán ra hành động lần này của bọn chúng. Vì nó khác hoàn toàn với hành động cướp thuốc gen trước đây. Lần đó, vệ binh Viêm Long đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, vậy nên Nhất Phũ Kiên Vương cũng sẽ xuất hiện. Nhưng lần này thì khác. Dù sao thì ám sát hai chiến thần cũng là hành động không ai dám nghĩ tới. Và cuộc ám sát này sẽ tiến hành rất bất ngờ. Không ai có thể ngờ được điều đó cả. Ngay cả Diệp Lâm Quân cũng không thể đoán được bọn chúng sẽ điên cuồng như vậy. Dám giết hại hai vị chiến thần của Lạc Việt cùng một lúc. Đây là hành động hoàn toàn điên rồ. Đêm hôm đó, rất nhiều cường giả siêu cấp tràn vào Giang Bắc. Đáng sợ hơn là Giang Bắc bị phong tỏa rất âm thầm. Chỉ có đường ra, không có lối vào. Thể hiện rõ bối cảnh và nguồn lực mạnh mẽ của liên minh báo thù. Bên trong và bên ngoài của biệt thự thậm chí còn được bố trí không biết bao nhiêu cạm bẫy. Chỉ đợi Phàn Thắng Nam và Trần Hữu Đạo đến. Ngày hôm sau, Phàn Thắng Nam và Trần Hữu Đạo đến Giang Bắc. Vì sự hồi phục của Diệp Lâm Quân còn rất chậm nên cả hai quyết định gặp mặt để thảo luận về biện pháp. Chẳng bao lâu, Phàn Thắng Nam đến Resort Thiên Lam trước. Ngay sau đó, Trần Hữu Đạo cũng bước vào biệt thự. Cả hai hoàn toàn không phát hiện gì. Chuẩn bị. Không còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay hai chiến thần của Lạc Việt đều phải chết. Thậm chí Phàn Thắng Nam và Trần Hữu Đạo còn không biết mình đang bị bao vây trong bạt ngàn cạm bẫy. Rõ ràng là cao thủ do liên minh báo thù sắp xếp khủng bố biết bao nhiêu. Ngay cả hai vị chiến thần cũng không hề hay biết. Mặc dù cả hai luôn hết sức cảnh giác, nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng có kẻ nào dám to gan lớn mật đến giết họ. Mà lại ngay trên địa bàn Lạc Việt chứ các cô cậu chờ ngoài cửa đi. Hai người Phàn Thắng Nam ra lệnh.
Ba học trò lớn của Trần Hữu Đạo và bốn nữ chiến vương dưới trướng Phản Thắng Nam chờ đợi ở bên ngoài. Vết thương của Diệp Lâm Quân hiện giờ có hơi nghiêm trọng. Cả hai bắt đầu thảo luận về việc làm thế nào. Để Diệp Lâm Quân hồi phục càng sớm càng tốt. Ở ngoài cửa, mấy người nhóm Thất Sát buôn chuyện với thuộc hạ của Phản Thắng Nam. Tôi cũng chẳng hiểu, rõ ràng Diệp Lâm Quân đã là bại tướng dưới tay lão đại rồi, tại sao lão đại lại muốn đánh thêm một trận nữa với anh ta chứ? Đúng vậy, tôi cũng không đoán ra được, có phải là vì chiến thần Nam nói là cô ấy tin tưởng Diệp Lâm Quân không? Bốn cô gái cười nói, ban đầu chúng tôi cũng không hiểu, nhưng sau này cũng tìm được vài manh mối, có lẽ là vì cảm tình đó. Hả, cảm tình? Nhóm Thất Sát nghĩ đến gì đó, sắc mặt thay đổi đột ngột. Chẳng lẽ vì Trần Hữu Đạo thích Phản Thắng Nam, nhưng Phản Thắng Nam lại phải lòng Diệp Lâm Quân? Chính vì vậy nên mới có tình trạng này. Từ từ đã, hình như có gì đó không ổn. Lúc này, Phá Quân nhận ra một manh mối gì đó. Sao vậy? Những người khác hỏi. Cô không thấy là quá yên tĩnh sao? Không khí của biệt thự này hơi sai sêu. Phá Quân cảnh giác quan sát xung quanh. Đúng vậy, vừa rồi căn biệt thự có rất nhiều người, sao thoát cái lại biến mất rồi? Ừ, nếu không nói thì tôi cũng không phát hiện. Quả nhiên là như vậy. Mọi người cẩn thận một chút, chuẩn bị sẵn sàng. Nhóm Thất Sát lập tức đi vào trong phòng, nhắc nhở Phản Thắng Nam và Trần Hữu Đạo. Cái gì? Hai người trước tiên là sửng sốt. Ngay sau đó, Trần Hữu Đạo nở nụ cười, cậu cũng hơi lo lắng quá rồi đấy, đây là Giang Bắc Mài. Có nguy hiểm gì được chứ? Hơn nữa tôi là ai? Ai dám gây nguy hiểm cho tôi chứ? Anh ta đường đường là chiến thần Văn Lang. Cả trong và ngoài nước anh ta đều vang danh đầy hiển nước, ai dám đe dọa anh ta chứ? Đúng vậy, chúng tôi có thể gặp nguy hiểm gì được. Phản Thắng Nam cũng, mỉm cười, nói. Trong nhận thức và quan niệm của hai người, bọn họ là những tồn tại giống như thần thánh vậy. Lại còn đang ở trong địa bàn của mình thì sao gặp nguy hiểm được chứ? Bùm! Nhưng ngay khi cô ta dứt lời, đột nhiên tòa biệt thự này hứng chịu một trận oanh tạc khủng khiếp. Cả tòa kiến trúc lập tức sụp đổ. May mắn thay, cả ba người họ đều là những cao thủ hàng đầu, phản ứng nhanh chóng. Tất cả nhanh chóng thoát thân trước khi bị chôn vùi trong đất. Trần Hữu Đạo và Phản Thắng Nam nhìn tòa biệt thự sụp đổ, mặt mày xám ngoét như tro, trong cơn khói bụi cuồn cuộn là đống đổ nát trước mắt. Cảnh giác, coi chừng. Mấy người hô lên. Cảnh tượng vừa đột ngột xảy ra là điều mà không ai dám ngờ tới. Resort Thiên Lam này thực sự có tồn tại nguy hiểm. Giây tiếp theo, có một tiếng rít phát ra. Tiếng bước chân lại truyền đến cả trong lẫn ngoài căn biệt thự đều nhi nhít bọn cao thủ đeo mặt nạ. Không để cho hã người Trần Hữu Đạo bất kỳ con đường sống nào. Cái gì? Sắc mặt của mọi người thay đổi dữ dội, họ không dám tin nhìn những cao thủ xung quanh. Euro ó người thật sự muốn xử lý bọn họ sao? Làm thế nào mà chuyện này xảy ra được? Quá to gan rồi, đúng không? Chẳng lẽ chúng không biết thân phận của bọn họ sao? Trần Hữu Đạo lập tức nổi giận, nói, các người là ai? Định làm cái gì, có biết ta là ai không? Trần Hữu Đạo hỏi liên tiếp ba câu. Người bên kia chỉ cười khinh Mi Đạo và Phản Thắng Nam, hôm nay là ngày chết của các người. Ở lại đây vĩnh viễn đi. Giết! Cái gì? Giết chúng ta sao? Các người ăn tim nhùm mật gấu à? Đến tận thời khắc này, Trần Hữu Đạo và Phản Thắng Nam cũng không thể hiểu được vì sao lại có kẻ dám đến giết họ. Tất nhiên, chủ yếu là do những hành động mà Diệp Lâm Quân đang tiến hành gần đây. Đây là một mật lệnh. Không một ai biết ngoại trừ họ. Kể cả bọn chúng. Giết Phản Thắng Nam và Trần Hữu Đạo. Nhanh lên! Người đàn ông cầm đầu đeo mặt nạ kim hổ ra lệnh. Các cao thủ ở đây đều đồng loạt hành động. Chúng muốn đánh nhanh thắng nhanh. Vậy sao, muốn giết ta hả, tưởng ngon ăn vậy sao? Trần Hữu Đạo tràn đầy tự tin. Trận thắng trước Bắc Thiên Vương cách đây không lâu đã mang lại cho anh ta sự tự tin tột độ. Liều đi, giết trước nói xô. Phản Thắng Nam giận dữ quát lên. Toàn bộ 9 người họ đều đồng thời ra tay. Một hiệp đã qua. 9 người bên Trần Hữu Đạo biến sắc cực mạnh. Mạnh, đối thủ thật sự quá mạnh. Mà vẫn còn rất đông. Mỗi tên đều mạnh tới đỉnh cao. Trần Hữu Đạo tưởng là có thể tung hoành chém giết, quét sạch ngàn tên. Kết quả là mới vật lộn một hồi,
hai tên cao thủ đã làm anh ta chật vật hết hơi. Sức chiến đấu của Phàn Thắng Nam yếu hơn Trần Hữu Đạo một chút, cô ta còn mệt mỏi hơn. Bảy người còn lại thì không cần phải nói. Một tên cũng có thể cản chân bọn họ. Chưa kể kẻ thù có cả trăm cao thủ. Tông sư, đây đều là cường giả cấp tông sư cải. Sắc mặt của Trần Hữu Đạo tái nhợt, anh ta không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Chẳng bao lâu sau, anh ta phát hiện tất cả những cao thủ ở đây đều là cấp tông sư. Thật không thể tưởng tượng được. Dường như có cả hàng chục tông sư. Quá vô lý. Tại sao đối phương lại đến đây? Sao thể tập hợp nhiều tông sư như vậy? Có hàng trăm cao thủ xung quanh, đấy là chưa tính ngoài biệt thự nữa. Tông sư ở khắp nơi, cấp thần thì nhiều như cải trắng ngoài chợ ấy. Để giết hết chúng thì phải tốn nhiều công sức lắm. Trần Hữu Đạo đã thi triển kỹ năng chiến đấu của môn phái Bắc An đến mức cực hạn, dồn sức đối phó với các cao thủ. Phàn Thăng Nam phải đánh hết sức, nhưng ít ra còn có thể kiên trì, nhưng mấy người thất sát, phá quân đều bị thương tích đầy mình sau khi bị công kích liên tục. Bọn họ nhanh chóng không còn sức chiến đấu. Tăng tốc độ đi, không cho bọn chúng một cơ hội sống nào hết. Người đàn ông đeo mặt nạ kim hổ thúc giục. Cuộc tấn công của Liên minh báo thù ngày càng khốc liệt, vòng vây kín đến một con ruồi cũng không lọt. Bảy người nhóm thất sát lập tức xông ra, cố phá vòng vây, nhưng cuối cùng họ không đứng dậy nổi nữa. Nếu không nhờ hai người Trần Hữu Đạo bảo vệ một chút, e rằng tất cả mấy người này đều phải bỏ mạng lại nơi này. Nhưng bây giờ, Trần Hữu Đạo và Phàn Thắng Nam cũng bị thương, sau khi hai người uống dược liệu cổ truyền thì đã hồi phục không ít. Nhưng đối thủ quá mạnh, tấn công quá mãnh liệt. Cả hai không trụ được lâu, toàn bộ đều bị đánh bại. Lúc này thì dùng thêm dược liệu cổ truyền cũng vô ích. Cơ bản thì sức chiến đấu của họ cạn cả rồi. Thứ chờ đợi hai người chỉ có cái chết mà thôi. Không thể tin được. Cả hai người Trần Hữu Đạo đều không thể tưởng tượng nổi, đối phương lại phái nhiều cao thủ như vậy đến giết họ. Đây rốt cuộc là cái tổ chức khủng bố nào thế? Có nhiều cường giả cấp thần và tông sư như vậy. Giết bọn chúng mau lên, chúng ta còn phải đi nữa. Tay mặt nạ kim hổ ra lệnh. Chờ đã, các người dám giết bọn ta thật hả? Ta là Trần Hữu Đạo, chiến thần Văn Lang. Các người có biết hậu quả của việc giết ta không? Trần Hữu Đạo lạnh lùng nói. Đến tận bây giờ, anh ta vẫn cảm thấy đối phương không thể giết anh ta. Địa vị của anh ta quá cao. Ai mà dám chứ? Ta biết, nhưng ta đến để giết Mi Mài. Người đàn ông lạnh lùng nói. Chờ đã, ta muốn biết Mi là ai. Phàn Thắng Nam đã định bỏ cuộc. Nếu viện quân đến thì có ích gì nữa? Nhóm người này quá mạnh. Quân tiếp viện không phải là đối thủ của chúng. Hàng chục tông sư, vô số cấp thần. Cậu không có quyền biết. Mau giết chúng, sau đó chặt đầu bọn chúng, treo ở chỗ cao nhất Giang Bắc. Tuyệt vọng vô cùng tân. Trần Hữu Đạo không bao giờ nghĩ tới ngày này. Chủ yếu là do cuộc đời của anh ta quá suôn sẻ, thăng chức một lèo tới vị trí cao nhất. Mà anh ta vẫn chưa ngồi vững cái ghế này nữa. Nhiều điều vẫn chưa làm được. Anh ta sẽ chết sao? Anh ta không cam lòng. Không cam lòng chết như thế này. Trần Hữu Đạo cố gắng kéo dài thời gian, nhưng đối phương hoàn toàn không quan tâm, con dao rổ trong tay anh ta gần như chém xuống. Các người chết. Cả hai đều cảm nhận được sát khí ùa vào cơ thể. Bùm, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Một viên sỏi bắn ra như một viên đạn, xẹt qua thành một vòng cung, báo hiệu cho một cuộc tập kích bất ngờ. Đột nhiên. Người đàn ông cầm dao mổ cảm thấy bị ai đó đánh đau điếng, cả người văng ra ngoài. Con dao mổ trong tay hắn ta gãy nát. Cảnh tượng đột ngột xảy ra làm gián đoạn trận tuyến của Liên minh báo thù. Có chuyện gì vậy? Mọi người nhìn xung quanh, tất cả đều hoảng loạn. Muốn giết tướng lĩnh trong tay ta sao? Đã hỏi ý ta chưa? Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Vài người từ bên ngoài bước vào. Người thủ lĩnh đeo mặt nạ. Lại còn đeo một chiếc nhẫn nổi bật trên tay. Người bên cạnh thì cầm kiếm. Viêm long mặt nạ, viêm long nhẫn, viêm long kiếm. Cái gì? Là người của Nhất Phũ Kiên Vương. Sắc mặt Liên minh báo thù thay đổi hoàn toàn không dám tin nhìn Diệp Lâm Quân. Theo tình báo của họ, Nhất Phũ Kiên Vương phải đang ở Kinh Thành hoặc là Bắc Cảnh. Tuyệt đối không thể xuất hiện ở Giang Bắc. Nhưng mà họ vẫn thấy anh ta đây này. Trời má, gặp ma giữa ban ngày à? Thời khắc mà những người đang cận kề cái chết như Trần Hữu Đạo và Phàn Thắng Nam nhìn.
nếu Diệp Lâm Quân không xuất hiện, anh ta chết cũng không có chỗ chôn. Ban đầu, Diệp Lâm Quân cũng không nhận ra hành động này của Liên minh báo thù. Nguyên nhân chính là bọn họ đã âm thầm phong tỏa Giang Bắc, mà dù có âm thầm thế nào đi thấy Diệp Lâm Quân, trong mắt hai người vỡ òa hạnh phúc. Họ đã được cứu rồi. Nhất Phú Kiên Vương xuất hiện rồi. Đúng lúc đấy, vậy thì hôm nay mi cũng chết cùng đi. Sau khi cơn kinh hoàng qua đi, toàn bộ phe Liên minh báo thù đều đằng đằng sát khí. Nghe lệnh, mọi người vây giết Nhất Phú Kiên Vương. Người đàn ông đeo mặt nạ Kim Hổ ra lệnh. Ngài Kim Hổ, bên ngoài không có động tĩnh, lúc này cấp dưới mới báo cáo. Đừng phí sức nữa, tất cả những kẻ bên ngoài đều chết cả rồi. Diệp Lâm Quân mỉm cười. Vậy thì mi cũng vậy thôi. Kim Hổ ra lệnh, hàng trăm cao thủ ở đây đều hành động. Hơn 10 tông sư đồng loạt ra tay, thật là hiếm thấy. Sức chiến đấu mạnh đến mức làm cho đối thủ tuyệt vọng. Nhưng không biết cố tình sao lại gặp Diệp Lâm Quân. Mà anh đã làm được điều này ở đảo Đông Ca từ lâu rồi. Một trận chiến chưa từng có, cực kỳ căng thẳng. Nhanh quá! Trần Hữu Đạo trợn mắt nhìn Phàn Thắng Nam choáng váng. Nhất Phú Kiên Vương lợi hại vô cùng luôn. Quả là bất khả chiến bại. Hàng trăm cao thủ của Liên minh báo thù, vậy mà hết người này đến người khác ngã xuống trước mặt anh. Hơn 10 tông sư thì sao? Tất cả đều là cao thủ cấp thần thì sao? Diệp Lâm Quân ta đây chém sạch trong một kiếm. Một lát sau, toàn bộ Liên minh báo thù đều ngã xuống. Kim Hổ cũng tự sát ngay lập tức. Toàn bộ đều chết sạch. Kinh ngạc. Quá là sốc. Nhất Phú Kiên Vương mạnh đến mức khiến người khác giận điên. Giống y như ở kinh thành lúc trước, khuôn mặt của những người này hoàn toàn thay đổi từ lâu rồi. Không thể phân biệt khuôn mặt của chúng được. Diệp Lâm Quân đã đoán được trước điều này từ trước rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy kỳ quái. Còn đối với nhóm Trần Hữu Đạo thì đúng là kinh động không nhỏ. Những người này rốt cuộc là ai vậy? Hai người vừa phản ứng lại được thì lập tức quỳ gối xuống trước mặt Diệp Lâm Quân, cảm ơn Nhất Phú Kiên Vương cứu giúp. Nhưng mà thuộc hạ có thắc mắc, tại sao các Nhất Phú Kiên Vương lại xuất hiện ở Giang Bắc vậy? Trần Hữu Đạo đầy bụng nghỉ hoặc. Hầu như tất cả các cơ sở ngầm của Trấn Thiên Điện đều ở Giang Bắc. Vậy nên thời điểm Liên minh báo thù hành động thì Diệp Lâm Quân đã nắm rõ. May mà cuộc ám sát này được tiến hành ở Giang Bắc chứ không phải ở nơi khác. Nếu vậy thì Diệp Lâm Quân cũng không cứu được. Tôi luôn ở Giang Bắc mà, Diệp Lâm Quân trả lời. Hả, cả mấy người Trần Hữu Đạo và Phàn Thắng Nam đều sửng sốt. Nhất Phú Kiên Vương và Diệp Lâm Quân ở cùng một nơi. Thật là trùng hợp. Nhưng mà hai người thật sự bội phục Nhất Phú Kiên Vương từ tân đáy lòng. Trần Hữu Đạo, anh vậy là không được. Vẫn quá kém, Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói. Đây là đánh giá khách quan của anh. Nếu Trần Hữu Đạo bị thảy vào giữa đám người này thì chỉ ở mức trung bình mà thôi. Nhưng anh ta cũng là chiến thần Văn Lang. Đây đúng là một sự sỉ nhục đấy tôi. Sắc mặt Trần Hữu Đạo rất khó coi. Nhưng anh ta siết chặt tay lại. Nhưng ít nhất tôi mạnh hơn Diệp Lâm Quân. Bây giờ cao thủ của các thế lực ngầm xuất hiện rồi, tôi không mạnh bảng chúng cũng là chuyện thường. Ha ha! Diệp Lâm Quân cười lạnh một tiếng. Chấp niệm của Trần Hữu Đạo đối với anh sâu thật đấy. Anh mà kém anh ta ư? Ha ha, anh có thể nghiền nát Trần Hữu Đạo chỉ bằng một ngón tay. Vậy mà anh ta vẫn cho là vậy hả? Nhưng mà Trần Hữu Đạo cũng thấy hổ thẹn ít nhiều. Nhất Phú Kiên Vương trước mặt anh ta mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, anh ta thật sự tâm phục. Vì sao hai người tới Giang Bắc, có nhiệm vụ gì sao? Sao tôi lại không biết? Diệp Lâm Quân bắt đầu chất vấn. Điều này, Trần Hữu Đạo và Phàn Thắng Nam nhìn nhau hồi lâu, không biết phải trả lời như thế nào. Về chuyện của Diệp Lâm Quân, họ không dám nói Nhất Phú Kiên Vương. Tôi đã dặn là không nên dành thời gian và sức lực cho những việc vô ích ngay từ đầu mài. Hiểu không? Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói. Vâng, hiểu rồi. Mọi người đều gật đầu. Lần này cũng đủ dạy cho họ một bài học. Xin hỏi Nhất Phú Kiên Vương, kẻ đã ra tay với chúng tôi là ai vậy? Phàn Thắng Nam hỏi. Chuyện này không liên quan gì hai người. Đừng hỏi nhiều. Mấy người Trần Hữu Đạo rời đi. Về sau chúng ta phải cẩn thận, Lạc Việt không còn an toàn nữa. Trần Hữu Đạo thở dài. Không ai mong điều này xảy ra mà. Phàn Thắng Nam toát mồ hôi lạnh.
cuối cùng thì tôi cũng biết mình thua kém thế nào rồi. Tôi sẽ luyện tập chăm chỉ hơn, nhưng Diệp Lâm Quân vẫn là chấp niệm của tôi, anh ta không phải đối thủ của tôi nhất định phải đánh bại anh ta một lần nữa. Hai mắt Trần Hữu Đạo sáng lên. Điện chủ, cuối cùng lần này bọn chúng cũng để lộ dấu vết. Dù sao bọn chúng đã bí mật phong tỏa cả Giang Bắc cơ mài. Cho nên chúng ta đã lần được manh mối. Tây Thiên Vương nói. Diệp Lâm Quân cười, được, tôi biết rồi. Lần này, sai lầm lớn nhất của bọn chúng chính là chọn ra tay ở Giang Bắc. Thông báo cho các bộ, kiểm tra cho tôi. Liên minh báo thù có nghĩ thế nào cũng không đoán được việc có người đột ngột xuất hiện. Kế hoạch hoàn hảo của chúng lại thất bại. Nhưng mà tin tức lớn nhất gần đây vẫn là môn chủ của môn phiệt Tây Đường, một trong bốn môn phiệt lớn, người được xưng là Hoàng đế Tây Đường, Hoàng Mạnh Hùng đã xuất hiện. Sau này ông ta sẽ đến nhà họ Lý ở Giang Bắc. Việc này khiến địa vị của nhà họ Lý tăng vọt. Âm thầm trở thành gia tộc đứng đầu của Lạc Việt, ngay cả nhà họ Diệp cũng không bằng. Lê Nguyên, anh trai tôi muốn gặp cô. Sau này, địa vị của cô sẽ càng trở nên tôn quý. Diệp Lâm Quân không xứng đậu. Ba môn phiệt lớn khác cũng bắt đầu dục dịch. Sự xuất hiện của Hoàng đế Tây Đường lần này khiến cho dư luận xôn xao bàn tán. Còn bên Diệp Lâm Quân, anh vẫn ra lệnh cho các bộ truy xét tin tức về liên minh báo thù. Diệp Lâm Quân đi dạo ven một hồ nước nào đó ở Giang Bắc, theo sau là mấy người Tây Thiên Vương. Có manh mối cho thấy vị vương tử nào đó của nước Chiến Ưng có liên hệ mật thiết với nhóm người này. Những chuyện khác vẫn đang điều tra. Tây Thiên Vương nói ra một manh mối quan trọng. Nước Chiến Ưng. Vừa nhắc đến quốc gia này, trong mắt Diệp Lâm Quân bừng lên lửa giận. Anh đã từng nếm trái đẳng trong tay họ. Đây là một chủng tộc nổi tiếng với những thủ đoạn đê hèn và quỷ quyệt. Các thủ đoạn đều bất chấp tất cả, không màng luân thường đạo lý. Ở biên cảnh xảy ra bao nhiêu là thảm án, tất cả đều có đấu răng của bọn chúng hết. 115 anh em của anh đã chết rất thảm. Tất cả là do nước Chiến Ưng gây nên. Bọn họ bị gian kế của chúng hãm hại, rồi bị giết hết sức tàn nhẫn. Đối với dân tộc này thì anh có hận. Mấu chốt là nước Chiến Ưng đã âm thầm chủ tính hết thảy, không thể tra được manh mối gì hết. Biết rằng tất cả là do bọn chúng gây nên, thế mà phải nhìn chúng giả vờ ngây thơ, chối bỏ hết thảy tội lỗi. Năm đó, Diệp Lâm Quân bất chấp mệnh lệnh, vì một người mà đuổi giết nước Chiến Ưng, đến mức suýt chút nữa là anh bị cách chức. Sau đó, anh chỉ có thể từ bỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nhởn như ngoài vòng pháp luật, cũng không thể báo thù. Bởi vì không có bằng chứng là nước Chiến Ưng gây ra. Anh không có lý do ra tay. Quả nhiên là do một đám người đê tiện tập hợp lại với nhau. Diệp Lâm Quân tức giận nói. Chát cha toàn bộ cho tôi. Diệp Lâm Quân tức giận nói. Lần này đây, nếu như có một lý do hợp lý, anh nhất định sẽ báo thù. Rõ, mọi người đồng loạt hô lên. Tôi đi riêng một lát, các cô cậu về trước đi. Diệp Lâm Quân ra lệnh. Nhắc đến nước Chiến Ưng là tâm trạng Diệp Lâm Quân không vui nổi rồi. Anh đã đợi ngày này rất lâu. Nhưng căn bản là không có lý do để động thủ. Cũng không biết kẻ giật dây phía sau là ai. Hy vọng lần này thông qua việc tóm đuôi của liên minh báo thù, tất cả kẻ thù ở nước Chiến Ưng sẽ bị bắt giữ. Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, anh đã đi vòng lớn quanh bờ hồ Tây Tử của Giang Bắc. Đến nơi có cảnh đẹp tuyệt mỹ, mà dường như không có bất kỳ ai ở đây. Chỉ thấy có một vài người ở phía trước không xa. Một vị trưởng lão mặc trang phục thời Đường màu đen, trên người tỏa ra khí chất thanh tao. Xuất Trần. Bên cạnh ông ta là một cô gái trẻ, khoảng 18, 19 tuổi. Tóc đuôi ngựa buộc cao, khuôn mặt kiêu hãnh. Đúng là con gái của trời. Cách 3 mét phía sau hai người một già một trẻ đó có 6 người theo sát, tất cả đều mặc đồ trắng từ trên xuống dưới. Trên ngực thêu hai chữ Tây Đường. 6 người này vô cùng đáng gờm. Tông sư. 6 vị tông sư đều có sức mạnh vượt cả yêu quái của đảo Đông Can nếu tính theo số 5. Thì 6 người này đều là những tông sư trăm tuổi cải nhưng nhìn tư thế này, 6 người đó chỉ là người hầu mà thôi. Diệp Lâm Quân liếc một cái đã nhìn thấu sức mạnh của 6 người. Trong lòng anh cũng ngập tràn kinh hãi. Thân phận của hai người một già một trẻ này là gì vậy? Còn 6 tông sư trăm tuổi đang phải làm đầy tớ thì sao? Có một điều mà Diệp Lâm Quân không biết, đây là người của môn phiệt Tây Đường, Hoàng đế Tây Đường, Hoàng Mạnh Hùng, và cháu gái của ông ta,
Hoàng An Nhiên. Họ vừa đến Giang Bắc, đến để cảm nhận vẻ đẹp ma mị của Hồ Tây Tử. Dù sao vì chuyện hiệp nghị mà họ luôn bị mắc kẹt trong vùng đất Tây Đường, chưa bao giờ được ra thế giới bên ngoài. Tuy cực kỳ tò mò, nhưng Diệp Lâm Quân không nghĩ nhiều, tiếp tục bước đi. Đứng lại, đây là nơi anh nên tới sao? Nhưng anh chưa bước được hai bước thì đã bị vài người chặn lại. Tại sao? Diệp Lâm Quân nheo mắt. Bởi vì khu vực này là cấm địa của tư nhân, người phục vụ không được vào. Mấy người này lạnh lùng nói. Diệp Lâm Quân lập tức hiểu ra. Khu vực này bị phong tỏa. Hèn chỉ Hồ Tây Tử vẫn luôn náo nhiệt lại chẳng có ai. Nhưng Diệp Lâm Quân phớt lờ anh ta, tiếp tục bước tới. Đúng lại, anh không hiểu tiếng người đấy hả? Tôi kêu anh dừng lại nấy giỏ đó, không nghe thấy sao? Mãi người đó lạnh lùng quát. Lúc nãy Hoàng đế Tây Đường của môn phiệt Hoàng đế Tây Đường, bọn họ đang chịu trách nhiệm xử lý sạch sẽ nơi này. Sau khi thân phận của ông ta được tiết lộ, tất cả những người ở đây đã sơ tán rất quy củ. Không một ai dám nói không. Vậy mà cuối cùng lại lòi ra một tên ngớ ngẩn cứng đầu thế này. Lại còn ngang ngạnh đòi xông qua nữa chứ. Tránh ra, đừng cản đường tôi. Diệp Lâm Quân trầm giọng nói. Tâm trạng anh bây giờ âm trầm đến cực điểm, chặn đường anh cũng chẳng khác nào chọc anh tức giận. Anh biết chúng tôi là ai không? Môn phiệt Tây Đường. Mấy tên này muốn tiết lộ danh tính để khiến Diệp Lâm Quân kinh sợ. Nào ngờ lại bị Diệp Lâm Quân đẩy ra xa trong nháy mắt. Tôi không muốn biết bị đẩy ra dễ dàng như vậy, trong mắt mấy người này tràn đầy vẻ kinh hãi. Người đâu, ngăn anh ta lại. Vài người thốt lên. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, những cao thủ ngâm của môn phiệt Tây Đường lần lượt xuất hiện, cố gắng ngăn Diệp Lâm Quân lại. Nếu không muốn chết thì tránh xa tôi ra. Diệp Lâm Quân giận dữ gầm lên. Làm càn vừa thôi, dám láo xược như vậy ở trước mặt môn phiệt Tây Đường. Anh thiếu đòn à? Có người lạnh lùng quát lên. Tôi mới là môn phiệt đây này. Diệp Lâm Quân thẳng thừng ra tay. Cú đấm này của anh rất mạnh. Đấm từng quyền vào da thịt. Mấy tên kia kêu la không ngừng. Ngay sau đó, một đồng người đổ rạp trước mặt anh. Động tĩnh bên này đã thu hút sự chú ý của Hoàng đế Tây Đường và cháu gái cách đó không xa. Hai người họ nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng, có người dám gây sự trước mặt môn phiệt Tây Đường vừa xuất thế sao? Chán sống rồi à, trên đời này vẫn còn kẻ to gan lớn mật vậy à? Dám động thủ trên đầu người quyền thế luôn sao? Hoàng đế Tây Đường trầm giọng nói. Sao lại thế này? Khi hai người bước qua đây thì ông không khỏi lạnh lùng nói. Hoàng An Nhiên có một đôi mắt tuyệt đẹp, nhưng nó lại đang nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Quân. Chủ nhân, thằng nhãi này không nghe lời khuyên can của chúng thần, cứ cứng đầu cứng cổ xông vào đây. Sau khi Hoàng Mạnh Hùng nghe xong thì sắc mặt lạnh như băng. Chủ nhân, tất cả người của môn phiệt Tây Đường đều ngay ngắn ưỡn thẳng lưng lên, vẻ mặt hoảng sợ. Sợ vị này sẽ tức giận. Dù sao thì ông ta cũng là môn chủ của môn phiệt Tây Đường đó. Trong mắt họ, đây đúng là chúa tể thống trị một phương. Giống y như hoàng đế thời xưa vậy. Bây giờ lại có một thằng nhãi dám khiêu khích là sao? Anh không biết chúng tôi là ai sao? Hoàng An Nhiên lạnh lùng quát. Diệp Lâm Quân mặt lạnh nói, tôi không biết, cũng không muốn biết. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người của môn phiệt Tây Đường hết sức kinh ngạc. Họ luôn luôn kiêu ngạo ở tít trên cao. Từ khi xuất hiện, sự tồn tại của họ được tôn sùng giống như thần linh vậy. Nghe tin Hoàng đế Tây Đường Giang Bắc, các nhân vật tiếng tăm, cũng như các tổ chức lớn ở phía Nam đã tổ chức một yến hội cực kỳ lớn để hoan nghênh ông ta. Mỗi người đều kính trọng ông ta như thần. Vậy mà cuối cùng, ông ta lại bị một thằng nhãi răng còn hôi sữa khiêu khích. Mày muốn chết chứ gì? Nói xong đi rồi sẽ ngỏm cả thôi. Một trong sáu người hầu phía sau Hoàng Mạnh Hùng tức giận nói. Euro ó một quy tắc nghiêm khắc ở môn phiệt Tây Đường. Kẻ nào dám khiêu khích người thượng lưu, giết. Môn phiệt Tây Đường cũng không hiền, Diệp Lâm Quân vừa nói xong mấy lời này thì anh đã bị ai đó ấn vào người, ép cúi đầu xuống đất ngay lập tức. Tiểu Lục, đừng lỗ mãng như vậy, đây không phải là địa bàn của chúng ta, các cậu phải thích ứng với thế giới này, không thể hở một tí là chém chém giết giết được. Hoàng Mạnh Hùng lạnh lùng nói. An Nhiên, cháu nói thử xem phải làm sao bây giờ, để giải quyết vấn đề này ấy. Hoàng Mạnh Hùng nhìn về phía cháu gái. Ông nội,
làm như vậy đi, bắt anh ta quỳ xuống xin lỗi, chuyện này coi như xong. Hoàng An Nhiên đề nghị. Thằng nhãi này có nghe thấy không? Quỳ xuống xin lỗi là coi như chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra, mày may mắn thật đấy. Đúng, nếu không chết một mạng cũng không đủ đâu. Mau quỳ xuống xin lỗi đi, tha cho mày một mạng đói. Mấy người này quát lớn. Diệp Lâm Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Tại sao luôn có người thích đi tìm chết thế nhỉ? Cút, Diệp Lâm Quân tức giận nói. Mấy tên này phong tỏa luôn cả khu vực đã không nói rồi, thế mà còn cố tình làm xấu mặt anh. Diệp Lâm Quân vừa dứt lời, tất cả người của môn phiệt Tây Đường đều trợn tròn mắt. Thế mà dám bảo bọn họ cút, điên rồi đó hả, dám ngồi trên đầu môn phiệt Tây Đường mà khiêu khích như vậy. Giết người hầu đứng sau Hoàng Mạnh Hùng lập tức tấn công Diệp Lâm Quân. Đây là vị tông sư trăm tuổi đấy, phải mạnh bằng quỷ kiếm đấy. Nếu như năm đó những người này không chọn cuộc sống ẩn dật, quý kiếm kia nào dám hoành hành ở châu Đông Phương chứ? Dầm, chỉ là một cú đấm. Mà như sức mạnh của hàng ngàn quân binh, như thể một ngọn núi lớn đang đè xuống. Cảm giác áp bức khủng khiếp đến mức không thể diễn tả được. Trước uy lực của cú đấm này, sợ là người bình thường sẽ bị khí thế khủng khiếp này nghiền nát toàn bộ cơ thể. Đây chính là sự đáng sợ của tông sư trăm tuổi. Một cú đấm bình thường, không có kỳ lạ lại có sức mạnh hủy diệt cả đất trời. Người thường chúng phải một đấm này thì e rằng máu thịt sẽ nát bét. Lúc anh ta ra tay, mọi người đều biết trước kết quả, chắc chắn là Diệp Lâm Quân sẽ chết. Tầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Rắc rắc, trên cơ thể anh ta xuất hiện một lỗ máu rất lớn. Một đấm vừa rồi của Diệp Lâm Quân rầm rầm tiến vào cơ thể anh ta, không thể tan biến đi được. Kinh hãi, vô cùng kinh hãi, mọi người trừng to mắt như muốn rót cả tròng mắt ra ngoài. Đây là sức mạnh gì vậy? Phải biết rằng 10 người hầu đứng đầu của Hoàng đế Tây Đường chính là những tồn tại mạnh nhất, kể cả trong nội bộ của môn phiệt. Thế nhưng lại không đánh lại một thằng nhãi còn chưa rút sữa rất bình thường. Thật không thể tưởng tượng được. Xem tao đây, một tông sư trăm tuổi khác cũng lập tức hành động. Toàn thân thủ sẵn thế võ để xử lý Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân đấm ra một quyền nữa. Anh ta cũng bay cái vèo ra ngoài. Tao đến đây. Vị tông sư trăm tuổi thứ ba xuất hiện. Đầm. Anh ta cũng thua. Tao không tin. Vị tông sư trăm tuổi thứ năm ra tay, kết quả cũng thất bại y chang. Sỉ nhục. Đây tuyệt đối là một sỉ nhục lớn. Sợ là bốn môn phiệt lớn sừng sững cả trăm năm cũng chưa từng gặp sỉ nhục lớn như vậy. Hộ vệ bên cạnh Hoàng đế Tây Đường mà lại không địch lại một thằng nhãi. Liên tiếp thua cuộc. Chúng ta cùng tiến lên. Giết nó. Cuối cùng. Hai người hầu còn lại cũng chuẩn bị xuất chiêu. Nhất định phải giết chết Diệp Lâm Quân. Nếu không thì khi chuyện này truyền ra ngoài, môn phiệt Tây Đường sẽ trở thành trò cười. Cả hai ôm niềm tin là sẽ giết được anh. Họ sử dụng các kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ nhất. Diệp Lâm Quân vẫn đứng yên bất động như trước, dùng nắm đấm giản dị của mình để đè bẹp kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ của đối phương. Rầm, rầm. Nhưng trong tích tắc, hai người hầu này đều bay chổng vó ra ngoài. Máu tươi tràn ra khắp nơi. Lúc này, cả sáu tông sư trăm tuổi đều nằm sóng xoài trên mặt đất. Trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ không dám tin. Quá đáng sợ, người thanh niên này là người hay là ma vậy? Đây vẫn là thế tục chứ? Vẫn là xã hội hiện đại đúng không? Làm sao lại có một cường giả như vậy? Quan trọng là còn rất trẻ. Thật không thể tưởng tượng được. Trong môn phiệt Tây Đường có vô số thiên tài, sức mạnh của họ có thể đánh bại một tông sư trăm tuổi. Nhưng mà người có thể dễ dàng đánh bại sáu tông sư trăm tuổi một lúc thì tuyệt đối không có. Diệp Lâm Quân mặt lạnh nhìn về phía vị Hoàng đế Tây Đường và cháu gái của ông ta, bây giờ còn cần tôi quỳ xuống nói xin lỗi không? Điều này, mọi người đều sửng sốt. Không ai có thể ngờ rằng, họ sẽ gặp được một chàng trai trẻ có sức mạnh khủng khiếp đến mức khiến kẻ khác dân sôi như thế. Đây vẫn là thế tục sao? Vừa mới xuất thế mà gặp phải một tồn tại như vậy rồi. Sáu tông sư trăm tuổi mà không đánh lại thật à, mà lại còn bị hạ gục dễ dàng như vậy. Kẻ này phải nói là mạnh đến phản trời đấy. E là chỉ có ngũ long của Lạc Việt khi còn trẻ mới có tư chất này thôi. Hoàng đế Tây Đường cảm thán. Ngũ long của Lạc Việt là ai? Tất cả bọn họ đều mạnh đến dịch trời chuyển đất. Trong số những thế lực ngâm,
năm người này chính là võ sư thiên hoa bản. Những võ sư mạnh nhất của bốn môn phiệt lớn và các thế lực ngầm. Năm người đó là một thần thoại, cũng là một truyền thuyết. Do đây, Hoàng đế Tây Đường nhìn thấy Diệp Lâm Quân thì lập tức nghĩ đến năm người này. Không ngờ là ngũ long của Lạc Việt trong truyền thuyết cũng có thể được tái hiện lại. Bốn môn phiệt lớn bồi dưỡng nhiều năm như vậy cũng không có một ai kế thừa được ngũ long của Lạc Việt. Không ngờ lại xuất hiện ở thế tục. Thật sự là không thể tin được, nhưng điều đáng sợ nhất chính là Diệp Lâm Quân không nhưng có thể kế thừa ngũ long của Lạc Việt, mà thậm chí còn sánh bằng ngũ long của Lạc Việt. Trong đôi mắt đẹp của Hoàng An Nhiên ánh lên vẻ không dám tin. Trong bốn môn phiệt lớn có không ít thiên tài, Hoàng An Nhiên cũng sùng bái một vài vị. Nhưng lần đầu tiên cô ta gặp một người như Diệp Lâm Quân. Quá mạnh mẽ thu phục một người kiêu ngạo như cô ta ngay lập tức. Vậy mà anh ta chỉ là người thể tục, môn phiệt Tây Đường đó hả? Còn có ai tới không? Diệp Lâm Quân quét mắt nhìn người của môn phiệt Tây Đường. Ai cũng không dám tiếp xúc với ánh mắt Diệp Lâm Quân. Ngay cả Hoàng đế Tây Đường. Căn bản là không ai dám đánh một trận với Diệp Lâm Quân. Cậu trai trẻ, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn, không đến mức vậy đâu. Hoàng đế Tây Đường chịu thua. Hoàng An Nhiên cũng phụ hoa theo, đúng vậy, chúng ta cũng đâu có nhiều thủ oán đâu. Làm gì đến mức phải giải quyết bằng nắm đấm như vậy? Diệp Lâm Quân cười lạnh nói, không có mâu thuẫn, không có thủ oán, thế mà các người lại muốn đẩy tôi vào chỗ chết, rồi hồn nhiên phong tỏa nơi này, hiểu lầm cái gì nữa? Chúng tôi, đối mặt với chất vấn của Diệp Lâm Quân, tất cả mọi người đều tỏ ra bối rối. Chuyện này là do chúng tôi không đúng, tôi thay mặt môn phiệt Tây Đường xin lỗi cậu. Chàng trai trẻ, cậu có điều kiện gì xin hãy nói ra. Coi như đây là lời xin lỗi của chúng tôi. Thế mà Hoàng đế Tây Đường lại đi xin lỗi. Tất cả những người khác đều không nghĩ tới vẻ mặt Hoàng An Nhiên cũng cực kỳ kinh ngạc. Tầm nhìn và kiến thức của họ không bằng Hoàng đế Tây Đường. Họ đã đánh giá thấp địa vị của Diệp Lâm Quân trong suy nghĩ của Hoàng đế Tây Đường. Cũng đánh giá thấp giá trị của Diệp Lâm Quân. Cũng may là Hoàng đế Tây Đường đã xin lỗi, nếu không thì nhất định Diệp Lâm Quân sẽ truy cứu đến cùng. Vậy thôi, các người cũng rút ra một bài học rồi, lần sau đừng để tôi gặp được. Diệp Lâm Quân quay người rời đi. Chậm đãi, chàng trai trẻ chậm đã. Hoàng đế Tây Đường chạy vọt đến trước mặt Diệp Lâm Quân, ngăn anh lại. Có việc gì? Diệp Lâm Quân cau mày. Chàng trai trẻ, tôi là Hoàng, Mạnh Hùng, môn chủ của môn phiệt Tây Đường. Cậu là người phi phàm như vậy hẳn là biết bốn môn phiệt lớn đúng không? Hoàng đế Tây Đường hỏi. Ừ, ta biết. Chàng trai trẻ, tôi lấy thân phận môn chủ để mời cậu gia nhập môn phiệt Tây Đường. Tôi hứa là chỉ cần cậu gia nhập môn phiệt Tây Đường, địa vị sẽ chỉ ngay sau tôi. Thậm chí trong tương lai tôi có thể giao cả môn phiệt Tây Đường cho cậu. Tôi đảm bảo là cậu có thể sử dụng tất cả tài nguyên của môn phiệt Tây Đường. Cậu có thể làm bất cứ chuyện gì, đằng sau có môn phiệt Tây Đường chống lưng. Thế mà Hoàng đế Tây Đường lại đưa ra một hứa hẹn như vậy, đây là điều mọi người càng không thể nghĩ tới. Thế mà cậu ta lại có thể trở thành con bài chủ chốt của môn phiệt Tây Đường. Họ không thể hiểu được tâm trạng khao khát nhân tài của Hoàng đế Tây Đường. Chỉ cần Diệp Lâm Quân gia nhập môn phiệt Tây Đường, Hoàng đế Tây Đường có thể ngồi vào vị trí cao nhất trong bốn môn phiệt lớn. Đây là giấc mơ mà Hoàng đế Tây Đường đã ấp ủ cả đời. Mà môn phiệt Tây Đường lại có vẻ kém nhất trong bốn môn phiệt lớn. Nhưng nếu có một con trời như Diệp Lâm Quân tham gia thì nó chắc chắn sẽ thành hiện thực. Vậy nên Hoàng đế Tây Đường muốn làm đủ mọi cách để lôi kéo Diệp Lâm Quân. Nếu như có anh ta thì 100 năm. Thậm chí hàng trăm năm nữa đều là thời đại vinh quang của môn phiệt Tây Đường. Hoàng đế Tây Đường khom lưng trước mặt Diệp Lâm Quân, chờ đợi câu trả lời của anh. Đây đúng là ngoài sức tưởng tượng của những người khác của môn phiệt Tây Đường. Thế mà Hoàng đế Tây Đường lại thật sự hạ mình xuống thấp như vậy. Chàng trai trẻ, tôi nhất định phải mời cậu gia nhập môn phiệt Tây Đường, điều kiện nào tôi cũng có thể đồng ý. Môn phiệt Tây Đường chân thành chào mời cậu, trong mắt tất cả mọi người ở đây. Những điều kiện mà Hoàng đế Tây Đường đưa ra quá hấp dẫn, không ai có thể từ chối được. Diệp Lâm Quân nhướng mị, cười lành, không có hứng thú. Nói xong, Diệp Lâm Quân rời đi. Chàng trai trẻ đừng đi mà, bất kỳ điều kiện nào cũng có thể thương lượng. Tôi có thể đồng ý bất cứ điều gì cậu muốn. Hoàng đế Tây Đường rất sốt ruột.
Còn nói nhảm nữa thì tôi sẽ giết hết các người. Diệp Lâm Quân lộ rõ sát khí, khủng khiếp như là ma quỷ. Tất cả mọi người của môn phía Tây Đường đều bị dọa sợ. Nếu Diệp Lâm Quân ra sát chiêu thật, không ai ở đây có thể trốn thoát. Diệp Lâm Quân khiến mọi người hoảng sợ. Hoàng đế Tây Đường cũng không dám nói nữa. Mọi người chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Diệp Lâm Quân rời đi. Yết hầu Hoàng đế Tây Đường chuyển động, nhưng rốt cuộc cũng không dám nói ra. Đến khi Diệp Lâm Quân rời đi, những áp lực mà anh gây ra cho những người ở đây mới biến mất. Mọi người đều phải thở phào mây tiếng. Ông nội oi, tại sao ông lại hạ mình cầu xin anh ta gia nhập môn phiệt Tây Đường của chúng ta như vậy? Cháu thừa nhận là anh ta rất lợi hại, nhưng chắc cũng không đáng sợ đến mức vậy, đúng không? Hoàng An Nhiên tỏ vẻ khó hiểu. Những người khác cũng như thế. Cháu biết ngũ long của Lạc Việt chứ? Hoàng đế Tây Đường hỏi. Díu, mọi người hít một hơi dài. Đó là huyền thoại, là thiên hoa bản đấy. Là ước mơ cả đời của một người đấy. Nhưng 100 năm trôi chấm QUA, ngay cả một người kế vị của ngũ long của Lạc Việt cũng chưa từng xuất hiện. Bọn họ quá mạnh, quá khó để bắt kịp bước chân của những người đói. Chàng trai trẻ đó hẳn là người có sức mạnh gần nhất với ngũ long của Lạc Việt trong thời đại này. Trong tương lai cậu ta nhất định có thể đạt đến trình độ ngũ long của Lạc Việt. Hoàng đế Tây Đường nói. Cái gì? Mọi người đều lộ ra vẻ mặt như muốn phát điên. Ta chưa từng thấy bất kỳ ai có thể mạnh đến mức độ này ở độ tuổi của cậu ta cả. Cậu ta nhất định có thể kế thừa ngũ long của Lạc Việt. Nếu cậu ta gia nhập môn phiệt, Tây Đường, sau này chúng ta nhất định sẽ là người đứng đầu trong 4 môn phiệt lớn. Hoàng đế Tây Đường giải thích. Thì ra là thế, thật là đáng sợ. Mấy người Hoàng An Nhiên đều há to miệng, lộ ra vẻ mặt không dám tin. An Nhiên, ông giao cho cháu một nhiệm vụ mới, mau điều tra hết tất cả thông tin của cậu ta cho ông. Ông không thể buông tha cho người này được, nếu để cho người khác biết thì nhất định họ sẽ cố gắng lôi kéo cậu ta về phe mình bằng mọi giá, ai lôi kéo được thì 100 năm tới sẽ là thời đại của người đó. Hoàng đế Tây Đường nói. Cháu hiểu rồi, cháu nhất định sẽ điều tra tất cả mọi thứ, cố gắng khiến anh ta gia nhập môn phiệt Tây Đường. Hoàng An Nhiên nói. Hoàng đế Tây Đường liếc Hoàng An Nhiên một cái rồi nói, nếu cậu ta còn chưa kết hôn thì An Nhiên có thể gả cho anh ta. Tương lai chắc chắn sẽ vinh quang vô hạn. Nghe vậy, sắc mặt Hoàng An Nhiên đỏ bừng. Đối với những người tập võ từ nhỏ như họ mà nói, cường giả là những đối tượng rất đáng ngưỡng mộ. Diệp Lâm Quân rất phù hợp đó. Được rồi, vậy quyết định như vậy đi. Hoàng đế Tây Đường cũng mỉm cười. Trong đầu ông ta đã bắt đầu mơ thấy Diệp Lâm Quân sẽ trở thành cháu rể tương lai rồi đấy. Lúc bấy giờ, cụ bà dẫn theo một nhóm người nhà họ Lý đến bên Thổ Tây Tử. Anh cả, bọn em đến đón anh này. Bà lão hô to. Những người phía sau vừa phấn khích vừa khẩn trương. Hai nhóm người sẽ gặp nhau sớm thôi. Bên phía Lý Hồng Thắng thì đang tính xem làm sao để Diệp Lâm Quân gặp mặt Hoàng đế Tây Đường. Nếu gặp trực tiếp thì hình ảnh đó thú vị lắm đó. Thậm chí Diệp Lâm Quân còn không có cơ hội khóc lóc cơ. Đúng rồi, mọi người nghĩ xem, có khi nào là chàng trai trẻ ở ngay trong đại sảnh không? Bởi vì toàn bộ biệt thự đều tìm cả rồi, chỉ trừ mỗi đại sảnh ra thôi. Đột nhiên có người đề nghị. Đúng vậy, có thể đấy. Mọi người đều vỗ trán. Ngô Thị Lan lập tức ra lệnh, Trịnh Văn Viễn, mau chạy tới tiền sảnh xem thử đi, nhanh lên. Trịnh Văn Viễn, người được nhận lệnh. Lập tức lao về phía đại sảnh nhanh như một tia chớp. Những người khác cũng tăng tốc độ để bắt kịp anh ta. Trịnh Văn Viễn phi như bay, nhưng vừa được nửa đường lại tình cờ gặp được Diệp Lâm Quân. Anh rể Diệp, sao anh lại ở đây? Trịnh Văn Viễn kinh ngạc hỏi. Nghĩ đến Hoàng đế Tây Đường và những người khác sau lưng, Trịnh Văn Viễn muốn toát mồ hôi lạnh. Nếu để họ nhìn thấy, chắc chắn Diệp Lâm Quân sẽ gặp nguy hiểm. Anh rể Diệp đi theo em. 10 phút sau anh hãy rời đi. Không nói thêm tiếng nào, Trịnh Văn Viễn phụ đẩy Diệp Lâm Quân trốn ở hoa viên bên cạnh. Diệp Lâm Quân hiểu ý của Trịnh Văn Viễn, anh không ngăn cản. Sau khi giấu người kỹ càng, Trịnh Văn Viễn mới chạy đến đại sảnh. Ngay sau đó, khoảng chừng mấy trăm người ở đường lớn của trang viên đổ xô vào đại sảnh. Sau khi mọi người rời đi, Bắc Thiên Vương mới đẩy Diệp Lâm Quân ra khỏi đây. Trong đại sảnh, Trịnh Văn Viễn đến, chỉ nhìn thấy Lý Tử Nhiệm và bé Quân. Không gặp ai khác phải không?
Trịnh Văn Viễn hỏi. Cậu ơi, bé Quân đã nhìn thấy ba. Bé Quân vô thức nói. Trịnh Văn Viễn lập tức nói, bé Quân, lát nữa sẽ có người hỏi cháu, nhất định đừng nói là ba đã ở đây, biết chưa? Cậu, bé Quân biết rồi. Bé Quân ngoan ngoấn gật cái đầu nhỏ. Trịnh Văn Viễn hỏi Lý Tử Nhiệm xem cô có gặp ai khác không? Chẳng bao lâu sau, Hoàng đế Tây Đường và đoàn người đã đến đại sảnh. Không có sao. Hoàng đế Tây Đường thất vọng hỏi. Trịnh Văn Viễn lắc đầu. Lê Nguyên có thấy ai vừa đến đây không? Hàng trăm người đứng giữa sân, nhìn chằm chằm vào Lý Tử Nhiệm và bé Quân. Bé Quân bị cảnh tượng này dọa sợ. Lý Tử Nhiệm sợ bé Quân nói lộ hết, vội vàng ôm bé Quân vào lòng. Không, vừa rồi không có ai tới. Lý Tử Nhiệm làm ra vẻ chẳng biết mô tê gì hết. Trịnh Văn Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai, ta thất vọng thật đấy. Còn tưởng là có thể nhìn thấy chàng trai trẻ rồi chứ. Hoàng đế Tây Đường lộ ra vẻ thất vọng. Tiếp tục yến hội đi. Hoàng An Nhiên vung tay, và bữa tiệc lại tiếp tục. Mấy người Lý Hồng Thắng lặng lẽ đi đến góc tường, thảo luận xem làm thế nào để xử đoàn Diệp Lâm Quân. Nhìn ta. Trịnh Quân, Ngà tiến lên nói, ông Đường, tôi muốn tố cáo một người với ngài. Ai hai? Hoàng đế Tây Đường và những người khác đều nhìn sang. Tôi muốn tố cáo Diệp Lâm Quân. Tôi vừa nhìn thấy Diệp Lâm Quân ở biệt thự Thiên Hải vào phút chót. Khả năng cao là anh ta bí mật đến đây để gặp vợ và con gái. Mấy hành vi này là hoàn toàn không xem ngài và môn phiệt Tây Đường ra cái gì hết. Rõ ràng là ngài đã đặt lệnh cấm, không cho bọn họ gặp nhau. Thế mà Diệp Lâm Quân khiêu khích ngài quá đáng. Trịnh Quân Nga cười lạnh nói lộp bộp. Lý Tử Nhiệm và Trịnh Văn Viễn thấy lòng mình, lộp bộp trùng xuống. Diệp Lâm Quân đã bị phát hiện sao? Sau đó, hai người liên tục cầu nguyện là Diệp Lâm Quân đã rời đi, nếu anh ấy ở lại đây thì nhất định sẽ phải chết. Còn có chuyện này sao? Thứ láo xược. Hoàng đế Tây Đường tức giận. Bà cụ cũng tức giận, nhanh lên, mau đi tìm Diệp Lâm Quân cho ta. Còn dám khiêu khích anh trai ta thế này, ta nhất định không tha cho nó đâu. Rõ rồi. Mọi người đồng thời xuất phát. Tôi lập tức đi bố trí thị vệ phong tỏa biệt thự, không cho anh ta rời đít. Lý Hồng Thắng nở nụ cười đắc thẳng. Bọn Trịnh Quân Nga cũng cười rạng rỡ. Diệp Lâm Quân chờ chết đi. Lý Tử Nhiệm và Triệu Văn Viễn đều hoảng sợ. Nếu Diệp Lâm Quân không rời khỏi đây, anh nhất định sẽ gặp rắc rối lớn. Sau đó, người của môn phiệt Tây Đường đều đích thân tìm kiếm Diệp Lâm Quân. Dám khiêu khích môn chủ của môn phiệt Tây Đường, đúng là tội lớn. Mười mạng cũng không đủ trả đâu. Lý Hồng Thắng cũng vừa lúc yêu cầu bảo vệ ở cổng ngăn cản Diệp Lâm Quân lại. Nhưng mà bảo vệ trả lời, anh ta hoàn toàn không nhìn thấy Diệp Lâm Quân đâu cả. Anh ta không ở trong biệt thự. Hả, tại sao lại vậy? Làm sao Diệp Lâm Quân có thể rời đi được chứ? Không thể nào, Lý Hồng Thắng không thể hiểu được. Làm sao Diệp Lâm Quân có thể vô duyên vô cớ rời khỏi biệt thự này được chứ? Những người khác cũng thấy mông lung. Sau khi Trịnh Văn Viễn và Lý Tử Nhiệm biết tin thì thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Ít nhất thì Diệp Lâm Quân đã chạy được rồi. Các người tiếp tục tìm xung quanh cho ta, chỉ cần thấy nó trong phạm vi mấy cây em thì chứng tỏ đêm nay nó đã tới. Nhìn thấy thì đưa nó đến đây ngay cho tai bà cụ tiếp tục ra lệnh. Tất cả các cao thủ của môn phiệt Tây Đường đều được phái đi cùng lúc để tìm kiếm xung quanh biệt thự Thiên Hải. Chỉ tìm kiếm rất lâu cũng không thấy ai. Cuối cùng cũng có một nhóm báo tin về, mọi người cùng nhau lao đến. Một chiếc ô tô bị ngăn cản. Ai trên đó, xuống dưới hết cho tôi. Cao thủ của môn phiệt Tây Đường quát lớn, nói. Của mở. Hai người bước xuống. Có việc gì không? Bắc Thiên Vương lạnh lùng nói. Các anh là. Khi mà mấy gã cao thủ của môn phiệt Tây Đường nhìn thấy khuôn mặt khủng bố đầy quen thuộc của Diệp Lâm Quân, câu từ như mắc kẹt trong cổ họng, không thể nào tuôn ra. Ra đầu họ tê dại, như thể sắp nổ tung. Trong đó đều là người đã đi theo Hoàng đế Tây Đường, bọn họ đã gặp Diệp Lâm Quân. Có người liếc mắt một cái đã nhận ra anh. Có, tên cầm đầu lắp bắp không nói được lời nào. Dầm, sau khi phản ứng được, bọn họ nối tiếp nhau, lần lượt quỳ xuống đất. Ai cũng không ngờ rằng mình sẽ thấy được sự tồn tại của vị này. Dám cản xe của anh ta sao? Muốn chết rồi đấy à? Nhân vật được Hoàng đế Tây Đường coi trọng như vậy mà họ dám khiêu khích sao?
Diệp Lâm Quân nhíu mày, các người sao vậy? Muốn cướp à? Hít! Không, không không không, chúng tôi không dám. Mọi người đều muốn hộc máu. Ai dám chứ ba? Không có gì thì cút đi. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói. Anh và Bắc Thiên Vương lên xe. Thưa ngài, chờ một chút, chủ nhân của chúng tôi muốn gặp ngài. Một trong số họ lập tức nói. Vất vả lắm mới tìm thấy Diệp Lâm Quân, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được. Bố mày không rảnh, tránh dai. Tụi bây dám theo thì ta giết hết. Diệp Lâm Quân lạnh lùng bỏ lại hai câu đó. Bắc Thiên Vương lập tức lái xe rời đi. Người của môn phiệt Tây Đường Đông cứng tại chỗ, không biết phải làm sao. Ngẩn người đứng đó làm gì? Chạy về báo cho chủ nhân mau lên. Những người đã phản ứng lại đi thẳng vào biệt thự. Đi vào đại sảnh. Diệp Lâm Quân đâu, tìm được nó chưa? Bà cụ hỏi. Tất cả bọn họ đều không quan tâm, chỉ đến trước mặt Hoàng đế Tây Đường nói, chủ nhân, Diệp Lâm Quân bây giờ không quan trọng nữa. Bởi vì chúng tôi vừa mới nhìn thấy chàng trai trẻ. Đúng vậy, xem ra những gì tiểu thư nhìn thấy là đúng. Quả nhiên ngài ấy đã đến Thiên Hải biệt thự, những lời nói đáng sợ tuyên ra không ngớt, vừa nói xong thì toàn bộ đại sảnh đều kinh hãi. Mọi người im phăng phắc. Phải một lúc lâu sau, Hoàng đế Tây Đường mới có phản ứng. Cái gì, các cậu nhìn thấy cậu ta? Hoàng đế Tây Đường kinh hô, Hoàng An Nhiên càng kích động hơn. Vâng, hoàn toàn là thật, chúng tôi đã gặp ngài ấy. Mọi người đều gật đầu. Họ không thể quên cảnh tượng vừa nấy được. Hoàng đế Tây Đường và Hoàng An Nhiên trực tiếp đứng bật dậy, ở đâu? Dẫn chúng ta tới đó mô. Ngài ấy đã rời đi rồi, còn cảnh cáo chúng tôi không được đi theo, nếu không sẽ giết hết không đát. Vài người lộ ra sắc mặt khó coi. Đây là... Hoàng đế Tây Đường lập tức ỉu xìu như một cái khí cầu xì hơi. Ông nội, nhưng đây cũng là một chuyện tốt. Ít nhất nó chứng tỏ vị tiên sinh này đang ở Giang Bắc. Vậy thì khả năng chúng ta tìm thấy anh ta sẽ cao hơn. Hoàng An Nhiên nói. Hoàng đế Tây Đường vỗ tay nói, đúng là vậy thật. Tốt lắm, mấy người các cậu coi như là lập được công trạng, tất cả đều có thưởng. Hoàng đế Tây Đường chỉ vào một vài người. Mọi người đều mừng như điên, tưởng suýt nữa thì đi đời nhà ma rồi, thế mà trong cái rủi lại có cái may. Lúc này, không còn ai nhắc tới Diệp Lâm Quân nữa. Lý Tử Nhiệm chẳng quan tâm chàng trai trẻ kia là thần thánh phương nào, chỉ cần Diệp Lâm Quân không có việc gì làm cô yên tâm. Đám người Lý Hồng Thắng tức muốn chết đi sống lại. Khó khăn lắm mới lừa Diệp Lâm Quân đến đây, ai ngờ lại xảy ra sự việc này. Diệp Lâm Quân, sao mà anh ta may thế không biết? Mấy việc này cũng giúp anh ta chạy trốn được luôn. Mấy người Lý Hồng Thắng lộ ra vẻ không thể tin được. Sau đó, Hoàng đế Tây Đường và những tùy tùng ở lại nhà họ Lý. Nhà họ Lý giống như mặt trời ban trưa vậy. Mỗi ngày đều có rất nhiều nhân vật lớn từ khắp mọi nơi trên Lạc Việt đến thăm hỏi. Diệp Lâm Quân vẫn đang điều tra về liên minh báo thù. Nhưng mà từ phía kinh thành lại truyền đến một tin tốt, thần dược mà anh nói trước đây đã hoàn thành. Chúng sẽ được phân phát cho những người có nhiều đóng góp cho Lạc Việt. Loại thần dược kỳ như vậy càng cần thiết hơn đối với những cơ quan quốc gia quan trọng như Tần Bắc Sơn. Nếu có thể đảm bảo cho họ một thân thể khỏe mạnh và cuộc sống yên bình thì sẽ tạo phúc cho nhiều người lắm. Lạc Việt đúng là giàu có, rừng vàng biển bạc mài, ngoài ra, mấy người Diệp Lâm Quân ở trên chiến trường giết địch, anh nhất định phải có loại thuốc này. Cái này gọi là gươm tốt phải bén ở lưỡi đao. Phải phát huy giá trị lớn nhất của thần dược này. Vậy nên khi Lạc Việt tuyên bố sẽ ban thưởng cho những anh hùng này, tất cả mọi người đều không có dị nghị gì. Ngay cả khi Diệp Lâm Quân được khen thưởng, mọi người cũng không phản đối. Dù sao thì người đàn ông này cũng đã từng vì Lạc Việt mà hy sinh xương máu. Bọn họ đâu biết rằng, bây giờ Diệp Lâm Quân cũng đang âm thầm cống hiến rất nhiều cho Lạc Việt. Thậm chí phải nói rằng, công lao của anh là lớn nhất. Anh hoàn toàn xứng đáng với phần thưởng này. Bởi vì cuộc ban thưởng cho các công thần của đất nước lần này được công khai. Vậy nên tất cả mọi người có thể tới xem. Việc Diệp Lâm Quân có được thần dược nhanh chóng bị hai nhà Lý Trịnh biết được. Theo đường tin tức mà cháu nhận được, tác dụng của loại thuốc này cực kỳ bá đạo. Nó có thể giúp người ta sống lại nữa kìa, kéo dài tuổi thọ chỉ là chuyện nhỏ. Đúng vậy, nghe nói trong lúc thí nghiệm, loại thuốc này đã cứu được 10 người chết. Chia thần dược cho những người này là để họ bảo vệ tính mạng đấy.
Đúng, đúng vậy, nghe nói thuốc này là vô giá. Bạn bè nước ngoài lấy cả một hòn đảo để đổi cơ đấy. Mấy người Lý Hồng Thắng càng nói càng khoa trương, sắp sửa phóng đại nó lên trời. Đúng là nó có tác dụng giúp phục hồi nhanh chóng và kéo dài tuổi thọ. Nhưng làm người chết sống lại thì hoàn toàn là chém gió. Làm thế nào mà công hiệu thế được? Làm sao có thể? Tuy nhiên, thế giới bên ngoài lại truyền bá loại thuốc này đến mức vi diệu. Thậm chí còn có tin đồn không ít người đến để chiếm đoạt. Diệp Lâm Quân có loại thuốc này không? Bà cụ nói. Đúng vậy, Diệp Lâm Quân cũng có phần. Mọi người đều nói. Diệp Lâm Quân dùng loại thuốc này thì thật lãng phí. Ta giao cho các cậu một nhiệm vụ, lấy thuốc đó đến đây để ta tặng cho anh trai. Nhất định anh trai sẽ rất vui. Sau đó công lao sẽ được. Tính cho các cậu. Bà cụ nói. Mọi người nghe xong, đôi mắt sáng ngời. Nếu bọn họ dâng loại thuốc này cho Hoàng đế Tây Đường thì tương lai sẽ rộng vô hạn đói. Bây giờ chỉ đang dựa vào bà cụ, nương nhỏ danh tiếng của môn phiệt Tây Đường thôi, nhưng trên thực tế thì không có mấy liên hệ, nhưng nếu họ dâng lên loại thuốc này, họ sẽ có liên hệ trực tiếp với môn phiệt Tây Đường. Không cần mượn danh nữa. Gia tộc Đoàn và Trịnh sẽ trở thành một phần của môn phiệt Tây Đường. Có thể đảm bảo cho hai gia tộc cả trăm năm vinh quang, thậm chí là hàng trăm năm không lo không nghĩ. Đây là ước mơ cả đời của mấy lão già Lý Văn Chấn và Ngô Thị Lan. Đây là một thay đổi đến cả bản chất đây. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội này. Mọi người siết chặt nắm tay. Trong lòng mọi người đã có một ý tưởng. Bà ơi, cháu đảm bảo, nhất định sẽ lấy được. Hơn nữa, Diệp Lâm Quân uống thuốc này cũng vô dụng đúng không? Anh ta có tư cách gì chứ? Tất cả mọi người đều nói. Được, vậy ta yên tâm. Nếu các cậu lấy được đan dược, ta tin là anh trai ta sẽ rất vui, bà cụ nói. Ai cũng muốn có được thứ thần dược này. Đặc biệt là những người quyền cao chức trọng như Hoàng đế Tây Đường. Chúng là những thứ cần thiết nhất. Bên này, Diệp Lâm Quân vừa nhận được phần thưởng thì đã có người tìm đến cửa. Lần này mọi người đều cực kỳ khách khí. Họ chào hỏi Diệp Lâm Quân rất ân cần. Hỏi xem sức khỏe anh thế nào. Ngay cả mấy người Ngô Thị Lan và Lý Văn Trãn trước đây cũng đã hoàn toàn thay đổi thái độ. Đây là chuyện mà khi xưa không thể xảy ra. Các ông bà đến vì cái này sao? Diệp Lâm Quân cười lạnh nói. Không chỉ vì cái này đâu. Chúng tôi đến để chúc mừng cậu được ban tặng phần thưởng cao nhất mà. Mấy người Ngô Thị Lan cười ha hả nói. Cảm ơn. Mấy người Ngô Thị Lan hai mắt nhìn nhau, sau đó Ngô Thị Lan hỏi, Hạo Quân. Còn thuốc đâu, chúng tôi xem được không? Diệp Lâm Quân lắc đầu bất đắc dĩ. Quả nhiên, giấu đầu lòi đuôi mà. Những người này tìm anh thì làm gì có ý tốt chứ? Thuốc được niêm phong chân không, cất vào kho rồi, không thể xem được. Diệp Lâm Quân từ chối thẳng. Sắc mặt Ngô Thị Lan lập tức thay đổi, bà ta tiếp tục cười hỏi, Hạo Quân. Cháu định dùng loại thuốc này như thế nào? Hay là cháu không định dùng nó vậy? Diệp Lâm Quân liếc bà ta một cái rồi nói, cháu vừa nhận thưởng thì bà đã đến rồi, cháu làm gì có cơ hội sử dụng chứ? Hạo Quân, thật tốt quá, đưa loại thuốc này cho tôi đi, tôi lấy tiền mua, bất kể bao nhiêu cũng mua ồ. Mấy người Ngô Thị Lan đến đây chính là đánh cược. Phải lấy được thuốc dù cho táng ra bại sản. Trở thành thành viên của môn phiệt Tây Đường là thứ tiền không mua được. Được, cậu cứ nói giá đi. Chúng tôi thành tâm muốn có nói. Lý Văn Chấn và Trịnh Quốc Thắng thúc giục. Họ nhất định phải lấy được loại thuốc này. Ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người Diệp Lâm Quân. Không bán. Diệp Lâm Quân từ chối thẳng. Bao nhiêu tiền cũng không bán. Mọi người đều sửng sốt. Rồi nhanh chóng phản ứng lại. Họ sai rồi. Diệp Lâm Quân không thiếu tiền. Cho dù thân thể có như vậy thì cũng không bao giờ thiếu tiền. Bên cạnh còn có một nữ chiến thần bảo vệ anh. Cuộc sống hoàn toàn không phải lo lắng. Mọi người quay sang nhìn nhau. Ngô Thị Lan nghĩ gì đó, cười nói, vậy cậu có thể ra điều kiện. Điều kiện nào cũng được. Được, chỉ cần cậu có thể đưa thuốc cho chúng tôi, bất cứ điều kiện nào chúng tôi cũng đồng ý. Lý Văn Chấn xoa tay phấn khích. Những người khác thậm chí còn gấp sốt ruột. Đặc biệt là mấy người trẻ tuổi. Bọn họ lại càng muốn chính thức có được tấm thẻ nhận dạng thân phận của môn phiệt Tây Đường. Nhưng Diệp Lâm Quân không để ý, cũng không trả lời. Lúc này, Trịnh Quốc Thắng nói, vậy đi, Hạo Quân, chỉ cần cậu cho chúng tôi thứ thuốc đó,
chúng tôi sẽ cho cậu gặp lại người nhà. Sau khi Trịnh Quốc Thắng đưa ra điều kiện này, mọi người đều mở bừng mắt. Điều kiện này cực tốt, vừa lúc nhắm vào Diệp Lâm Quân luôn. Được, để bà cụ rõ bỏ lệnh cấm. Cho cả nhà cậu gặp mặt, tiếp tục cuộc sống. Gái này thì chúng tôi có thể đảm bảo. Tự nghĩ đi, thuốc này không có mấy tác dụng với cậu, nếu không đồng ý thì cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy bé Quân và Lê Nguyên nữa. Mọi người mồm năm miệng mười nói. Tất cả bọn họ đều tin rằng điều kiện này không chê vào đâu được, Diệp Lâm Quân sẽ không từ chối. Dù sao thì anh không có năng lực gặp lại vợ và con gái mình. Nhưng ngay sau đó Diệp Lâm Quân lập tức từ chối, không cần. 3 tháng nữa tôi sẽ đích thân đến đón họ. Do đừng có gấp, Diệp Lâm Quân đang muốn môn phía Tây Đường bảo vệ vợ và con gái của mình đấy. Sao lại đi đón họ về chứ? Hơn nữa, không phải anh muốn đi đón vợ và con gái lúc nào chẳng được sao? Tại sao phải dùng một thứ quý giá như vậy đánh đổi chứ? Đây là điều mà Ngô Thị Lan và những người khác không bao giờ ngỏ tới. Hả? Nghe được câu trả lời của Diệp Lâm Quân, tất cả mọi người đều sững sờ. 3 tháng sau đến đón. Nói dễ dàng vậy, ba hoa vừa thôi chứ. Diệp Lâm Quân, lúc trước cậu nghe không rõ quy tắc sao? Muốn gặp người thì cậu phải có tư cách đó. Đúng vậy, ít nhất cậu cũng phải đạt tới cấp bậc chiến thần văn lang ngày trước. Mọi người lập tức nói. Các người quan tâm tôi làm gì? Dù sao 3 tháng sau, các người... bao gồm cả môn phía Tây Đường sẽ ngoan ngoãn nhìn tôi đưa Lê Nguyên và bé Quân đi. Diệp Lâm Quân tràn đầy tự tin. Cậu có bị điên không? Cậu bây giờ thì khác gì 3 tháng sau? Không ai có thể tưởng tượng được Diệp Lâm Quân lấy gì để nói ra mấy câu này. Anh tự bảo vệ mình còn khó nữa. Làm sao có tư cách được môn phía Tây Đường công nhận chứ? Căn bản là không thể có chuyện này. Diệp Lâm Quân, cậu thật sự không muốn giao thuốc ra đây sao? Mấy người họ nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân gật đầu, đúng, thuốc là của tôi, liên quan cái con mẹ gì đến các ông bà. Cho dù tôi cho chó ăn thì cũng không liên quan đến các người. Que nhồ, lời nói của Diệp Lâm Quân khiến mọi người vô cùng tức giận. Thế mà lại dám mang bọn họ không bằng con chó. Diệp Lâm Quân, cậu không nhớ vợ và con gái của mình sao? Nếu chúng tôi... Trịnh Quân Nga rất lo lắng. Thậm chí còn lấy hai người bé Quân ra để đe dọa Diệp Lâm Quân. Cô dám? Diệp Lâm Quân lạnh lùng nhìn cô. Không một ai dám ra tay. Chỉ cần bà cụ còn yêu thương Lý Tử Nhiệm thì không ai có thể coi thường bé Quân và Lý Tử Nhiệm. Cháu vừa nói cái gì thế? Sau này đừng có nói mấy lời này. Để cho bà cụ nghe được thì cháu gánh không nổi đâu. Ngô Thị Lan lập tức nhắc nhở. Dù sao thì vị trí của Lý Tử Nhiệm rất quan trọng. Trịnh Quân Nga ý thức được mình đã lỡ lời, lập tức ngậm miệng lại. Hạo Quân, cậu có thể đưa ra yêu cầu không? Chỉ cần cậu có thể đưa cho chúng tôi thứ thuốc đó, chúng tôi sẽ đồng ý bất cứ điều kiện nào. Trịnh Quốc Thắng hỏi. Thứ thuốc này quá quan trọng đối với họ. Đủ để khiến bọn họ phất lên. Tôi không có điều kiện gì hết, tôi không cần bất cứ cái gì. Diệp Lâm Quân từ chối thẳng thừng. Mọi người đều ngây người nhìn Diệp Lâm Quân. Cái loại cứng mềm không ăn này khó chơi quát dầu muối không chịu thế này thì không còn cách nào cả. Mà lợi dụng bé Quân và Lý Tử Nhiệm thì bọn họ lại không dám. Nghĩ vậy thì chẳng có cách nào chơi được Diệp Lâm Quân. Nhanh lên, ngài Quân phải đi nghỉ ngơi. Các cận vệ của Phàn Thắng Nam đuổi tất cả mọi người đi. Tất cả mọi người đều không cam lòng bước. Ra ngoài. Cháu có một cách. Trương Phúc Long nói. Cách gì? Nói nghe thử. Mọi người tụ lại một đám. Nếu không thể xuống tay với bé Quân và Lý Tử Nhiệm thì chỉ còn mẹ của Diệp Lâm Quân. Trong mắt Trương Phúc Long lóe lên một tia lạnh lẽo, chỉ cần mẹ anh ta bị khống chế thì cháu không tin Diệp Lâm Quân không giao thuốc. Trịnh Quân Nga lập tức đồng ý, đúng vậy, đúng vậy. Anh ta dám không giao thì giết chết mẹ anh ta. Ngô Thị Lan và Lý Văn Chấn nhìn nhau. Một vài người không đành lòng, dù sao thì họ cũng khá thân với Chí Oánh. Xuống tay với bà ấy thì họ cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Vì tương lai của nhà họ Lý và Trịnh, chúng ta làm vậy đi. Sau khi Ngô Thị Lan và Lý Văn Chấn liếc nhau, lập tức ra quyết định. Được rồi, bằng bất cứ giá nào. Dù sao thì chỉ cần Diệp Lâm Quân giao thuốc là được. Trịnh Quốc Thắng tự an ủi mình. Thấy một đoàn người quay về, bà cụ bước tới, vui sướng hỏi. Nhìn thấy sắc mặt của mọi người, bà cụ lập tức hiểu ngay.
Làm sao vậy? Chuyện nhỏ thế này cũng không xử lý được sao? Bà cụ tức giận. Cụ bà cứ yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ sắp xếp chuyện này ổn thỏa. Xin hứa sẽ không để cho bà thất vọng. Mấy người Ngô Thị Lan cam đoan nói. Được, lúc này, khuôn mặt bà cụ dịu đi nhiều. Về phần người của môn phiệt Tây Đường cũng không nhàn rỗi. Họ sử dụng mọi nguồn lực và cấp dưới để điều tra tung tích của Diệp Lâm Quân. Thậm chí, Hoàng An Nhiên còn đích thân dẫn người tiến hành một cuộc truy tìm ở Giang Bắc, cố gắng đào hết mọi ngóc ngách của Giang Bắc chỉ để gặp Diệp Lâm Quân. Ông nội, ông đoán xem cháu tìm được gì? Hoàng An Nhiên vừa trở về, hào hứng nói. Cái gì? Hoàng đế Tây Đường đột nhiên tỉnh táo lại. Nhìn thấy cái nháy mắt của Hoàng An Nhiên. Hoàng đế Tây Đường ho khan hai tiếng. Tất cả những người ở đó đều rời đi. Hôm nay cháu vô tình phát hiện ra người của môn phiệt Bắc An cũng ở Giang Bắc. Bọn họ đang mai phục, không biết sẽ đối phó với ai. Hoàng An Nhiên vô tình phát hiện ra cao thủ của gia tộc Bắc An đang mai phục xung quanh nơi ở của Diệp Lâm Quân. Có chuyện đó sao? Hành tung của môn phiệt Bắc An này thật kỳ lạ, cả trước đây họ cũng chủ trương xé bỏ hiệp nghị. Chỉ cần xé bỏ nó thì vệ binh Viêm Long sẽ không làm được gì cả. Theo lời bọn họ nói thì là như vậy. Hoàng đế Tây Đường vuốt cằm suy nghĩ. Cháu biết họ sẽ đối phó với ai chưa? Hoàng đế Tây Đường hỏi. Tạm thời cháu không biết, nhưng các cao thủ của môn phiệt Bắc An đang vây quanh một biệt thự. Cháu nghĩ những người mà họ sắp đối phó cũng ở trong đó, cháu đang cử người đi điều tra. Tối nay cháu sẽ tự mình đi một chuyến. Hoàng An Nhiên nói. Hoàng đế Tây Đường hỏi câu ông quan tâm nhất, chàng trai trẻ có tin tức gì không? Chưa có, nhưng tháng này cháu đã lật tung cả Giang Bắc, cũng chỉ còn sót lại một vài nơi. Ban đêm, các thám tử của môn phiệt Tây Đường đã trở lại. Thưa cô, về cơ bản chúng tôi đã siết chặt căn biệt thự có những người môn phiệt Bắc An đang đối phó. Nghe được tin tức này, hai mắt Hoàng An Nhiên sáng lên rực rỡ. Đi, dẫn tôi đi, tôi muốn xem môn phiệt Bắc An đối phó với ai. Ngay sau đó, mấy người Hoàng An Nhiên đã đến khu biệt thự Hoàng Thành. Sau khi vượt qua người canh cổng của môn phiệt Bắc An, mọi người đi vào biệt thự nơi Diệp Lâm Quân đang ở. Các anh chờ ở đây đi, tôi vào xem một chút. Hoàng An Nhiên ra lệnh. Mọi người đều rất yên tâm về Hoàng An Nhiên, dù sao thì cô ấy cũng rất mạnh. Hoàng An Nhiên nhanh chóng vượt qua các cận vệ của Phàn Thắng Nam, tiến vào trong biệt thự. Sau khi tìm kiếm xung quanh thì không thấy một ai. Chỉ còn lại căn phòng ngủ. Hoàng An Nhiên vừa đi vừa mò mẫm. Không yếu thì ta giết chết. Có một âm thanh đột ngột vang lên. Hoàng An Nhiên bị âm thanh này dọa sợ. Cô ta nhanh chóng lùi lại phía sau. Rồi nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ. Có bản lĩnh thì ra đây. Cô lạnh lùng nói. Oanh, đột nhiên, cô ta thấy lưng mình ớn lạnh, như thể một luồng gió lạnh thấu xương xâm nhập vào cơ thể mình. Cô ta đột ngột quay lại, nhưng một bàn tay to lớn đã nắm lấy cổ cô ta, nâng cô ta lên nhẹ tênh. Giờ khắc này, Hoàng An Nhiên không thể sử dụng kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ và khí kình của mình. Yết hầu sinh mạng của cô bị bóp chặt. Cô ta cảm nhận được sự hiện diện của cái chết. Hơi thở dồn dập, gương mặt xanh mét đỏ bừng. Ý thức của cô ta tan biến dần. Là cô sao? Đột nhiên một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Hoàng An Nhiên chỉ cảm thấy cổ mình đã được thả lỏng, cả người yếu ớt ngã xuống đất. Cô ta thở hổn hển từng hơi một, rồi ngước nhìn lên. Vừa thấy cô đã sốc nặng. Đây chẳng phải là chàng trai trẻ mà cô ta đang đau khổ tìm kiếm sao? Là ngài, ngài. Tôi không biết đó là ngài, thưa ngài, nếu không tôi sẽ không bao giờ dám xông vào. Hoàng An Nhiên vội vàng giải thích, cô ta đến đây vì môn phiệt Bắc An. Ô, thì ra là thế. Diệp Lâm Quân nói môn phiệt Bắc An muốn làm gì vậy? Hoàng An Nhiên lấy hết can đảm hỏi. Muốn giết tôi? Cái gì? Muốn giết ngài sao tiên sinh? Bọn họ điên rồi sao? Hoàng An Nhiên lộ ra vẻ mặt rất khó tin. Cô chạy đi nhanh lên. Lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Diệp Lâm Quân tưởng rằng đó là người muốn giết anh, nếu không tự dưng nhìn kỹ hơn một chút. Thì e rằng Hoàng An Nhiên đã là một xác chết rồi. Hiểu rồi. Hoàng An Nhiên rời đi, vẻ mặt rất phấn khích. Bây giờ cô ta đã biết nơi Diệp Lâm Quân sống, mọi thứ có thể được từ từ thực hiện. Chuyến đi này thực sự không uổng công. Thứ nhất là biết được mục đích của môn phiệt Bắc An.
thứ hai là tìm thấy nơi ở của chàng trai trẻ. Hoàng An Nhiên vội vã chạy như điên về nhà, nói tất cả cho Hoàng đế Tây Đường. Cái gì, tìm được chàng trai trẻ rồi? Hoàng đế Tây Đường kích động hơn bất kỳ ai khác. Đúng, đúng vậy, đã xác định được địa chỉ của anh ta, thái độ của anh ta đối với cháu tốt hơn lần trước rất nhiều. Hoàng An Nhiên lộ vẻ ngại ngùng. Thật quá tốt rồi. Hoàng đế Tây Đường vô cùng kích động. Mấy người bà cụ, Ngô Thị Lan và Lý Tử Nhiệm đứng bên cạnh đều âm thầm khiếp sợ. Nhân vật lớn này xuất hiện sao? Giang Bắc tồn tại một người như thế này từ khi nào vậy? Họ đã ở Giang Bắc bao lâu rồi, nhưng chưa bao giờ nghe đến cả. Ông nội, còn một chuyện nữa, người của môn phiệt Bắc An muốn giết chàng trai trẻ. Hoàng An Nhiên thì tầm nói. Ồ, giữa bọn họ còn có ân oán gì sao? Tuy nói thật thì môn phiệt Bắc An này rất mạnh. Nhưng muốn giết chàng trai trẻ thì nhất định phải trả giá rất thảm khốc. Nhưng chàng trai trẻ cũng đang đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Cho dù anh ấy có mạnh đến đâu thì Bắc An gia tộc vẫn giết anh ta rất dễ dàng. Như vậy đi, giúp ông liên hệ với cao tầng của môn phiệt Bắc An, ông sẽ đè chuyện này xuống. Ông sẽ cho môn phiệt Bắc An chút mặt mũi, không truy cứu chuyện này nữa. Hoàng đế Tây Đường nói chắc chắn là được đấy. Hoàng An Nhiên trông có vẻ rất phấn khích. Vậy thì sau khi chuyện môn phiệt Bắc An ổn rồi, chuyện này coi như thành ý của môn phiệt Tây Đường chúng ta, ông sẽ tự mình đi gặp cậu để mời gia nhập môn phiệt Tây Đường. Đến lúc đó cậu ta sẽ không từ chối đúng không? Hoàng đế Tây Đường đã có kế hoạch hết rồi. Giải quyết gia tộc Bắc An thay cho Diệp Lâm Quân, và sau đó mời anh lần nữa. Như vậy thì Diệp Lâm Quân không có lý do gì để từ chối. Hoàng An Nhiên nói, ông nội, chúng ta giải quyết một vấn đề lớn như vậy cho anh ta thì anh ta cảm ơn còn không kịp ấy. Sao có thể từ chối được? Được rồi, ông sẽ lập tức giải quyết việc này, ngày mai gặp cậu Tết. Ngay lập tức, Hoàng đế Tây Đường đã liên lạc với cao tầng của môn phiệt Bắc An. Ông ta tự mình ra mặt, để bảo vệ Diệp Lâm Quân. Môn phiệt Bắc An không thể làm gì được. Dù gì đây cũng là người đứng đầu môn phiệt Tây Đường đó. Môn phiệt Bắc An không còn cách nào khác, đành phải cho Hoàng đế Tây Đường một ít mặt mũi. Dù sao thì tổn thất của môn phiệt Bắc An không quá lớn, chỉ là chết mất mấy người phó thần minh. Không quan trọng, còn chẳng bằng sĩ diện. Hoàng đế Tây Đường lộ ra vẻ mặt đắc ý, đôi khi có những vấn đề thiên hạ không thể tưởng tượng hoặc không thể giải quyết, thì chỉ cần một câu nói của ta thôi. Đây chính xác là như thế, căn bản là không có cách nào để giải quyết vấn đề của một người bị môn phiệt Bắc An truy giết. Nhưng ông ta chỉ cần nói một câu. Chủ yếu là do ông ta nghĩ rằng Diệp Lâm Quân cũng vậy. Mặc dù cậu ta rất mạnh mẽ, có thể được coi như là người kế thừa của Ngũ Long của Lạc Việt. Nhưng trước khi cậu ta trở nên vĩ đại, môn phiệt Bắc An hoàn toàn có thể xóa sổ cậu ta. Thực ra giữa cậu ta và người thường không gì khác biệt, nhưng môn phiệt Bắc An sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng dù sao cũng khó tránh khỏi cái chết. Vậy nên ông giải quyết vấn đề này cho Diệp Lâm Quân. Để cho Diệp Lâm Quân nợ ông ta một ân tình. Ông muốn cho Diệp Lâm Quân hiểu được sức mạnh và giá trị của môn phiệt Tây Đường. Ngày hôm sau, Hoàng đế Tây Đường chuẩn bị đến gặp Diệp Lâm Quân. Bà cụ và những người khác muốn đi theo, nhưng đều bị Hoàng đế Tây Đường ngăn lại. Các cô cậu đi chỉ thêm phiền. Hơn nữa, chàng trai trẻ sẽ trở thành người của môn phiệt sớm thôi Tây Đường. Lúc đó các cô cậu hãy đến chào hỏi. Ngay sau đó, Hoàng An Nhiên đưa Hoàng đế Tây Đường đến biệt thự. Chàng trai trẻ, Hoàng, mạnh hùng của môn phiệt Tây Đường và cháu gái xin được gặp. Hoàng đế Tây Đường hô lên. Diệp Lâm Quân nghe thấy một giọng nói quen thuộc, anh mở cửa. Ông có chuyện gì vậy? Diệp Lâm Quân cau mày. Nhóm người này đúng là âm hồn không chịu tiêu tan, cứ phải bám theo quấy rầy anh. Chàng trai trẻ, Hoàng mạnh hùng đến đây chúc mừng ngài. Hả? Chúc mừng cái gì, có chuyện gì vui à? Diệp Lâm Quân hoang mang. Chàng trai trẻ, tối Ion qua tôi biết được chuyện ngài có ân oán gì đó với môn phiệt Bắc An, cho nên tôi đích thân ra mặt giải quyết chuyện này. Chàng trai trẻ, cho dù lúc trước ân oán của ngài với bọn chúng lớn như thế nào đi chăng nữa, nhưng từ nay về sau, môn phiệt Tây Đường sẽ không bao giờ truy cứu. Ngài không cần phải lo cho mạng mình nữa. Hoàng đế Tây Đường đắc ý nói. Cuối cùng thì Diệp Lâm Quân cũng hiểu. Tại sao những người của môn phiệt Bắc An đang phục kích xung quanh lại biến mất?
hóa ra là ông ta làm. Nhưng Diệp Lâm quân ta đây mà lại cần ông làm vậy sao? Anh không thèm quan tâm đến môn phiệt Bắc An. Nếu anh muốn truy cứu thật thì anh âm thầm xử gọn lũ Lâu La đó rồi. Ôm! Diệp Lâm quân lạnh lùng đáp lại. Ừ hai! Thái độ của anh khiến Hoàng đế Tây Đường và Hoàng An Nhiên đều sửng sốt. Theo lý thuyết thì ông đã giải quyết phiền toái lớn đến vậy cho cậu ta, lẽ ra cậu ta phải vô cùng biết ơn chứ. Vậy thái độ này là sao? Cậu ta không kiêu ngạo đến mức nghĩ rằng chỉ cần một mình cậu ta là có thể đối phó với toàn bộ môn phiệt Bắc An chứ? Tự tin quá, đó. Hoàng đế Tây Đường hỏi, chàng trai trẻ, chắc không phải là ngài không biết môn phiệt Bắc An muốn xử lý ngài đâu nhỉ? Đương nhiên là biết, bọn họ muốn giết ta không phải ngày một ngày hai. Vậy thì tốt quá, chàng trai trẻ, lần này tôi giúp ngài giải quyết cục diện mà ngài cũng bó tay bất lực, tôi không cần ngài cảm tạ hay bất cứ yêu cầu gì khác đâu, chỉ mong ngài sẽ gia nhập môn phiệt Tây Đường. Điều kiện của tôi vẫn như trước, ngài tham gia, tương lai sẽ trở thành môn chủ đứng đầu. Hoàng đế Tây Đường nói rõ mục đích. Hoàng An Nhiên rất hứng thú nhìn Diệp Lâm Quân. Anh ta không thể từ chối được. Tại sao tôi phải cảm ơn ông? Tôi cầu xin ông giúp tôi giải quyết hà. Hơn nữa, tôi không thèm để cái môn phiệt Bắc An đó vào mắt đâu. Lời Diệp Lâm Quân nói là sự thật. Đừng nói chính anh, cho dù là Bắc Thiên Vương ở đó thì môn phiệt Bắc An cũng không dám hành động mù quáng. Nếu không phải vậy thì sao họ phải mai phục lâu như vậy mà không hành động cơ chứ? Diệp Lâm Quân nói một câu đã khiến đám người của Hoàng đế Tây Đường hoàn toàn sững sờ. Ngông cuồng, quá ngông cuồng rồi. Chúng tôi công nhận anh rất mạnh, nhưng cũng không mạnh đến mức có thể đối đầu với toàn bộ môn phiệt Bắc An đâu. Anh chỉ là có khả năng tiềm tàng để trở thành Ngũ Long Lạc Việt, còn lâu mới đạt tới trình độ của Ngũ Long Lạc Việt. Môn phiệt Bắc An muốn giết anh vẫn rất dễ dàng. Tất cả thiên tài chỉ là có khả năng tiềm tàng mà thôi, trước khi hoàn toàn trưởng thành cũng có thể sẽ chết trẻ. Lúc này Diệp Lâm Quân chính là loại trường hợp này. Chàng trai trẻ hình như cậu không hiểu rõ vị trí của mình thì phải. Cậu rất mạnh, nhưng cậu muốn trưởng thành còn cần thời gian, chỉ có trưởng thành thì cậu mới có thể đứng trong hàng ngũ những người không sợ môn phiệt Bắc An được. Chỉ cần cậu gia nhập môn phiệt Tây Đường, tôi có thể dùng toàn bộ tài nguyên của môn phiệt Tây Đường để bồi dưỡng cậu, che chở cậu cho đến tận khi cậu trưởng thành. Hoàng đế Tây Đường đã bày tỏ thành ý của ông ta. Chỉ là ông ta không ý thức được một vấn đề, Diệp Lâm Quân mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của ông ta. Nếu ông muốn tôi gia nhập môn phiệt Tây Đường cũng được. Tôi chỉ có một điều kiện. Diệp Lâm Quân cười. Điều kiện gì, cậu cứ nói đi, Hoàng đế Tây Đường lập tức nói. Môn phiệt Tây Đường phải nghe lệnh của tôi muốn làm lão đại, Diệp Lâm Quân nói. À, Diệp Lâm Quân vừa nói ra câu này, mọi người ở đây đều sững sờ. Chẳng ai nghĩ tới tham vọng của Diệp Lâm Quân sẽ lớn tới mức đó, đám muốn toàn bộ môn phiệt Tây Đường. Hoàng An Nhiên sững sờ. Hoàng đế Tây Đường cũng sững sờ. Anh đừng khinh người quá đáng. Những người khác đã không nhịn được nữa, nhìn Diệp Lâm Quân giận dữ hét. Anh thật sự cho rằng không ai trong chúng tôi có thể kiềm chế được anh à. Cao thủ của môn phiệt Tây Đường nhiều như mây. Người kiềm chế được anh cũng không ít đâu. Anh chỉ là có tố chất để trở thành người nối nghiệp của Ngũ Long Lạc Việt mà thôi, còn không đạt tới trình độ của Ngũ Long Lạc Việt đâu. Diệp Lâm Quân cười. Tôi chỉ có một yêu cầu này mà thôi, làm được thì tôi gia nhập, không làm được thì các người rời đi đi. Hoàng đế Tây Đường tức giận đến thở hổn hển, ngực phập phồng lên xuống. Đến cuối cùng, ông ta vẫn chọn rời đi. Sao ông ta có thể nhường ra vị trí chủ nhân của môn phiệt Tây Đường cơ chứ? Diệp Lâm Quân tuy có chút thực lực nhưng cũng quá ngông cuồng rồi. Sau khi rời đi, tất cả mọi người đều vô cùng phẫn nộ. Diệp Lâm Quân thực sự là được voi đòi tiên, ai cũng dám coi thường à, bây giờ lại dám tham lam đòi cả vị trí chủ nhân của môn phiệt Tây Đường nữ ư. Hoàng An Nhiên nhìn Hoàng đế Tây Đường hỏi, ông nội, làm sao bây giờ? Cứ buông tha cho anh ta như vậy ư, cháu tin là những thế lực khác đều sẽ biết đến anh ta ngay thôi, đến lúc đó muốn cướp người sợ là sẽ có nhiều khó khăn lắm. Hoàng đế Tây Đường vuốt râu mép, suy nghĩ nói, cháu có biện pháp gì à? Cháu cảm thấy vấn đề lớn nhất của chàng trai trẻ đó chính là quá kiêu ngạo, dưới cái nhìn của anh ta, bốn môn phiệt lớn nhất cũng không phải đối thủ của anh ta. Chúng ta chỉ cần chứng minh bên trong môn phiệt Tây Đường có người mạnh hơn anh ta,
có thể khống chế được anh ta thì khi đó anh ta sẽ tự biết rõ vị trí của chính mình, sau đó gia nhập môn phiệt Tây Đường. Hai mắt của Hoàng đế Tây Đường đột nhiên sáng ngời, được. Biện pháp này được đấy. Chỉ cần cậu ta biết bên trong môn phiệt Tây Đường có người mạnh hơn mình thì cậu ta sẽ gia nhập. Như vậy đi, truyền mệnh lệnh của ta, phái Hoàng Hải Bắc tới Giang Bắc ngay lập tức. Rõ. Hoàng Hải Bắc là ai cơ chứ? Đó là người được xưng là cao thủ mạnh nhất của môn phiệt Tây Đường, cũng là người có trình độ gần với Ngũ Long Lạc Việt nhất của môn phiệt Tây Đường. Nếu ông ta ra tay thì Diệp Lâm Quân chắc chắn sẽ thất bại. Hoàng đế Tây Đường muốn đánh phục Diệp Lâm Quân chỉ trong một lần, để anh tâm phục khẩu phục gia nhập môn phiệt Tây Đường. Vậy nên ông ta đã phái người mạnh nhất trong môn phiệt tới. Hoàng Hải Bắc có danh hiệu là người mạnh nhất trong môn phiệt Tây Đường. Một mình ông ta đã học hết toàn bộ các kỹ thuật chiến đấu cổ xưa của Tây Đường, là tông sư mạnh nhất của môn phiệt Tây Đường trong vòng mấy trăm năm qua. Nếu như dựa theo tuổi tác mà nói, ông ta có thể là tông sư mạnh nhất Tây Đường trong cả ngàn năm qua. Tóm lại chỉ có một chữ, mạnh, chỉ thể mà thôi. Chỉ một mình Hoàng Hải Bắc cũng đã có đủ thực lực để tiêu diệt cả một đất nước. So với một người có thể chặn lại một đội quân 100.000 người thì ông ta còn mạnh hơn. Đây chính là tông sư mạnh nhất. Có lẽ lực lượng của cả nước đều không làm gì được ông ta. Hoàng Hải Bắc sinh ra trong những năm tháng chiến tranh kia, đã từng một mình giết chóc đến mức cả một quốc gia không còn lực lượng để chống đỡ. Dù cho quá khứ này trôi qua đã lâu nhưng tất cả mọi người bên trong môn phiệt Tây Đường đều vẫn còn nhớ rõ chuyện này. Đây cũng chính là sức mạnh khiến môn phiệt Tây Đường xem thường tất cả những người khác. Bởi vì họ có thực lực, nếu không phải vậy thì họ đã không ký thỏa thuận với vệ binh Viêm Long. Chắc chắn là vì họ đã khiến vệ binh Viêm Long cảm thấy bị đe dọa. Hoàng đế Tây Đường cười, quả nhiên vũ lực mới là biện pháp tốt nhất để giải quyết mọi việc. Hoàng An Nhiên gật đầu, đúng vậy, xóm biết thế này thì chúng ta cần gì phải lãng phí nhiều sức lực như vậy cơ chứ. Môn phiệt Tây Đường thở phào nhẹ nhõm. Dưới cái nhìn của họ, chuyện Diệp Lâm Quân gia nhập môn phiệt Tây Đường đã là chắc như định đóng cột rồi. Chỉ cần Hoàng Hải Bắc vừa đến, chắc chắn Diệp Lâm Quân sẽ tâm phục khẩu phục gia nhập môn phiệt Tây Đường. Sau khi trở lại nhà họ Lý, đám người bà cụ lập tức đến đón. Anh có gặp được chàng trai trẻ đó không? Hoàng đế Tây Đường gật đầu, ừ, gặp được, không lâu sau cậu ta sẽ gia nhập môn phiệt Tây Đường. Ông Hùng, vùng Giang Bắc nho nhỏ này thật sự có tồn tại người như vậy ư? Trên gương mặt của những người như Lý Hồng Hải, Lý Hồng Phúc đều là vẻ không thể tin nổi. Những người khác như mấy người Lý Tử Nhiệm cũng rất tò mò, vì họ luôn ở tại Giang Bắc nhưng chưa từng nghe thấy có người nào như thế. Quả thực không thể tưởng tượng được người nào có thể khiến môn phiệt Tây Đường phải đuổi theo như vậy. Có, ngày hôm nay tôi gặp được, cậu ta sống ở Giang Bắc. Ôi, mọi người nhao nhao hít ngược một hơi. Họ chưa từng nghe nói ở Giang Bắc có một vị tai to mặt lớn như vậy. Đám người Lý Hồng Hải còn muốn hỏi dò Hoàng đế Tây Đường xem người này, cụ thể là sống ở nơi nào. Người đó là ba, đột nhiên lúc này bé Quân hô. Chỉ thoáng chốc, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào bé Quân. Bé Quân, sao ba cháu lại là vị tai to mặt lớn đó được? Ba cháu cũng không phải là chiến thần Côn Luân. Hoàng An Nhiên hỏi. Hừ, bây giờ ba cháu còn lợi hại hơn chiến thần Côn Luân. Ba là Nhất Phũ Kiên Vương. Bé Quân đắc ý nói. Lý Tử Nhiệm vội vàng đi lên ôm bé Quân, không cho cô bé nói tiếp nữa. Ngô Thị Lan lập tức giải thích, ông Hùng, trẻ con nói lung tung, ông đừng để ý. Cái này phải trách Diệp Lâm Quân, vì mặt mũi mà dám nói mình là Nhất Phũ Kiên Vương gì đói. Đúng đúng đúng, ông Hùng đừng để ý. Mọi người chỉ sợ Hoàng đế Tây Đường tức giận. Hoàng đế Tây Đường cười lạnh, đương nhiên là tôi không thèm để ý. Tôi có biết về Nhất Phũ Kiên Vương. Nói thế này nhé, bốn môn phiệt lớn nhất cũng không đào tạo ra được người như vậy. Diệp Lâm Quân, làm sao có khả năng là cậu ta được? Lúc này mọi người mới thở ra một hơi. Lý Tử Nhiệm còn dặn dò, bé Quân, sau này con không được nói lung tung nữa. Hừ, bé Quân bĩu môi. Môn phiệt Tây Đường hành động rất nhanh, ngày hôm sau đã có rất nhiều cao thủ cùng nhau đến Giang Bắc, trong đó có cả cao thủ Hoàng Hải Bắc. Để tôi xem lần này cậu có phục hay không. Hoàng đế Tây Đường cười to nói. Nếu không thể xuống tay với bé Quân và Lý Tử Nhiệm thì chỉ còn mẹ của Diệp Lâm Quân. Trong mắt Trương Phúc Long lóe lên một tia lạnh lẽo, chỉ cần mẹ anh ta bị khống chế thì cháu không tin Diệp Lâm Quân không giao thuốc.
Trịnh Quân Nga lập tức đồng ý, đúng vậy, đúng vậy. Anh ta dám không giao thì giết chết mẹ anh ta. Ngô Thị Lan và Lý Văn Chấn nhìn nhau. Một vài người không đành lòng, dù sao thì họ cũng khá thân với Chí Oánh. Xuống tay với bà ấy thì họ cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Vì tương lai của nhà họ Lý và Trịnh, chúng ta làm vậy đi. Sau khi Ngô Thị Lan và Lý Văn Chấn liếc nhau, lập tức ra quyết định. Được rồi, bằng bất cứ giá nào, dù sao thì chỉ cần Diệp Lâm Quân giao thuốc là được. Trịnh Quốc Thắng tự an ủi mình. Thấy một đoàn người quay về, bà cụ bước tới, vui sướng hỏi. Nhìn thấy sắc mặt của mọi người, bà cụ lập tức hiểu ngay. Làm sao vậy, chuyện nhỏ thế này cũng không xử lý được sao? Bà cụ tức giận. Cụ bà cứ yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ sắp xếp chuyện này ổn thỏa. Xin hứa sẽ không để cho bà thất vọng. Mấy người Ngô Thị Lan cam đoan nói. Được, lúc này, khuôn mặt bà cụ dịu đi nhiều. Về phần người của môn phiệt Tây Đường cũng không nhàn rỗi. Họ sử dụng mọi nguồn lực và cấp dưới để điều tra tung tích của Diệp Lâm Quân. Thậm chí, Hoàng An Nhiên còn đích thân dẫn người tiến hành một cuộc truy tìm ở Giang Bắc, cố gắng đào hết mọi ngóc ngách của Giang Bắc chỉ để gặp Diệp Lâm Quân. Ông nội, ông đoán xem cháu tìm được gì? Hoàng An Nhiên vừa trở về, hào hứng nói. Cái gì? Hoàng đế Tây Đường đột nhiên tỉnh táo lại. Nhìn thấy cái nháy mắt của Hoàng An Nhiên. Hoàng đế Tây Đường ho khan hai tiếng. Tất cả những người ở đó đều rời đi. Hôm nay cháu vô tình phát hiện ra người của môn phiệt Bắc An cũng ở Giang Bắc. Bọn họ đang mai phục, không biết sẽ đối phó với ai. Hoàng An Nhiên vô tình phát hiện ra cao thủ của gia tộc Bắc An đang mai phục xung quanh nơi ở của Diệp Lâm Quân. Có chuyện đó sao? Hành tung của môn phiệt Bắc An này thật kỳ lạ, cả trước đây họ cũng chủ trương xé bỏ hiệp nghị. Chỉ cần xé bỏ nó thì vệ binh Viêm Long sẽ không làm được gì cả. Theo lời bọn họ nói thì là như vậy. Hoàng đế Tây Đường vuốt cằm suy nghĩ. Cháu biết họ sẽ đối phó với ai chưa? Hoàng đế Tây Đường hỏi. Tạm thời cháu không biết, nhưng các cao thủ của môn phiệt Bắc An đang vây quanh một biệt thự. Cháu nghĩ những người mà họ sắp đối phó cũng ở trong đó, cháu đang cử người đi điều tra. Tối nay cháu sẽ tự mình đi một chuyến. Hoàng An Nhiên nói. Hoàng đế Tây Đường hỏi câu ông quan tâm nhất, chàng trai trẻ có tin tức gì không? Chưa có, nhưng tháng này cháu đã lật tung cả Giang Bắc, cũng chỉ còn sót lại một vài nơi. Ban đêm, các thám tử của môn phiệt Tây Đường đã trở lại. Thưa cô, về cơ bản chúng tôi đã siết chặt căn biệt thự có những người môn phiệt Bắc An đang đối phó. Nghe được tin tức này, hai mắt Hoàng An Nhiên sáng lên rực rỡ. Đi, dẫn tôi đi. Tôi muốn xem môn phiệt Bắc An đối phó với ai. Ngay sau đó, mấy người Hoàng An Nhiên đã đến khu biệt thự Hoàng Thành. Sau khi vượt qua người canh cổng của môn phiệt Bắc An, mọi người đi vào biệt thự nơi Diệp Lâm Quân đang ở. Các anh chờ ở đây đi, tôi vào xem một chút. Hoàng An Nhiên ra lệnh. Mọi người đều rất yên tâm về Hoàng An Nhiên, dù sao thì cô ấy cũng rất mạnh. Hoàng An Nhiên nhanh chóng vượt qua các cận vệ của Phàn Thắng Nam, tiến vào trong biệt thự. Sau khi tìm kiếm xung quanh thì không thấy một ai. Chỉ còn lại căn phòng ngủ,